Ba cả đời người đàn ông cần phải bảo vệ bốn thứ, thứ nhất là đất dưới chân, thứ hai là cha mẹ trong nhà, thứ ba là người phụ nữ trong lòng, thứ tư là anh em bên cạnh. Tên Đường Hạo này dám nhục mạ Đường Mộc Tuyết trước mặt anh, nếu anh tiếp tục thờ ơ thì chẳng khác nào một tên phế vật cả. Thấy Dương Tiêu tức giận như vậy, rất nhiều chủ xe ở hiện trường đều như hiểu ra. Trách sao người anh em này lại cực đoan đến như thế, thì ra là thằng xui xẻo kia kiếm chuyện trước. Cho dù là ai ở đây đi chăng nữa, chẳng ai trơ mắt nhìn vợ của mình bị nhục mạ. Trong nhất thời, không ít người nhìn Đường Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại nhìn thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của Đường Hạo, đám người càng chán ghét hơn. Biết thằng xui xẻo này là người như vậy thì họ cũng không buồn cứu nó làm gì. Chẳng mấy chốc, cảnh sát giao thông đã đến hiện trường. Thấy cảnh sát giao thông đến, Đường Hạo kêu to cứu mạng như thể vớ được cọng rơm, anh cảnh sát giao thông ơi, cứu tôi với. Tên phế vật này tông tôi còn muốn đe dọa tôi nữa. Dương Tiêu cũng cực kỳ phối hợp, kể rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối. Có một vài chủ xe ban nãy nhìn không nổi vẻ mặt ghê tởm của Đường Hạo nên đưa camera hành trình ra cho cảnh sát giao thông xem xét. Các anh cảnh sát giao thông xem xong thì biết hóa ra chuyện này còn có nguyên nhân, mọi người đều trách Đường Hạo cố tình gây sự trước. Sau khi tìm hiểu tình huống, cảnh sát giao thông cực kỳ im lặng, thêm hai nhóm người này đều là người một nhà, cùng họ Đường, nhưng chẳng qua là đối đầu trong công việc mà thôi. Oan gia nên hòa giải hay không, cảnh sát giao thông định để hai bên tự giải quyết. Dù sao cả hai bên đều có trách nhiệm nhưng có thể trách nhiệm của Dương Tiêu lớn hơn một chút. Dương Tiêu cũng bắt đầu chơi xấu, anh tỏ vẻ vừa rồi xe bị mất khống chế. Bảo anh chịu trách nhiệm cũng được nhưng anh muốn đến cửa hàng 4S tìm bên bán Maserati hỏi cho rõ ràng. Dương Tiêu có thể tùy ý lươn lẹo nhưng Đường Hạo thì lại không được. Đầu anh ta đã chảy máu, răng cửa trước bị gãy mất một cái, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Chờ đó, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, chúng bay chờ đó cho tao, tao vẫn chưa xong với bọn mày đâu. Phút lại một câu ác độc, Đường Hạo được xe cứu thương khiêng đi. Trộm gà không được còn mắt nắm gạo, bản thân Đường Hạo không chỉ bị thương mà ngay cả chiếc Ferrari mua được chưa đến 24 tiếng cũng tan nát, cần phải đi bảo dưỡng, đương nhiên. Tình hình của chiếc Maserati cũng chẳng lạc quan hơn, đầu xe trước đã bị đụng đến biến dạng rồi. Sau khi lập hồ sơ đăng ký xong, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chỉ đành đón xe về nhà. Đường Mộc Tuyết vẫn chưa hoàn hồn, cô vẫn không thể tin nổi Dương Tiêu lại vì mình mà không tiếc gì, đâm mạnh vào xe của Đường Hạo. Sau một tiếng đã có kết quả kiểm tra. Đường Hạo về cơ bản thì không sao nhưng não hơi bị chấn động. Bà nội Đường nhận được tin tức, đau lòng đến bệnh viện trước để an ủi. Đường Hạo nằm ở trên giường bệnh tức giận nói, bà nội, Dương Tiêu quá vô pháp vô thiên. Nó muốn chỉnh chết cháu trai đó, tuy rằng kiểm tra não hơi bị chấn động, nói không chừng về sau sẽ nặng hơn đói. Còn có Đường Mộc Tuyết, cô ta là đồng lõa, hai người này không thể buông tha được. Bà nội Đường tức giận đến nỗi muốn nổ cả mũi, cháu trai duy nhất của mình vừa mới nhận chức giám đốc điều hành, đã bị Dương Tiêu đụng phải. Đây là chính diện khiêu khích với bà ta sao? Hạo Hạo, cháu yên tâm, bà nội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên phế vật Dương Tiêu này. Bà nội Đường tức giận đến không nhẹ. Rời khỏi bệnh viện, bà nội Đường nổi giận đùng đùng đi đến nhà Đường Mộc Tuyết. Bà nội Đường hận không thể tát một cái tát chết Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết kể lại mọi chuyện từ đầu một lần nữa. Bà nội Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi, khí thế bà ta bức người, hỏi, chẳng lẽ Hạo Hạo nói không đúng sao? Cháu thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với bọn người Lý Minh Hiên sao? Ba bà nội, bà cũng không tin cháu sao? Nhìn bà nội Đường lỗ mãng như vậy, Đường Mộc Tuyết ngần ngơ. Cô thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với những người như Lý Minh Hiên, vì sao cứ bôi nhỏ cô như thế? Hừ, bà nội Đường không cho Đường Mộc Tuyết chút sắc mặt tốt nào. Trong mắt bà ta, chắc chắn Đường Mộc Tuyết ở bên ngoài làm giao dịch không nhận ra người. Nếu không... Đường Mộc Tuyết cũng không ký được hợp đồng nhà họ Lý ở Đông Hải, càng không thể đòi được tiền nợ nhà họ Hoa. Dương Tiêu tức giận lần nữa, anh đứng lên, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm bà nội Đường lạnh giọng nói, bà nội, tôi nể bà là người lớn hơn, tôi cảnh báo bà, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy. Nhìn Dương Tiêu dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bà ta, bà nội Đường giơ tay hung hăng di chuyển đến mặt Dương Tiêu. Mặt Đường Mộc Tuyết biến sắc, một người là bà nội cô kính yêu. Người còn lại chính là chồng mình, căn bản cô không biết phải làm sao bây giờ. Hừ, trong nháy mắt khi bàn tay sắp dừng ở trên mặt Dương Tiêu,
tay phải Dương Tiêu nhanh như tia chớp cầm lấy cổ tay bà nội Đường. Bà nội Đường tiếp tục phát lực nhưng tay bà ta giống như bị kìm lớn kẹp lấy, không thể tiến thêm. Dương Tiêu lạnh giọng nói, bà nội, Đường Hạo không thể nói lý, chẳng lẽ bà cũng không thể nói lý sao? Bà rõ ràng biết Đường Hạo tự mình kiếm chuyện, bà còn bao che cho Đường Hạo. Bà làm như vậy, lương tâm bà không cắn rứt sao? Mất dạy, cậu dám ra tay với bà già đây, chẳng lẽ không sợ bị trời đánh sao? Khóe mắt bà nội Đường như muốn nứt ra, căm tức nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhạo nói, Dương Tiêu tôi không thẹn với lương tâm, sợ gì những thứ đó. Thật ra là bà đấy, làm nhiều điều xấu, cũng không sợ tuổi già gặp báo ứng sao. Chuyện này tôi đã giải thích cho bà, là tôi cố ý đấy. Còn có, chuyện này tôi sẽ không xin lỗi đâu, càng không bồi thường. Bà nên nhớ kỹ, chuyện ghê tởm mà Đường Hạo làm, tuy rằng nhà họ Hoa đã rút văn kiện của luật sư về nhưng vẫn chưa tỏ vẻ là không hề đòi lấy bồi thường. Nghe vậy, sắc mặt bà nội hoàn toàn thay đổi. Dương Tiêu nói rất đơn giản, tuy rằng nhà họ Hoa không thực hiện nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ được giải quyết xong. Nếu nhà họ Hoa tiếp tục truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ không có mấy chục triệu bồi thường thì nhà họ Đường khó có thể yên ổn. Bà nội Đường tự biết mình đối lý, bà ta căm tức nhìn Dương Tiêu, khốn nạn, cậu dám uy hiếp bà già này sao? Có phải uy hiếp hay không trong lòng bà hiểu rõ mà. Bà nội, cháu hy vọng về sau bà có thể tự mình giải quyết cho tốt. Dương Tiêu trầm giọng nói. Bà nội Đường tức giận phát run cả người, giỏi, hay cho Dương Tiêu. Chuyện này bà già đây nhớ kỹ, bà già này sẽ bỏ qua chuyện này đâu. Trước khi rời đi, bà nội Đường hung tợn quát, liếc mắt nhìn Đường Mộc Tuyết một cái, tức giận mở cửa rời đi. Từ đầu đến cuối, Đường Kiến Quốc ngồi ở trên xe lăn sợ đến mức ngay cả rắm cũng không dám thả, sợ chọc giận bà nội Đường. Sao thế lại thế này? Mộc Tuyết, tại sao bà nội con nổi giận đùng đùng đi rồi? Ngay sau đó, Triệu Cầm xách theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà với vẻ mặt kinh ngạc. Không có gì đâu mẹ. Trong bụng Đường Mộc Tuyết tràn đầy lửa giận. Lần đầu tiên cô cảm nhận bà nội Đường không thể nói lý được đến như thế. Chỉ tiếc, chung quy bà nội Đường trên danh nghĩa vẫn là bà nội của cô cũng không thể đối nghịch với bà nội Đường được. Triệu Cầm lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiêu, nói đi. Có phải tên phế vật mày chọc giận bà nội không vui vẻ hay không? Mày chính là một ngôi sao chổi, cả ngày chỉ biết gây chuyện cho nhà này. Dương Tiêu cười nhàn nhạt, đi vào trong phòng trong, không thèm đáp lại. Nếu là Triệu Cầm biết anh đụng phải Đường Hạo, không chừng lại còn ầm ĩ hơn. Mẹ, tại sao chuyện gì mẹ cũng trách cứ Dương Tiêu hết vậy? Đường Mộc Tuyết tức giận, thân thể mềm mại run rẩy. Nhìn thấy Dương Tiêu dám làm lơ bà ta, Triệu Cầm hung tợn nói. Mộc Tuyết, con không cần che chở kẻ bắt lực này. Ở trong mắt Triệu Cầm, Dương Tiêu chính là một tên phế vật, một người không khác gì kẻ bất lực. Nếu Đường Mộc Tuyết không phải gả cho Dương Tiêu, nhà bọn họ sẽ không rơi đến hoàn cảnh như thế này. Nhà bọn họ bần cùng như thế chính là do ngôi sao chổi Dương Tiêu này làm hại. Đường Kiến Quốc cũng nói một cách lạnh lùng, hừ, Mộc Tuyết, con không cần giải vây cho Dương Tiêu. Vừa nãy bó đã chứng kiến toàn bộ, Dương Tiêu dám bắt kính với bà nội con. Đây là muốn làm gì? Phản trời sao? Có phải hôm nay nó dám chống đối bà nội con, ngày mai sẽ không để bố và mẹ vào mắt hay không? Nghe được lời này của Đường Kiến Quốc, Đường Mộc Tuyết càng tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Vừa rồi cô bị bà nội Đường liên tục nhằm vào, bố cô sợ đến mức một câu cũng không dám nói. Bây giờ lại quay sang chỉ trích Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cực kỳ tức giận. Tại sao cô có người bố mẹ không biết nói lý thế này? Triệu Cầm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười ngâm ngâm, hỏi, Mộc Tuyết, giữa trưa hôm nay có phải con và Tiểu Vương Tử thổi sáo hẹn hò không? Mẹ, tại sao mẹ lại biết? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Triệu Cầm đắc ý nói, chuyện con hẹn hò với Tiểu Vương Tử thổi sáo đã gây ồn ào, huyên náo nên tại sao mẹ không biết được chứ? Không hổ là con gái bảo bối của mẹ, chân trước là Lý Hiên Minh, sau lưng là Tiểu Vương Tử thổi sáo. Nhất định bọn họ bị sắc mặt của con chinh phục rồi. Tuy nhiên, Mộc Tuyết, mẹ vẫn phải nhắc nhở con, nhất định con phải lựa chọn hai người bọn thật cẩn thận đấy. Cho dù là con chọn ai, mẹ cũng ủng hộ sự lựa chọn của con. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết càng thêm tức giận, mẹ nghĩ con là loại người gì vậy? Con là loại người như thế sao? Còn có, mẹ nói như thế thì đặt Dương Tiêu ở nơi nào rồi? Triệu Cầm lạnh lùng nói, để kẻ bắt lực kia chỗ nào sao? Hừi! Mộc Tuyết! Mẹ khuyên con nhân lúc còn sớm thì mau ly hôn với người đàn ông uất ức này,
sau đó gả vào nhà giàu. Không tồi, bây giờ kẻ bất lực này càng ngày càng kỳ cục, còn dám tranh luận với bà nội con, rất quá đáng. Đường Kiến Quốc lạnh giọng nói. Bọn họ ước gì Đường Mộc Tuyết lập tức ly hôn với Dương Tiêu, sau đó gả vào nhà giàu. Bọn họ cũng được thơm lây, sống một cuộc sống giàu có. Nhìn thấy bố mẹ không xem Dương Tiêu ra gì, Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân. Cô rất muốn nói cho Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc biết tiểu vương tử thổi sáo chính là Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu không muốn nói toạc ra thân phận của mình nên cô cũng không thay Dương Tiêu nói ra được. Trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng khổ sở, cô muốn bênh vực kẻ yếu cho Dương Tiêu, khiến cho bố mẹ mình lau mắt mà nhìn Dương Tiêu nhưng chỉ tiếc Dương Tiêu quá điệu thấp. Con sẽ không ly hôn với Dương Tiêu, hai người cứ chết tâm đi. Gương mặt Đường Mộc Tuyết bi phẫn, nổi giận nói. Triệu Cầm nóng nảy, bà ta còn trông cậy vào Đường Mộc Tuyết gả vào nhà giàu, bà ta cũng được hưởng hạnh phúc nhưng đoán được Đường Mộc Tuyết lại giữ gìn Dương Tiêu như thế. Mộc Tuyết, con không phát sốt chứ? Có biết nhà của chúng ta biến thành dáng vẻ như bây giờ này đều do kẻ bắt lực này làm hại hay không? Đừng nói con thích tên phế vật này đấy nhé. Triệu Cầm nổi giận đùng đùng hỏi. Nghĩ đến việc Dương Tiêu làm rất nhiều thứ nhưng lại bị bố mẹ đối xử như vậy, Đường Mộc Tuyết bênh vực kẻ yếu nói, thích sao? Không, là yêu. Nói xong, Đường Mộc Tuyết tức giận trở lại phòng, không hề để ý đến hai người Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Nghe được lời này của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm nổi trận lôi đình, Đường Mộc Tuyết, con điên rồi à? Con không cần nói với mẹ con yêu kẻ bất lực này. Mẹ nói cho con, trong 5 năm này, từ trước đến nay mẹ chưa để nó làm mắt. Mẹ cảnh cáo con, sắp tới cần thiết ly hôn với nó, nếu không, mẹ không có đứa con gái như con. Đúng vậy, con yêu Dương Tiêu đấy, thì làm sao? Không nhận thì không nhận, oán khí trong lòng Đường Mộc Tuyết hoàn toàn bạo phát rồi. Con muốn làm mẹ tức chết đấy à? Triệu Cầm tức giận, hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bà ta thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vẫn luôn luôn dịu dàng và nghe lời lại vì một tên phế vật mà chống đối với bà ta. Ụ, Đường Kiến Quốc nhìn thấy hai mẹ con sắp sửa quyết liệt, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Cầm Cầm, Mộc Tuyết chỉ tức giận nóng đầu thôi, tại sao con bé có thể xem trọng kẻ bất lực Dương Tiêu này được chứ? Em là người lớn, tại sao chấp nhặt với Mộc Tuyết làm cái gì? Sắc mặt Triệu Cầm biến thành màu đen, hừ nói, cho dù ra sao, sắp tới cần phải ly hôn. Em tuyệt đối không cho phép con gái của mình bị người ta cười nhạo cả đời. Ở trong mắt Triệu Cầm, bây giờ Đường Mộc Tuyết có quan hệ thân mật với Lý Minh Hiên và tiểu vương tử thổi sáo. Bây giờ đúng là thời cơ để Đường Mộc Tuyết khắc phục khó khăn nên tuyệt đối không thể vì tên phế vật Dương Tiêu này mà khiến Đường Mộc Tuyết mất đi thời cơ được gả vào nhà giàu. Đường Mộc Tuyết trở về phòng, lưng dựa vào cánh cửa phía sau, suy nghĩ miên man. Nhưng Dương Tiêu ở trong phòng thì vẫn luôn cười ngây ngô. Vừa rồi Đường Mộc Tuyết nói yêu anh với Triệu Cầm, miễn bàn giờ phút này trong lòng Dương Tiêu vui sướng đến mức nào. Cho dù Triệu Cầm mắng anh một giờ cũng kém hơn so với sự vui sướng của một câu nói ngắn gọn Đường Mộc Tuyết mang đến cho anh. Đường Mộc Tuyết nhận ra giờ phút này Dương Tiêu vẫn còn rất vui vẻ, cô nhíu mày nhìn về phía Dương Tiêu, anh vui cái gì? Mẹ nói anh như thế, anh không có tức giận sao? Dương Tiêu cười, nói, anh đã quen rồi, đương nhiên không tức giận. Còn cái kia, Mộc Tuyết, vừa rồi em nói nghiêm túc sao? Nghiêm túc sao? Đột nhiên Đường Mộc Tuyết nghĩ đến vừa rồi mình nổi giận đùng đùng nói yêu Dương Tiêu, lập tức khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng lên. Hóa ra, người này trộm vui vẻ vì điều này. Lòng tự trọng lớn mạnh khiến Đường Mộc Tuyết lập tức phủ nhận, em. Vừa rồi là em thuận miệng nói thôi, anh nghĩ là sự thật à? Ồ, nghe được câu trả lời của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu giếng như quả bóng cao su mắt hết khí, buồn bã ỉu xìu. Nhìn bộ dáng mắt sức sống của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vui vẻ. Người này thật sự dễ dàng thỏa mãn như thế sao? Màn đêm buông xuống, Đường Mộc Tuyết nghĩ đến trạng vạng Dương Tiêu anh hùng tức giận vì hồng nhan, nai con trong tim cô không khỏi nhảy loạn. Đêm nay, cô được chứng kiến mặt khác của Dương Tiêu một lần nữa. Nghĩ đến bộ dáng khí phách của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết nhớ đến hai người kết hôn 5 năm rồi nhưng không có làm chuyện vợ chồng, nghĩ đến mẹ mình muốn mình ly hôn với Dương Tiêu, trong đầu Đường Mộc Tuyết không khỏi toát ra một ý tưởng lớn mật. Nếu không, thừa dịp đêm nay, gạo nấu thành cơm luôn. Trong 5 năm này, Dương Tiêu chưa bao giờ có hành động vượt qua giới hạn với cô. Cô biết, muốn gạo nấu thành cơm, đêm nay mình cần phải chủ động hơn một chút. Trong lòng cô giấy giụa đã lâu, nhìn chằm chằm Dương Tiêu ngủ ở trên mặt đất,
cô khẽ cắn hàm răng lộ lúm đồng tiền, nói nhỏ, Dương Tiêu, bả vai em không thoải mái, anh đến giúp em xoa bóp đi. Được, Dương Tiêu lập tức đứng dậy đi đến đầu giường, quan tâm hỏi, Mộc Tuyết, em nằm đi, anh ấn massage cho em. Vâng, vẻ mặt Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng, cô ghé người vào trên giường. Trong lòng thầm nghĩ, tên đầu gỗ này nhìn thấy thân hình gợi cảm như vậy của mình cũng không tin anh ấy không có chút cảm giác nào. Ừng ực, nhìn đến Đường Mộc Tuyết ghé người lên trên giường, bày ra thân hình phập phồng quyến rũ vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không thừa nhận, dáng người Đường Mộc Tuyết thật sự quá đẹp, tên tuổi đệ nhất mỹ nhân ở Trung Nguyên cũng không phải chỉ để đó. Đối mặt gần gũi với cảnh tượng hương diễm như thế, Dương Tiêu nuốt nuốt nước miếng, cố nén xuống tà niệm của mình. Da thịt Đường Mộc Tuyết rất tốt, mềm mại, trong mềm lại mang theo 10 phần co giãn. Giúp Đường Mộc Tuyết massage, tư vị kia đúng là tuyệt không thể tả nổi. Gương mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, cô cắn chặt răng, trong lòng vô cùng buồn bực. Bản thân đã tỏ vẻ rõ ràng như vậy, tại sao tên đầu gỗ này vẫn không thông suốt cơ chứ? Massage khoảng 10 phút, Dương Tiêu ôn nhu hỏi, Mộc Tuyết, cảm thấy thoải mái hơn không? Nghe được lời này, Đường Mộc Tuyết thật sự muốn đánh Dương Tiêu một trận tơi bời. Tên ngốc này, nhìn không ra bà cô đây có ý gì sao? Thoải mái hơn một ít, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt, lật thân qua, cô nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mở miệng nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn không có nói ra. Dương Tiêu cũng vô cùng buồn bực, anh đã kết hôn với Đường Mộc Tuyết 5 năm, ngày thường tay cũng không có nắm. Thậm chí, Đường Mộc Tuyết vô cùng nhạy bén. Cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào chạm một chút vào da thịt của cô, trong đó bao gồm cả anh. Tại sao đột nhiên cô lại cho anh massage chứ? Khẳng định hành động hôm nay của anh đã khiến Đường Mộc Tuyết cảm động. Nghĩ đến quan hệ hai người gần hơn một bước, Dương Tiêu âm thầm báo cho bản thân, cho dù có thiên đại dụ hoặc, anh cũng phải nhịn xuống. Anh không thể phá hủy hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết không biết suy nghĩ trong lòng Dương Tiêu, nếu đã biết suy nghĩ của Dương Tiêu. Đảm bảo cô muốn một ngụm cắn chết Dương Tiêu. Vậy thì tốt rồi, Dương Tiêu ngây ngô cười một tiếng, đi về chỗ nằm của mình. Đối mặt với sự thờ ơ của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết khẽ cắn hàm răng, nói, trên mặt đất rất nóng nhỉ. Muốn, nếu không chúng ta cùng nằm trên đây với nhau đi. Trong phòng chỉ có một cái quạt này đã cho Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, vấn đề này không phải lần trước đã hỏi qua sao. Bài kiểm tra. Đây chắc chắn là bài kiểm tra định lực của Đường Mộc Tuyết cho anh nhất định phải kiềm chế được sự dụ hoặc này. Nằm chung với nhau chắc chắn sẽ nóng. Mộc Tuyết, em nóng đến nỗi mặt em đỏ hết lên rồi, ngủ dưới đất thật sự rất mát mẻ. Dương Tiêu nói thẳng. Nghe được câu trả lời của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết suýt chút nữa tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bà cô đỏ mặt là nóng sao? Là thẹn thùng đó hiểu không? Giờ khắc này... Đường Mộc Tuyết cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu. Cô thật sự muốn cười khổ một tiếng. Tại sao chồng mình lại là một người đầu gỗ thế này? Nhìn thấy Dương Tiêu sắp nằm xuống chiếu, Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói, em nói anh ngủ trên giường thì anh ngủ trên giường đi, lằng nhằng như thế làm cái gì? Hả, cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo kinh người tán ra, Dương Tiêu sợ đến mức run rẩy cả người. Làm sao vậy? Anh không phạm sai lầm. Tại sao đắc tội khiến Đường Mộc Tuyết không vui vẻ rồi? Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mặt lạnh như xương nói, hả cái gì mà hả? Em nói anh ngủ trên giường thì anh ngủ trên giường đi, thất thần làm cái gì? Mau đến đây! Dương Tiêu đâu dám phản kháng, kinh hồn táng đảm đi đến mép giường. Đường Mộc Tuyết lạnh giọng lần nữa, nói, nằm xuống ngủ. Được, được, Dương Tiêu không chần chờ chút nào, cẩn thận nằm ở mép giường. Đôi tay không biết nên đặt chỗ nào đành phải đặt trước ngực, sợ gặp đòn hiểm của Đường Mộc Tuyết. Hừ, nhìn Dương Tiêu không biết đặt tay chỗ nào, Đường Mộc Tuyết tức giận cười. Tên đầu gỗ này cuối cùng suy nghĩ gì thế, nghĩ em là mãnh thú sẽ ăn anh luôn sao? Dương Tiêu nuốt nuốt nước miếng, nằm trên đầu giường động cũng không dám động, sợ chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ. Nghĩ đến vừa rồi mình hung dữ như thế, Đường Mộc Tuyết không khỏi đỏ mặt hồng tai. Cô luôn luôn thục nữ. Đây là lần đầu tiên cô làm ra chuyện to gan đến như thế. Giờ phút này, Dương Tiêu nằm ở trên mép giường, Đường Mộc Tuyết cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Đơn giản, Đường Mộc Tuyết cũng trực tiếp nằm xuống. Cô cũng không tin có một đại mỹ nhân nũng nịu nằm bên cạnh, Dương Tiêu còn không làm cái gì. Tiếp theo, Đường Mộc Tuyết thật sự sụp đổ, tên Dương Tiêu ngu ngốc này thật sự không làm cái gì cả. Đột nhiên ngủ ở trên giường,
cả người Dương Tiêu đầy mồ hôi lạnh. Anh thật sự cho rằng bản thân đã làm gì đó đắc tội với Đường Mộc Tuyết. Nhưng mà nghĩ đến nghĩ lui, Dương Tiêu cũng không biết mình đã làm gì chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ. Cuối cùng, Dương Tiêu kết luận, chắc chắn bởi vì mình ẩn nấp 5 năm, dẫn đến Đường Mộc Tuyết chịu uất ức 5 năm. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đang dạy dỗ anh một bài học. Là như thế này, nhất định là như thế, Dương Tiêu âm thầm suy nghĩ. Ngửi mùi thơm của cơ thể tỏa ra từ trên người Đường Mộc Tuyết, thân thể Dương Tiêu trở nên dạo dực. Trong 5 năm này, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với Đường Mộc Tuyết như thế. Dường như không khí lúc này trở nên ái muội hơn. Dương Tiêu không dám sằng bậy, anh biết tính cách Đường Mộc Tuyết đáng sợ đến nhường nào. Vạn nhất anh động tay động chân với Đường Mộc Tuyết, chọc giận Đường Mộc Tuyết, nói không chừng đêm nay ngay cả chiếu anh cũng không được nằm. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dương Tiêu, mày đã nhịn được 5 năm rồi, chẳng lẽ bây giờ còn không nhịn được? Dương Tiêu âm thầm cảnh báo bản thân. Vì phòng ngừa mình làm bậy, Dương Tiêu dứt khoát ngủ. Ngửi thấy hương thơm tản ra từ trên cơ thể Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng như bị ngàn con kiến cắn xé, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, Dương Tiêu lựa chọn cách đều cừu, thử làm bản thân ngủ. Nhìn thấy Dương Tiêu thờ ơ như cũ, Đường Mộc Tuyết tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Tên ngốc này, còn nhìn không ra mình có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ cần bà cô đây cởi sạch quần áo của anh thì anh mới có thể hiểu sao? Đường Mộc Tuyết giả vờ ngủ, đùi thon dài trắng tuyết trực tiếp đè lên trên người Dương Tiêu. Hít! Bị đùi trắng đè lên người, biểu cảm Dương Tiêu càng căng chặt hơn. Anh động cũng không dám động, sợ quấy giờ hoài Đường Mộc Tuyết ngủ. Đường Mộc Tuyết càng thêm hỗn loạn, thế này mà vẫn nhẫn nhịn được sao? Cắn chặt răng, Đường Mộc Tuyết xoay người, giống như là một con bạch tuộc ôm lấy Dương Tiêu. Đầu gối trắng tuyết hơi cọ sát lên trên người Dương Tiêu. Trời ạ! Toàn bộ não của Dương Tiêu rơi vào trống rỗng, anh không đoán trước được lúc ngủ Đường Mộc Tuyết không thành thật như thế. Cuối cùng Dương Tiêu không khống chế bản thân được, anh hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy chộp đến đùi trắng tuyết của Đường Mộc Tuyết. Bị bàn tay nóng bỏng của Dương Tiêu đụng vào, trái tim Đường Mộc Tuyết run rẩy, không ngừng khẩn trương. Tên đầu gỗ này, cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Động tác của Dương Tiêu rất nhanh, rất ôn nhu. Anh nhẹ nhàng rời đùi trắng tuyết của Đường Mộc Tuyết đi, sau đó di chuyển cánh tay trắng tuyết của cô từ trên người anh ra. Anh đứng dậy, mở cửa phòng, đi ra. Tất cả động tác liền mạch lưu loát. Trong nháy mắt, toàn bộ não Đường Mộc Tuyết rơi vào trống rỗng. Ban đầu cô cho rằng Dương Tiêu cuối cùng thông suốt rồi, muốn gạo nấu thành cơm với mình. Không bao giờ đoán được sẽ như thế này. Tên ngốc này di chuyển chân tay mình rồi bỏ chạy mất. Suy sụp. Vô cùng suy sụp. Đường Mộc Tuyết cảm thấy mái tên thằng như sắt trên cõi đời này chỉ sợ cũng không đến mức này. Dương Tiêu đi ra nửa tiếng, Đường Mộc Tuyết buồn bực không chịu được, cô mở cửa phòng chuẩn bị đi tìm Dương Tiêu. Vừa mới mở cửa phòng, rời đi thấy Dương Tiêu đã nằm ngủ ở trên sofa. Cằm Đường Mộc Tuyết muốn rơi đầy đất. Người này từ bỏ giường lớn, từ bỏ đại mỹ nhân nũng nịu như mình mà lựa chọn ngủ ở sofa sao? LV nhan sắc như ngọc của Đường Mộc Tuyết cực kỳ cứng ngắc, cô xấu hổ và giận dữ. Chẳng lẽ cô không có lực hấp dẫn như thế sao? Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết túm thú bông cà phê mèo trên đầu giường, hung hăng ném vào người Dương Tiêu, anh là đồ ngốc, anh xứng đáng độc thân cả đời. Ý thức được lời nói mình có vấn đề, Đường Mộc Tuyết tức giận nói lại, anh là đồ đầu gỗ, khiến cho cô gái năm ngón tay của anh làm bạn với anh cả đời đi. Nói xong, Đường Mộc Tuyết hung dữ khóa trái cửa. Không cho Dương Tiêu đi vào. Giờ khắc này, mũi quỳnh của Đường Mộc Tuyết tức giận đến bốc khói. Cô chưa bao giờ thấy qua một người gàn bướng, hồ đồ, ngu ngốc đến thế. Dương Tiêu đang ngủ đột nhiên bị dọa tỉnh, vẻ mặt anh mờ mịt, sao lại thế này? Cô gái nào? Nếu Dương Tiêu biết ý tưởng chân thật trong lòng Đường Mộc Tuyết, chỉ sợ anh sẽ tức giận đấm ngực dậm chân. Cơ hội tốt như thế mà anh lại bỏ lỡ mất. Có chuyện gì thế? Trong phòng ngủ chính Đường Kiến Quốc cũng bị đánh thức. Triệu Cầm lạnh lùng nói, khẳng định là tên phế vật Dương Tiêu chọc Đường Mộc Tuyết không vui vẻ. Thế này nên nhanh chóng ly hôn, nhìn thấy mặt nó đã thấy đen đủi, lòng tôi lập tức chán ghét. Dương Tiêu sờ sờ cái mũi, làm lơ giọng nói phẫn nộ của Triệu Cầm, tiền vào mộng đẹp lần nữa. Trong bệnh viện, Đường Hạo khóc tang với bà nội Đường, nói, cái gì? Bà nội, chuyện này chỉ dừng ở đây thôi sao? Cháu trai của bà suýt chút nữa chết oan chết úa ổng đó.
Biết được bà nội Đường không tính truy cứu trách nhiệm của Dương Tiêu, Đường Hạo tức giận suýt chút nữa nổ mạnh tại chỗ. Răng cửa của mình rớt cả một cái, đầu va chạm khiến não chấn động, cứ như vậy buông tha Dương Tiêu. Sao anh ta có thể cam tâm được chứ? Nghĩ đến Dương Tiêu dám bất kính với mình như thế, bà nội Đường cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ đến kẻ bất lực Dương Tiêu này dám làm càn như vậy. Hạo Hạo, cháu yên tâm, bà nội tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Sớm hay muộn gì bà sẽ cho kẻ bất lực này trả giá đắt vô cùng thảm thiết. Bà nội, bà thật sự tính buông tha cho tên phế vật này sao? Khóe mắt Đường Hạo như muốn nứt ra, nói. Hôm nay Đường Hạo ăn lỗ nặng ở trong tay Dương Tiêu. Không chỉ khiến anh ta bị thương, còn khiến xém chút nữa khiến chiếc Ferrari anh ta mới mua hỏng. Đường Hạo hận không thể dùng dao chém chết Dương Tiêu, anh ta sao có thể chịu đựng được Dương Tiêu an bình không có việc gì. Bà nội Đường lạnh giọng nói, hừ, còn không phải do chuyện tốt mà cháu làm. Nếu tiếp tục truy cứu, tuy rằng nhà họ Hoa bên kia đã lấy lại văn kiện luật sư nhưng cũng không đại biểu sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Nếu nhà họ Hoa gây phiền phức cho chúng ta, nhà họ Đường chúng ta chịu đựng không nổi. Nghe vậy, Đường Hạo đang phân nộ lập tức cứng họng. Anh ta thật sự không nghĩ đến điều này. Nếu nhà họ Hoa tiếp tục gây phiền phức, anh ta phạm phải sai lầm sẽ không thể thoái thác tội lỗi của mình. Bà nội Đường an ủi, nói, Hạo Hạo, muốn báo thù cũng không cần gấp ngay lúc này. Cháu yên tâm, bà nội sẽ không để hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết sống tốt đâu. Bà nội, bà đừng nói đùa. Không cho hai người bọn họ sống tốt, làm cách nào khiến hai người bọn họ sống không tốt chứ? Đường Hạo giống như mất hết sức sống, rũ đầu xuống. Bây giờ quyền lực của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lớn, đám dòng chính nhà họ Đường ở công ty cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Đường Mộc Tuyết rớt đài. Hơn nữa, trải qua sự kiện lần này, Đường Hạo vô cùng kiêng kỵ Dương Tiêu. Tên phế vật này không chỉ ở trong công ty đánh đấm anh ta mà đêm nay còn lái xe đâm anh ta. Nếu không phải túi an toàn tốt thì chỉ sợ bây giờ anh ta vẫn ở trong phòng cấp cứu. Ở trong lòng Đường Hạo, bây giờ Dương Tiêu chính là một kẻ điên. Ai chọc lông Dương Tiêu, ai có thể đoán trước được Dương Tiêu sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế nào. Anh ta không muốn chết, Đường Hạo thấy mạng nhỏ của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu mạng nhỏ không có, vậy thì cái gì cũng không có. Sắc mặt bà nội Đường âm trầm, dường như sắp nhỏ ra nước. Bà ta lạnh giọng nói, rất đơn giản, chỉ cần Đường Mộc Tuyết suy sụp, Dương Tiêu có khác gì chó nhà có tang đâu. Ở trong mắt bà nội Đường, Dương Tiêu kiên cường như thế, tất cả đều do sự sai bảo của Đường Mộc Tuyết. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết đã thông đồng với hai nhân vật lớn là Lý Minh Hiên và Tiểu Vương Tử thổi sáo, có người chống lưng cho cô mới dám chống đối lại bọn họ. Chỉ cần khiến Đường Mộc Tuyết suy sụp, một kẻ hèn Dương Tiêu, bà nội Đường thấy không đáng để vào mắt. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm bà nội, vẻ mặt Đường Hạo như đưa đám, đầy uất ức. Bà nội Đường cười lạnh nói, cho Đường Mộc Tuyết quyền kiểm tra sản xuất y dược, không phải ngày mốt cục bảo vệ môi trường sẽ đến kiểm tra sao? Chúng ta âm thầm quấy rối, đến lúc đó xem Đường Mộc Tuyết ứng phó như thế nào. Một khi kiểm tra không đủ tiêu chuẩn thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận phá đổ Đường Mộc Tuyết. Thật hay, kế này của bà nội quả thực rất là hay. Ánh mắt Đường Hạo sáng ngời, vô cùng hưng phấn. Tập đoàn y dược Đường Nhân là sản xuất y dược, đối với yêu cầu về môi trường vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần trong hai ngày này bọn họ âm thầm động chân động tay, một khi cục bảo vệ môi trường kiểm tra không thông qua, muốn gây phiền phức cho Đường Mộc Tuyết quả thực quá đơn giản. Vẻ mặt bà nội Đường đầy hận ý, bà ta oán độc nói, chỉ cần Đường Mộc Tuyết không có quyền lực thì thu thập người như Dương Tiêu không phải dễ như trở bàn tay sao. Đường Hạo âm ngoan nói, hừ, Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, ngày lành của các người sắp phải kết thúc rồi. Hai kẻ phế vật, xem tiếp theo tao xử lý bọn mày ra sao. Hôm xô sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Tiêu đã làm xong bữa sáng. Hôm nay Đường Mộc Tuyết nghỉ ngơi, tỉnh dậy không cho Dương Tiêu bất cứ sắc mặt tốt nào. Nghĩ đến đêm hôm qua Dương Tiêu thờ ơ với sự xinh đẹp của mình, còn chạy ra ngủ ở trên sofa, Đường Mộc Tuyết hận không thể một ngụm cắn chết tên đầu gỗ Dương Tiêu này. Dương Tiêu cũng không dám ở trước mặt Đường Mộc Tuyết nói lung tung. Đường Mộc Tuyết cắn chặt răng, vẫn là mở miệng nói chuyện với Dương Tiêu trước, em hẹn trước thần y Liễu, Liễu Giang Hà. Em muốn mang bố đi kiểm tra một chút, nhìn xem bố có khả năng hồi phục như cũ hay không. Cho bố xem chân sao? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Từ lúc Đường Kiến Quốc gặp tai nạn xe cộ, hai chân đã bị tàn tật.
Mấy năm nay Dương Tiêu không hỏi sự đời nên cũng không để ý mấy chuyện này. Bởi vì thân phận đặc biệt, anh thật sự rất khó để ra tay. Nếu trị liệu cho Đường Kiến Quốc, thân phận của anh sẽ có khả năng bị bại lộ vì thế. Thần y Liễu, Liễu Giang Hà thì Dương Tiêu có quen biết. Lần trước khi cứu ông cụ cung, ở đó có thần y Liễu, Liễu Giang Hà. Đúng, chờ lát nữa đi cùng em đi, Đường Mộc Tuyết nói nhỏ. Dương Tiêu hơi do dự nhưng vẫn mở miệng nói, thực tế anh biết y thuật, nếu không lát nữa chờ anh kiểm tra cho bố thử. Nghe thấy lời này của Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc ngồi ở trên xe lăn lập tức thẹn quá thành giận. Ông ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu, tàn khốc nói, đánh rắm. Mày biết y thuật sao? Đúng là cười chết người. Mày muốn kiểm tra cho tao à? Mày chê tao chết không đủ sớm sao? Đường Kiến Quốc tức điên, ông ta hận không thể hung hăng tát một bạt tai vào mặt Dương Tiêu, muốn cho Dương Tiêu thanh tỉnh lại. Dương Tiêu, mày muốn bành trướng phải không? Còn muốn chữa bệnh cho tao? Tao thấy mày có tâm hại chết tao thì đúng hơn. Đường Kiến Quốc đen mặt, nổi giận nói. Cảm xúc ông ta vô cùng kích động, nước miếng mau phun ra tới. Nếu ông ta có thể đứng lên chỉ sợ đã sớm xách Dương Tiêu theo, đánh Dương Tiêu một trận tơi bời. Ở trong mắt Đường Kiến Quốc, hai ngày nay Dương Tiêu quả thực không thể nói lý đến tột cùng rồi. Anh không chỉ dám vô lễ với bà nội Đường, bây giờ cãi lại nói ra lời ngông cuồng là muốn chữa bệnh cho ông ta. Triệu Cầm cũng nổi trận lôi đình, nổi giận nói với Dương Tiêu, chữa bệnh. Mày biết chữa bệnh sao? Tại sao tao không biết chứ? Dương Tiêu, có phải cánh mày cứng rồi, muốn hại chết cả nhà chúng tao hay không? Lúc trước tôi đã nói cái gì? Tên phế vật này muốn phản trời. Ngày hôm qua dám chống đối bà nội Đường, hôm nay dám không để chúng ta vào mắt. Ở trong mắt Triệu Cầm, Dương Tiêu chính là kẻ bắt lực không rõ đầu rõ đuôi, biết y thuật chó má gì. Nếu là giao Đường Kiến Quốc cho Dương Tiêu trị liệu, nói không chừng có thể gây ra chuyện xấu gì đấy. Gương mặt đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong 5 năm này, đây là lần đầu tiên cô nghe Dương Tiêu nói anh biết y thuật. Tuy rằng bố mẹ nổi giận đùng đùng với Dương Tiêu nhưng không biết tại sao trong lòng Đường Mộc Tuyết lại tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, đều khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Trong 5 năm này, tuy rằng Dương Tiêu chưa từng bày ra y thuật nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ nói cho Đường Mộc Tuyết biết Dương Tiêu không có nói láo. Anh, thật sự anh biết y thuật sao? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhạt nói. Mộc Tuyết, dù anh lừa gạt mọi người trong thiên hạ nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt em đâu. Nghe thấy Dương Tiêu làm trò trước mặt bố mẹ nói lời xến xúa như vậy, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đỏ lên, nhìn về phía Đường Kiến Quốc, bố, muốn. Nếu không bố cho Dương Tiêu chữa thử đi. Cái gì, để kẻ bất lực này chữa thử sao? Kẻ bất lực này điên rồi, con cũng muốn điên theo nó có phải hay không? Còn nữa, Mộc Tuyết, con ngàn vạn lần nhớ kỹ. Tình nguyện tin trên thế giới có quỷ nhưng không thể tin được vào miệng mấy tên đàn ị ông. Dưới bầu trời này không có một người đàn ông tốt nào đâu. Triệu Cầm lạnh giọng nói. Đường Kiến Quốc càng nổi trận lôi đình, nói, bố không cần tên phế vật này chữa bệnh cho mình. Cho dù bố có chết cũng không có khả năng cho tên phế vật này khám bệnh cho bó. Ngày hôm qua mẹ con nói con ly hôn với tên phế vật này, bố cũng không nói thêm gì. Theo bố thấy, bây giờ con nhanh chóng ly hôn đi. Không ly hôn thì không chừng có một ngày bố và mẹ con bị tên phế vật này hại chết. Đường Kiến Quốc nhận định Dương Tiêu không có lòng tốt. Đánh chết ông ta cũng không tin Dương Tiêu biết y thuật. Nếu Dương Tiêu biết y thuật, sao còn chờ đến bây giờ? Chân ông ta đã tàn tật bao nhiêu năm rồi, trong mấy năm gần đây, Dương Tiêu không có bất kỳ biểu hiện nào. Sắc mặt Dương Tiêu bình tĩnh, tùy ý để vợ chồng Đường Kiến Quốc nhục nhã mình. Mấy năm nay Dương Tiêu không ra tay bởi vì không muốn bại lộ thân phận của mình. Anh biết, dựa vào gương mặt xấu xí của hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm, biết mình có y thuật xuất thần nhập hóa, khẳng định sẽ khoe với xung quanh. Thậm chí khiến mình trở thành nô lệ kiếm tiền cho bọn họ. Chỉ cần khoe ra ngoài, thân phận thật sự của mình rất dễ bại lộ. Khi đó không chỉ có mình anh gặp nguy hiểm, chỉ sợ sẽ hại toàn bộ nhà họ Đường. Ước chừng ản nhẫn 5 năm. Hai vợ chồng Đường Kiến Quốc duy trì thành kiến với anh trong 5 năm. Dương Tiêu biết sự thành kiến này không phải một chốc lát đã có thể giải trừ. Bố, mẹ, hai người thật quá đáng. Nếu là hai người lại trách Dương Tiêu tiếp, có tin bệnh này con không nhìn nữa không? Đường Mộc Tuyết bênh vực kẻ yếu vì Dương Tiêu. Nhìn thái độ ác liệt của bố mẹ với Dương Tiêu,
cô vô cùng tức giận. Đường Kiến Quốc vội vàng nói, Mộc Tuyết, con thật sự phải vì một kẻ bắt lực mà trở mặt với bố mẹ hay sao? Đúng thế, đúng thế. Triệu Cầm căm hận nói. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không phải vấn đề ở chỗ trở mặt hay không trở mặt mà là vấn đề về nguyên tắc. Con chưa mắng anh ấy là kẻ bất lực, hai người dựa vào gì mà mắng anh ấy là kẻ bất lực. Triệu Cầm không phục liếc mắt nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, trong 5 năm này, nó ăn của nhà chúng ta, uống của nhà chúng ta, trừ bỏ làm ít việc nhà thì còn làm được gì? Không phải kẻ bất lực thì là gì chứ? Đủ rồi, nếu muốn con cho bố khám bệnh thì hai người câm miệng hết đi. Đường Mộc Tuyết tức điên. Đường Kiến Quốc còn định nói hai câu nhục nhã Dương Tiêu nhưng nghe được lời này, ông ta vội vàng ngậm miệng lại. Phải biết rằng ngày hôm qua Đường Mộc Tuyết bắt được 300.000 phí bồi thường. Ông ta trông cậy vào số tiền này để có thể chữa khỏi chân cho mình. Ngồi ở trên xe lăn đã nhiều năm, mấy năm nay đối với Đường Kiến Quốc mà nói thì quả thực là sự dày vò lớn. Dù sao, không ai muốn mình trở thành một người tàn phế. Mấy năm nay bởi vì tàn tật, cả ngày ông ta không ít lần bị Triệu Cầm nhục mạ. Nếu không phải phương diện nào đó của ông ta khá kéo dài thì không biết Triệu Cầm đã chạy theo thằng đàn ông nào ở bên ngoài rồi. Hừ, Triệu Cầm hung tợn liếc mắt, quát Dương Tiêu một cái. Tục ngữ nói phụ nữ tuổi 40 như sói như hổ. Nhu cầu của Triệu Cầm hơn 40 tuổi rất lớn, Đường Kiến Quốc xác thật có thể thỏa mãn bà ta. Nhưng bởi vì hai chân Đường Kiến Quốc tàn tật, dẫn đến rất nhiều lúc bà ta phải tự chủ động. Bà ta ước gì hai chân của Đường Kiến Quốc nhanh chóng tốt lên, nhân dịp bà ta còn chưa già để phóng túng một trận. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết xin lỗi nhìn về phía Dương Tiêu, thật xin lỗi, chúng ta vẫn nên đi đến chỗ thần y Liễu đi. Được, Mộc Tuyết, tất cả nghe em, nếu không cho mình ra tay, Dương Tiêu tất nhiên không thể nói thêm gì. Tế Thế Đường, chính là phòng khám tư nhân do thần y Liễu, Liễu Giang Hà Đức Long vọng trọng trong giới y học Trung Nguyên mở. Có thể để thần y Liễu tự mình ra tay, không phải kẻ giàu có thì chính là thân phận tôn quý. Đương nhiên mỗi tháng Liễu Giang Hà sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số bệnh nhân để chữa trị miễn phí, mà Đường Mộc Tuyết chính là người may mắn này. Thì, 5 năm qua, mỗi tháng Đường Mộc Tuyết đều sẽ báo danh, đáng tiếc chưa từng được giúp chúng một lần. Ngày hôm qua Đường Mộc Tuyết may mắn được Liễu Giang Hà giúp chúng, cô hết sức vui vẻ. Nhân dịp có tiền trong tay, cô muốn làm bố mình lần nữa đứng lên. Vừa mới đến, phía trước đã đứng đầy người. Triệu Cầm lập tức chửi rủa Dương Tiêu một trận, nói nếu không vì Dương Tiêu lãng phí thời gian thì đã xếp hàng xong rồi. Không ít người, nhìn lại có ít nhất 50 đến 60 người xếp hàng. Nhìn thấy màn này, trong lòng Dương Tiêu vô cùng kính nể Liễu Giang Hà. Dù sao người đạt được trình độ như Liễu Giang Hà thường rất ít ra tay. Cho dù ra tay cũng nhắm vào người bệnh đặc biệt nghiêm trọng hoặc người trong danh gia vọng tộc. Mỗi tháng Liễu Giang Hà còn miễn phí mở khám một lần, đủ bày ra y phẩm đáng giá khen ngợi của ông ấy. Đợi thẳng đến giữa trưa. Cuối cùng khi đến lượt Đường Kiến Quốc, một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe Mercedes-Benz đến, người đàn ông trung niên đó không thèm xếp hàng mà trực tiếp vọt vào trong. Triệu Cầm lập tức tức giận, này này này, sao người đó không xếp hàng vậy? Thời gian Liễu Giang Hà miễn phí xem bệnh là trước 12 giờ, qua 12 giờ Liễu Giang Hà không nhận nữa. Hiện tại 11 giờ 55 rồi, chậm trễ tiếp chẳng lẽ hôm nay không đến lượt của họ sao? Nhân viên y tế chịu trách nhiệm đón tiếp lạnh lùng cười một tiếng, người đó chính là gia chủ của nhà họ Lý, một trong 10 nhà giàu nhất ở Trung Nguyên. Người ta còn cần xếp hàng à? Cái gì? Gia chủ nhà họ Lý, một trong 10 nhà giàu nhất ở Trung Nguyên. Ban đầu Triệu Cầm muốn chửi má nó nhưng lập tức câm mồm, bà ta không đắc tội nổi nhà giàu nhà họ Lý. Quả nhiên rất nhanh 12 giờ đã trôi qua, phía sau có không ít bệnh nhân vẻ mặt tiếc nuối rời đi, nhân viên y tế đón tiếp lạnh băng nói với Triệu Cầm, hôm nay đã kết thúc rồi, mấy người có thể về. Triệu Cầm nóng nảy, bà ta còn đợi Đường Kiến Quốc khỏe hẳn đấy, sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt trôi qua ngay trước mặt. Không được, vừa rồi có người chen hàng nên mới làm trễ giờ của bọn tôi. Người anh em, có thể châm trước một chút không? Triệu Cầm van nài nói. Nhân viên y tế đón tiếp cười mỉa một tiếng, loại người như Triệu Cầm anh ta gặp quá nhiều, không được. Quy định chính là quy định. Tôi mặc kệ, hôm nay không châm trước một chút, tôi không cho cậu đi. Triệu Cầm nổi lên tính cách đanh đá của đàn bà, trực tiếp kéo cánh tay của nhân viên y tế đón tiếp. Nhân viên y tế đón tiếp cũng tức giận, anh ta hét to một tiếng,
bốn gã đàn ông cường tráng thô kệch lập tức lao ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn thấy bốn gã đàn ông thô kệch hung thần ác sát, cả người Triệu Cầm sợ tới mức giật nảy mình. Hai. Mặt đường Mộc Tuyết đầy tiếc nuối, lần sau giúp chúng bọn họ, không biết phải đợi bao lâu nữa. Đường Kiến Quốc tức muốn hộc máu giận dữ hét lên với Dương Tiêu, đều tại kẻ bất lực mày, nếu không phải do mày thì không chừng bây giờ ông đây đã đứng dậy được rồi. Dương Tiêu ủ rũ cục đuôi dịu dàng nói với đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, em đừng đau lòng, nếu không để anh đi thử xem. Đường Kiến Quốc ngồi trên xe lăn khít mũi coi thường nói, mày đi thử. Tên phế vật mày ngại chưa đủ mắt mặt hay sao? Nghe thấy lời này Triệu Cầm càng giận sôi máu, mày đi thử bốn. Mày là cái thá gì? Có biết đây là chỗ nào hay không? Tế thế đường đó biết không? Là chỗ mà mày có thể làm càn chắc. Tao thấy mày đơn giản đến gây rối thì có. Ở trong mắt vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm, Dương Tiêu không tốt chút nào, chỉ toàn ăn nói mạnh miệng. Nếu Dương Tiêu đi thật, dường như chưa vào được cửa đã bị bốn gã đàn ông cường tráng ném ra ngoài rồi. Dương Tiêu liếc mắt nhìn hai người một cái, trịnh trọng nói, bố, mẹ, con quen thần Y Liễu, chắc hẳn thần Y Liễu sẽ cho con chút mặt mũi. Lần trước, sau khi cứu chữa cho ông cụ cung xong rời đi, thái độ của Liễu Giang Hà rất háo hức, liên tục nói rằng ngày nào đó nhất định phải đến thăm anh. Anh biết bản thân thi triển ba châm hồi mệnh chính là tuyệt học mà y đạo thất truyền từ lâu. Liễu Giang Hà này ở trong giới y đạo đã rơi vào một cái bình cảnh, ông ấy hy vọng bản thân lúc còn sống có sự đột phá trong y đạo lần nữa. Nếu Dương Tiêu có thể không tiếc chỉ dạy thì sẽ rất có ích với y đạo của Liễu Giang Hà. Bởi vì Dương Tiêu không muốn làm oanh động quá lớn nên lần trước đi rất gấp gáp, dẫn đến hai người chưa để lại cách thức liên lạc. Giờ phút này Dương Tiêu nói mình quen biết Liễu Giang Hà, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm lập tức thì liếc nhau, trong ánh mắt đối phương nhìn thấy vẻ hoảng sợ dày đặc. Điên rồi, tên phế vật điên rồi. Đường Kiến Quốc trừng to mắt quát. Triệu Cầm nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói một cách khiếp sợ, Mộc Tuyết. Có phải hai ngày nay tên phế vật này gặp kích thích gì không? Sáng tỉnh mơ không những nói bản thân biết y thuật, hiện giờ còn bảo mình quen thần Y Liễu, có phải tên phế vật đứt dây thần kinh nào không? Đường Mộc Tuyết cũng hết sức ngạc nhiên, cô thật sự không đoán trước được Dương Tiêu sẽ nói anh quen thần Y Liễu. Thế nhưng Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu sẽ không lừa gạt mình. Nhưng Dương Tiêu bỗng dưng nói bản thân quen biết nhân vật lớn như thần Y Liễu, cô thật sự hơi khó tin. Có được không? Đường Mộc Tuyết thấp thỏm lo lắng hỏi. Dương Tiêu do dự một chút nói nhỏ, chắc không có vấn đề gì lớn. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết thế nhưng tin tưởng Dương Tiêu, Triệu Cầm vội vàng kéo Đường Mộc Tuyết chắn động nói, Mộc Tuyết, con đang làm gì đó? Con dám để tên phế vật đó thử một lần. Lời tên phế vật đấy nói không thể tin. Mẹ thấy cái tên phế vật bị thần kinh rồi, con sao có thể tin tưởng lời nói của bệnh nhân tâm thần chứ? Mộc Tuyết, con không ngại mắt mặt à? Đường Kiến Quốc đen mặt nói. Để tên phế vật đi thử một lần. Quả thật quá buồn cười. Hai vợ chồng bọn họ chưa từng để Dương Tiêu vào mắt lần nào, tất nhiên sẽ không tin tưởng lời Dương Tiêu nói. Hai người họ thậm chí nghi ngờ có phải Dương Tiêu bị áp lực lâu nên dây thần kinh rối loạn, bị bệnh tâm thần. Két két két. Vào ngay lúc này có một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước xuống từ chiếc BMW màu trắng. Người đàn ông nhìn thấy Dương Tiêu cười nhạo nói, ò. Đây chẳng phải là ngài Dương sao, ngài Dương đến làm gì? Chẳng lẽ không được, hay là hư thận nên bản thân không thể giải quyết? Người đàn ông đấy không phải ai khác, đúng là Vương Trạch ăn mệt hai lần liên tiếp trong tay Dương Tiêu. Chủ nhiệm Vương, thật tốt quá, chủ nhiệm Vương, ngài có thể nhờ thần y Liễu châm trước một chút xem bệnh cho chồng tôi không? Triệu Cầm nhìn thấy Vương Trạch đến như bắt được cọng rơm cứu mạng, hấp tấp nói. Vương Trạch là ai? Đó chính là bác sĩ chủ trị của bệnh viện đệ nhất quý tộc ở Trung Nguyên, là đệ tử thân truyền của Liễu Giang Hà. Trước kia Vương Trạch đã từng xem chân cho Đường Kiến Quốc, chỉ tiếc lúc ấy trong nhà thật sự không trả nổi tiền thuốc men giá trên trời nên đành bỏ dở giữa đường. Nhìn Triệu Cầm, rồi Vương Trạch lại quay sang nhìn Đường Mộc Tuyết có nhan sắc như tiên trên trời, nhớ ngay đến thời điểm 2 năm trước, khi Đường Mộc Tuyết đưa bố cô đang bị tật hai chân đến tìm gã ta khám bệnh. Thế nhưng, Vương Trạch lại cực kỳ buồn bực, y thuật của Dương Tiêu cao siêu đến như vậy, tại sao người nhà này lại còn tìm sư phụ ông ta để khám bệnh chứ? Việc này không khoa học chút nào. Vương Trạch cau mày nói, đợi một chút, không phải Dương Tiêu biết y thuật hay sao? Bệnh của chồng bà cậu ta không khám được à? Triệu Cầm chẳng buồn quan tâm lắm, chủ nhiệm Vương,
cậu tuyệt đối đừng nghe tên phế vật này nói hưu nói vượn. Nó mà biết chữa bệnh cái con khỉ gì, tên phế vật này chỉ biết khoác lác thôi. Đúng đúng, chủ nhiệm Vương, cậu đừng nên tin chuyện cái thằng oát này biết chữa bệnh, nó chỉ có biết khoác lác mà thôi. So với cậu thì tên phế vật này còn không bằng một bãi giám nữa. Đường Kiến Quốc vội vàng phụ họa nói. Sắc mặt Dương Tiêu ngày càng khó coi hơn, anh không ngờ hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm lại dỡ oãm đạp mình trước mặt Vương Trạch đến mức độ này để nâng gã ta lên. Tên Vương Trạch này liên tục hai lần bị mình làm khiếp sợ, chuyện này có thể để Vương Trạch nắm được cơ hội trào phúng mình một phen. Ha 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 ha, nghe hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nói vậy, trong lòng Vương Trạch thoải mái cực kỳ, khinh thường nói, thì ra là thế, tôi còn tưởng thằng oát con này biết chữa bệnh ghê gớm đến mức nào cơ đấy. Lúc này, Vương Trạch càng thêm tin chắc rằng suy đoán của mình trước đó là đúng. Người cứu chữa ông cụ Cung thực chất là sư phụ của mình, vốn không phải là Dương Tiêu. Giúp mập mạp Kim giải quyết vấn đề thận hư, là do trước đó Dương Tiêu đã học hỏi các tiền bối cao nhân trong giới y học mới khiến tên Dương Tiêu này lập uy trước mặt mập mạp Kim. Gã ta không tin con dễ hèn nhát nổi tiếng của nhà họ Đường ở cái thành phố Trung Nguyên này biết y thuật. Triệu Cầm nịnh nọt nói, chủ nhiệm Vương này, Dương Tiêu so với cậu chỉ là đom đóm với trắng sáng. Cậu là rồng phượng trong những người thường, còn Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật mà thôi. Nếu trước đây tên phế vật này có làm cậu không vui thì cậu cũng đừng chấp nhặt với cái tên phế vật này. Đúng đúng đúng, Đường Kiến Quốc vội vàng nói chen vào. Chỉ cần khiến Vương Trạch vui, mời thần y Liễu đến xem bệnh cho mình thì Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nguyện dẫm chết Dương Tiêu luôn. Bố, mẹ, sao hai người lại có thể nói Dương Tiêu như vậy? Đường Mộc Tuyết vừa quýnh lên vừa tức giận. Ù cô hiểu rõ, đàn ông rất xem trọng mặt mũi. Bố mẹ mình dám đạp Dương Tiêu trước mặt Vương Trạch đến như vậy thì còn để mặt mũi Dương Tiêu vào đâu nữa cơ chứ? Và lại, Đường Mộc Tuyết rất thông minh lanh lợi, cô vừa nhìn thoáng qua là biết ngay gã Vương Trạch này từng có khúc mắc với Dương Tiêu. Triệu Cầm lạnh lùng nói, Mộc Tuyết, chỗ này không có chỗ cho con xen mồm, câm miệng cho mẹ. Rồi ngay sau đó, Triệu Cầm tiếp tục nịnh nọt, nói, chủ nhiệm Vương, xin trông cậy vào cậu vậy. Không dám, không dám. Vương Trạch nói đầy vẻ giễu cợt. Trong lòng gã ta cực kỳ xem thường cả nhà Triệu Cầm chứ khỏi bàn đến việc giúp đỡ. Sở dĩ gã ta còn ngồi đây chỉ là vì muốn giễu cợt Dương Tiêu mà thôi. Vương Trạch vẻ mặt đầy khinh miệt, hai tay ôm ngực vênh váo, Dương Dương tự đắc nhìn về phá Dương Tiêu, giọng trêu tức, trước đây tôi còn tưởng cậu là nhân vật lớn đến mức độ nào, không ngờ cậu chỉ là hạng người ra vẻ đạo mạo nhưng miệng đầy dối trá, bịp bợm. Nói rồi, ánh mắt Vương Trạch lại chẳng giấu đi vẻ khinh thường nữa, nhìn chằm chằm Dương Tiêu cứ như nhìn một con tôm tép nhãi nhép đang quấy đạp. Dương Tiêu nhíu mày, trong lòng đang cố gắng nén giận. Ngay khi Dương Tiêu không chịu nổi nữa, muốn nổi điên thì một giọng nói già nua vang lên, hạng người ra vẻ đạo mạo nhưng miệng đầy dối trá. Tiểu Trạch, con đang nói ai đấy hả? Ngay sau đó, thần y Liễu, Liễu Giang Hà tuổi đã ngoài 60 bước từ nội đường ra. Nhìn thấy Dương Tiêu đang đứng ngoài cửa. Cả người Liễu Giang Hà đều kích động hết cả lên. Khuôn mặt già của ông ấy đỏ bừng lên, nhanh chóng đi đến cạnh kéo Dương Tiêu vào trong phòng. Ôi chao ôi, tiểu thần Y Dương đấy à, sao cậu lại đến đây? Nhanh nhanh, tiểu thần Y Dương, mau, mời cậu vào trong. Yêu nhìn thái độ của Liễu Giang Hà đối với Dương Tiêu, ba người Triệu Cầm, Đường Kiến Quốc và cả Vương Trạch đều như gặp sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt, cả ba người đều ngớ cả ra rồi. Lúc này, thần y Liễu Giang Hà cực kỳ vui vẻ, ông ấy vui vẻ như một đứa trẻ muốn nhảy cẳng lên vỗ tay hoan hô vậy. Ông ấy trăm nghìn lần không ngờ rằng, Dương Tiêu lại chủ động tìm đến như vậy. Không ai biết rằng, từ khi Dương Tiêu chỉ điểm mình dùng ba châm hồi mệnh để ngăn cơn sóng dữ, cứu được ông cụ Cung, mấy ngày nay Liễu Giang Hà vẫn luôn mong mỏi Dương Tiêu có thể đến thăm. Nhưng ông ấy không thể ngờ rằng, hôm nay Dương Tiêu lại đến thật. Sống ròng rã cả một đời người rồi. Liễu Giang Hà hiểu rõ cực kỳ, cái thằng nhóc Dương Tiêu bị người khác nhục mạ là rác rưởi phế vật chắc chắn không phải là phế vật. Trong mắt Liễu Giang Hà, Dương Tiêu còn trẻ tuổi như vậy mà đã thành thạo phương pháp ba châm hồi mệnh, chuyện này chứng tỏ anh có một kiến thức y thuật đạt đến đỉnh cao chót vót, thậm chí còn có khí thức mơ hồ bao trùm lên anh. Liễu Giang Hà tuy không được thông minh nhưng lại rất cần cù chăm chỉ, thạo việc nghiên cứu. Mấy năm đầu vì chăm chỉ học hỏi nên ông ấy được một tiền bối trong giới y học xem trọng. Thu ông ấy làm đệ tử ngoại môn. Liễu Giang Hà cũng không chịu thua kém, kế thừa hết toàn bộ tinh hoa y thuật của tiền bối đã chết này, khiến tên tuổi nổi như cồn. Chỉ tiếc,
Liễu Giang Hà thiên phú không được tốt lắm, lại thêm việc tuổi tác ngày càng cao, trong giới y học không còn thành tích gì nổi trội nữa từ lâu rồi. Ông ấy cực kỳ hy vọng, nhân lúc mình còn chưa già đến bất động có thể được cống hiến cho giới y học một lần nữa. Sự xuất hiện của Dương Tiêu lại dấy lên hy vọng trong ông ấy. Trực giác mách bảo ông ấy rằng, chỉ cần chăm chỉ cầu tiến, chắc chắn có thể học được những thứ mình muốn từ người tên Dương Tiêu này. Mời vào trong, tiểu thần y Dương à, mời cậu vào trong. Giọng Liễu Giang Hà kích động đến phát run cả lên. Ông ấy cực kỳ tôn kính với Dương Tiêu, cứ như đang kính trọng người thầy, người tiền bối của mình. Đạo lễ nghĩa phải theo tuần tự, còn chức nghiệp thì phải dựa vào chuyên môn, y thuật của Dương Tiêu cao hơn ông ấy, đương nhiên là xứng đáng nhận được sự tôn trọng của Liễu Giang Hà. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Cái ông lão Liễu Giang Hà này cũng nhiệt tình quá, khiến anh cũng chẳng biết phải làm sao. Không phải chứ. Thấy Liễu Giang Hà đối xử nhiệt tình với Dương Tiêu đến vậy, trong mắt của hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm suýt nữa rơi luôn ra ngoài. Vừa rồi bọn họ còn không thèm ngó ngàng đến Dương Tiêu, trăm nghìn lần không ngờ rằng Dương Tiêu quả thật không hề nói láo, nháy mắt cái đã khiến họ khủng hoảng mạnh đến vậy. Không sai, là khủng hoảng và hoang mang. Dương Tiêu ở nhà đã hèn nhát mất 5 năm, trong lòng họ đều thầm xem thường Dương Tiêu, chưa bao giờ ngờ rằng tên phế vật Dương Tiêu này lại quen biết thần y Liễu Giang Hà thật. Giờ phút này, trong lòng hai vợ chồng Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đang khủng hoảng mạnh mẽ đến mức không thể diễn đạt được bằng lời. Đường Kiến Quốc đang ngồi xe lăn trợn mắt há hốc mồm nói, cái này. Tên phế vật này thật sự quen biết với thần y Liễu sao? Tôi không có nhìn lầm đấy chứ. Triệu Cầm xoa xoa hai mắt mình. Khó có thể tin nổi. Đường Mộc Tuyết khiếp sợ che kín miệng, cô cũng bị thái độ mật thiết của Liễu Giang Hà dành cho Dương Tiêu dọa đến phát sợ. Có nhầm không vậy, trông thấy sư phụ của mình tôn kính với Dương Tiêu đến vậy, Vương Trạch khó chịu như thể ăn phải con ruồi chết. Vương Trạch cứ luôn nghĩ cái kẻ hèn của Dương Tiêu đã sớm bị sư phụ mình nhìn thấu rồi. Không ngờ rằng, hai người này vừa gặp nhau, sư phụ mình lại nhìn Dương Tiêu tha thiết như nhìn thấy bố ruột của mình vậy. Dương Tiêu vừa đi vào cửa lớn tế thế đường thì nói ngay với Liễu Giang Hà, bà xã tôi và bố mẹ vợ còn đang ở bên ngoài. Liễu Giang Hà vỗ đầu một cái, khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi nói, tôi đúng là già nên hồ đồ rồi, quên hết cả mấy chuyện như vậy. Người đâu, nhanh ra ngoài giúp đỡ chút đi. Rõ, bốn người đàn ông cao to lực lưỡng vội vàng ra ngoài đẩy Đường Kiến Quốc vào trong. Vào tế thế đường, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm chỉ cảm thấy tất cả cứ như một giấc mơ, quá không chân thật rồi. Tên phế vật Dương Tiêu này lại quen biết cả thần y Liễu Giang Hà, cái kịch bản này cũng máu chó quá rồi đó. Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng hai người cũng không dám lỗ mãng trước mặt Liễu Giang Hà. Hai người họ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sợ chọc Liễu Giang Hà không vui lại quăng luôn bọn họ ra ngoài. Vừa mới ngồi xuống, Liễu Giang Hà đã nói ngay với Vương Trạch, Tiểu Trạch, con còn không mau đi pha trà cho tiểu thần y Dương đi. Hả, bắt con pha trà cho thằng khốn này. Vương Trạch ngớ hết cả mặt ra. Ngay sau đó, Vương Trạch giữ dằn nói, sư phụ, ngài đừng để vẻ ngoài đạo mạo của thằng oát này lừa. Thằng oát này chắc chắn không biết tí y thuật nào, bố mẹ vợ của nó mới vừa nói xong. Chuyện này, tên này là phế vật trong mắt bọn họ đấy sao? Tiểu Trạch nó không hiểu chuyện, mong tiểu thần y Dương đừng trách. Khuôn mặt già nua của Liễu Giang Hà đầy vẻ áy náy. Dương Tiểu chỉ cười nhạt một tiếng, không trách. Vương Trạch nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tiêu, trong lòng gần như đã hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông của Dương Tiêu luôn rồi. Thằng ăn bám như mày, mày chờ đó cho ông đây, sẽ có một ngày Vương Trạch tao vạch trần bộ mặt giả dối của mày ra. Nhưng gã ta còn phải mượn tên tuổi của Liễu Giang Hà để kiếm miếng cơm nên không dám làm ầm ĩ trước mặt Liễu Giang Hà. Nhìn sang ba người Đường Mộc Tuyết đang thận trọng từng ly từng tí, Liễu Giang Hà lại quay sang Dương Tiêu, ngạc nhiên nói. Không biết lần này tiểu thần y Dương tìm ông già này có chuyện gì quan trọng không? Đường Mộc Tuyết khẽ cắn răng, cô hy vọng Dương Tiêu có thể đừng chăm chăm vào hiềm khích lúc trước, mong anh có thể mở miệng xin Liễu thần y xem bệnh cho bố cô. Tuy vậy, thái độ của bố mẹ cô đối với Dương Tiêu vừa nãy cũng cực kỳ quá đáng. Nhưng, dẫu sao Đường Kiến Quốc cũng là bố của cô cũng không thể trơ mắt mặc kệ bố của mình được đúng chứ? Phé, Dương Tiêu, mày nói chuyện đi chứ? Nhìn Dương Tiêu đang chần chừ, Triệu Cầm nổi điên luôn tại chỗ. Khi bà ta chuẩn bị chửi ầm lên mới ý thức được rằng lúc này mình đang phải cầu cạnh Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc nháy nháy mắt, thấp giọng nói, Dương Tiêu,
mấy năm nay gia đình tạo điều kiện cho mày ăn, cho mày uống, bây giờ là lúc này hiếu kính lại tao. Mày cũng không thể nhân việc công báo thù việc tư được. Đường Kiến Quốc sợ Dương Tiêu không nói gì, cứ thế nhân việc công báo thù luôn việc tư. Đường Mộc Tuyết gấp gáp nắm chặt góc áo, đợi Dương Tiêu mở lời. Triệu Cầm gấp hết cả lên, bà ta thúc giục Đường Mộc Tuyết, nhanh, con mau nói rõ thiệt hơn trong chuyện này với tên phế vật đó đi. Nghe thấy Triệu Cầm còn mắng Dương Tiêu là phế vật, Đường Mộc Tuyết tức điên lên được. Đến tận lúc này rồi mà trong mắt các người, Dương Tiêu vẫn còn là một tên phế vật hay sao? Không phải nói gì hết, chuyện này con sẽ mặc kệ luôn. Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Nhớ lại bố mẹ mình ban nãy cứ luân phiên nhục mạ Dương Tiêu, cho đến giờ còn mắng Dương Tiêu là phế vật, Đường Mộc Tuyết thật sự nổi điên lên. Ngẫm lại, Dương Tiêu phải chịu nhiều sự nhục mạ của bố mẹ mình như vậy, Đường Mộc Tuyết quyết định không ra mặt nói chuyện giúp bố mình nữa. Nếu Dương Tiêu thật sự không mở miệng cầu xin người khác cũng là do bọn họ tự gây ra. Ai bảo bọn họ lại đối xử bất công với Dương Tiêu đến thế cơ chứ? Mộc Tuyết, cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều gấp hết cả lên. Triệu Cầm sợ Dương Tiêu muốn trả thù nên bà ta vội vàng tiến lên trước một bước. Ngay khi Triệu Cầm sắp mở miệng ra, Dương Tiêu đang ngồi cạnh Liễu Giang Hà mới chậm rãi mở miệng nói, thần y Liễu, hôm nay tôi đến đây là muốn. Liễu thần y, hôm nay tôi đến đây là muốn ông xem bệnh giúp bố tôi. Mấy năm trước bố tôi gặp tai nạn xe, trên đùi có tật. Mấy năm qua cũng thăm không ít danh y nhưng tiếc rằng vẫn chưa thể chữa trị triệt để, vì vậy nên mới muốn phiền thần y Liễu ông ra tay cứu giúp. Dương Tiêu nói thẳng, cho dù cử chỉ và hành vi của hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm có ghê tởm thẻ nào thì họ dẫu sao cũng là bố mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu hiểu rất rõ rằng, nếu như thật sự yêu một ai đó thì phải yêu hết tất cả của cô ấy, không có bất kỳ chuyện gì hoàn mỹ hết thảy cả. Ông trời đã trao cho mình một Đường Mộc Tuyết đẹp đẽ không tì vết, cho dù bên cạnh cô có những sự tồn tại không được hoàn mỹ thì mình cũng phải chấp nhận. Vâng vâng vâng, thần y Liễu, làm phiền ông rồi. Triệu Cầm vội vàng phụ họa nói. Bà ta lườm Dương Tiêu một cái, như thể muốn nói xem ra thằng nhóc mày còn biết điều đó. Nếu hôm nay Dương Tiêu dám không mở miệng giúp Đường Kiến Quốc thì khi rời khỏi tế thế đường này, bà ta sẽ mắng cho Dương Tiêu một trận thật to, để Dương Tiêu biết cái gì gọi là tôn tỷ trên dưới. Đường Kiến Quốc như chút được gánh nặng, ông ta sợ ban nãy Dương Tiêu ghi hận lên ông ta, sẽ không giúp ông ta nói chuyện. Nghe thấy Dương Tiêu nói như vậy. Trong lòng Đường Mộc Tuyết như phải nếm trải ngũ vị tạp trần, trở nên cực kỳ phức tạp. Cô có thể nhìn ra được, dù Dương Tiêu có mở miệng nhưng trong lòng bố mẹ mình vẫn xem thường Dương Tiêu như cũ. Dù Liễu Giang Hà Thiên Tư không được thông minh, nhưng dẫu sao cũng đã sống cả một đời người rồi, ông ấy biết Dương Tiêu là con dễ nhưng lại đi ở dễ, sợ rằng có nhiều khó khăn không kể xiết. Trực giác của Liễu Giang Hà nói cho ông ta biết, y thuật của Dương Tiêu cực kỳ siêu phàm. Nếu Dương Tiêu đã chịu ra tay thì sợ rằng cũng chẳng đến phiên mình đâu. Vì muốn xác nhận ý nghĩ này của mình có đúng hay không, Liễu Giang Hà lại quay sang nhìn Dương Tiêu lần nữa. Dương Tiêu nhận ra điều này nên chỉ cười nhạt một tiếng với Liễu Giang Hà. Trông thấy Dương Tiêu chỉ cười nhạt một tiếng, Liễu Giang Hà đã hoàn toàn hiểu ra, cặp vợ chồng này hẳn là có không ít thành kiến với Dương Tiêu. Thì ra là thế, Tiểu Trạch, giúp sư phụ lấy châm bạc ra đây. Liễu Giang Hà từ tốn mở miệng nói. Cảm ơn thần y Liễu, cảm ơn thần y Liễu. Nghe vậy, cả người Đường Kiến Quốc đều kích động hét cả lên. Ông ta biết, chỉ cần Liễu Giang Hà ra tay thì đôi chân tàn tật một của ông ta chắc chắn có hy vọng được chữa khỏi. Nhìn khắp toàn bộ thành phố Trung Nguyên, chỉ sợ chẳng một ai có thể có y thuật sánh bằng Liễu Giang Hà. Lúc hai chân Đường Kiến Quốc gặp tai nạn xe cộ, bác sĩ đã từng nói đôi chân này của ông ta vẫn có khả năng trị khỏi. Chỉ là phải cần một khoản tiền thuốc men khổng lồ. Tiếc rằng, khi ấy Đường Kiến Quốc tông phải người khác, người bị tông lại là người có tiền có quyền, sau khi chịu áp lực bức bách ấy, tiền trong nhà đã không còn thừa được bao nhiêu nữa. Cho nên, tật trên chân Đường Kiến Quốc hết kéo dài lại vẫn tiếp tục là kéo dài, chẳng mấy chốc đã qua nhiều năm. May mà, mấy năm nay Đường Kiến Quốc hằng ngày vẫn kiên trì uống thuốc khơi thông mạch máu, vẫn còn hy vọng chữa khỏi. Vương Trạch nhíu mày, nói đầy vẻ khó tin. Sư phụ, ngài muốn phá lệ hay sao? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Liễu Giang Hà thường trị liệu miễn phí trước 12 giờ, chuyện này đã trở thành thông lệ, cũng đã giữ vững được hơn 20 năm rồi. Nhưng thật ra, trong lời nói của Vương Trạch lại có ý khác. Gã ta ám chỉ Liễu Giang Hà đừng nên bị vẻ ngoài đạo mạo của Dương Tiêu che mắt.
nếu Dương Tiêu thật sự có y thuật không tầm thường thì đã không cần phải để sư phụ mình ra tay. Trong mắt Phương Trạch, chuyện này quá hoang đường, quá buồn cười. Liễu Giang Hà sao không rõ tâm tư của Vương Trạch, ông ta hừ lạnh một tiếng, người như sư phụ hành y tế thế, lấy việc cứu người đặt lên trên hết, chậm một chút có đáng là gì chứ? Tiểu Trạch, sư phụ thấy gần đây lúc nào con bốc thuốc trong lòng cũng nóng nảy bộc chộp. Chuyện này không tốt chút nào. Bị Liễu Giang Hà răn dậy, Vương Trạch giật mình kêu lên, trong nháy mắt cả người gã ta như một quả bóng da căng bị xì hơi, sợ hãi nói, sư phụ, ngài dạy bảo rất đúng, con đi lấy châm ngay đây ạ. Người khác có thể không hiểu nhưng Vương Trạch lại hiểu rất rõ. Liễu Giang Hà duy trì truyền thống hơn 20 năm qua, chưa từng phá lệ bao giờ, càng rất ít khi phát cáu. Bây giờ, chỉ vì một thằng Dương Tiêu mà Liễu Giang Hà cứ liên tục răn dậy mình, chuyện này khiến Vương Trạch thầm khó chịu mãi không thôi. Gã ta thật sự nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Dương Tiêu cho sư phụ Liễu Giang Hà của gã ta uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến Liễu Giang Hà phá lệ ra tay. Gã ta lặng lẽ nhìn sang Dương Tiêu, trong lòng thầm nghĩ thằng oát này mày cũng đừng mừng vội, sớm muộn gì tao cũng sẽ xé rách bộ mặt giả tạo của mày, để cho mọi người đều biết mày ngay đến bãi rắm cũng không bằng. Vương Trạch vẫn muốn dựa vào tên tuổi của Liễu Giang Hà để trục lợi về cho bản thân. Gã ta không dám sinh ra lòng kháng cự, nhanh chóng mang châm đến cho Liễu Giang Hà. Triệu Cầm cũng cực kỳ phối hợp, kéo ngay ống quần Đường Kiến Quốc lên. Nhìn thật kỹ thì hai đầu gối của Đường Kiến Quốc đều tím sẫm. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt Liễu Giang Hà đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta nghiêm túc đeo kính lão lên, tỉ mỉ quan sát thật kỹ càng rồi lại dùng kim tiêm rút máu ra thể kiểm tra lại. Trông thấy kết quả kiểm tra, sắc mặt Liễu Giang Hà âm trầm. Triệu Cầm thấy sắc mặt Liễu Giang Hà không tốt lắm thì vội vàng hỏi, thần y Liễu, đôi chân của ông xã tôi còn có thể trị khỏi được không? Cả Đường Mộc Tuyết và Đường Kiến Quốc cùng nhìn về phía Liễu Giang Hà, tim nảy lên bình bịch, chỉ sợ sẽ phải nghe tin xấu. Liễu Giang Hà nhìn qua Dương Tiêu, trông thấy Dương Tiêu cũng không tỏ vẻ gì, lúc này ông ấy mới thở dài một tiếng, tình huống rất không lạc quan, anh đây bị thương do tai nạn xe cộ, nếu lúc ấy tiến hành trị liệu luôn thì có lẽ bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp rồi. Theo ông già này thấy thì đôi chân này của anh đã chậm trễ điều trị thương tật hơn 3 năm. Dù tháng nào cũng uống thuốc hoạt huyết nhưng dịch hồng cầu bên trong đã bắt đầu đặc lại, thậm chí dịch hồng cầu cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tắc ở trung khu thần kinh ở đùi. Nếu như để ông già này ra tay, chỉ sợ cũng không nắm chắc nhiều phần. Trong vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Giang Hà thì xem ra ông ấy không nói ngoa chút nào. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Trong lòng Đường Kiến Quốc lột bộp hai tiếng. Sợ hãi, thất thanh hỏi. Triệu Cầm cũng luống cuống cả lên, bà ta vội vàng hỏi luôn, thần y Liễu ông nhất định phải cứu giúp chúng tôi. Liễu Giang Hà lại quay sang nhìn Dương Tiêu lần nữa, trịnh trọng nói thật thì đôi chân này nghiêm trọng quá rồi, tôi đây cũng mới gặp lần đầu tiên. Nếu tiếp tục kéo dài thế này sợ rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến nửa thân trên của anh. Nhưng nếu để ông già này ra tay thì hy vọng chữa khỏi cũng không quá 10%. Mà khi đã thất bại thì ông nhà sẽ đứng trước nguy cơ phải cưa chân. Nếu có thể, tôi đề nghị nhà các người nên đến bệnh viện quốc tế lớn nhất, có lẽ sẽ tìm được hy vọng khỏi ở đấy. Cái gì? Ra bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài. Nghe vậy, cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều trợn tròn mắt. Đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài phải cần đến bao nhiêu tiền lận chứ? Nếu nhà họ có tiền thì lúc trước đã mổ luôn rồi, không cần phải kéo dài đến tận bây giờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng trở nên trắng bệch. Cô vốn tưởng gặp được Liễu Giang Hà là sẽ tìm được hy vọng chữa khỏi hai chân cho bố, không ngờ vị thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải chịu bó tay. Vương Trác đứng bên cạnh cứ cười lạnh mãi không thôi, gã ta luôn ao ước được thấy cảnh này. Triệu Cầm không cam tâm nói, thần y Liễu, thật sự không còn bất kỳ cách nào sao? Liễu Giang Hà gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu để tôi ra tay thì khi thất bại sẽ phải cắt ngay. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước. Sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm như cho tàn, nhất là Đường Kiến Quốc, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Nếu có thể, tôi đề nghị nhà các người nên đến bệnh viện quốc tế lớn nhất, có lẽ sẽ tìm được hy vọng khỏi ở đấy. Cái gì? Ra bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài. Nghe vậy, cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều trợn tròn mắt. Đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài phải cần đến bao nhiêu tiền lận chứ? Nếu nhà họ có tiền thì lúc trước đã mổ luôn rồi, không cần phải kéo dài đến tận bây giờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng trở nên trắng bệch.
Cô vốn tưởng gặp được Liễu Giang Hà là sẽ tìm được hy vọng chữa khỏi hai chân cho bố, không ngờ vị thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải chịu bó tay. Vương Trác đứng bên cạnh cứ cười lạnh mãi không thôi, gã ta luôn ao ước được thấy cảnh này. Triệu Cầm không cam tâm nói, thần y Liễu, thật sự không còn bất kỳ cách nào sao? Liễu Giang Hà gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu để tôi ra tay thì khi thất bại sẽ phải cắt ngay. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước. Sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm như cho tàn, nhất là Đường Kiến Quốc, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Giờ phút này, Đường Kiến Quốc đang cực kỳ tức giận. Trong mắt ông ta, Dương Tiêu có cái khỉ gì mà biết chữa bệnh. Cũng không biết thằng oát này đạp phải cải vận khỉ gió gì mà có được sự ưu ái của thần y Liễu Giang Hà chứ. Vừa nãy không giận điên lên mắng Dương Tiêu là vì ông ta có việc phải cầu xin người khác. Nhưng bây giờ hai chân của ông ta cũng chẳng còn hy vọng cứu chữa nào nữa, Đường Kiến Quốc cũng không thèm cho Dương Tiêu mặt mũi chút nào. Hốc mắt Đường Kiến Quốc vằn tơ máu chỉ thẳng mặt Dương Tiêu, tức giận nói, nếu không phải thằng sao chổi như mày gả vào nhà tao thì tao có bị tai nạn xe thế này không? Nếu con gái tao không gả cho mày thì nhà bọn tao đã sớm được sống trong vinh hoa phú quý, chứ không vớ phải cái cảnh không có tiền chữa bệnh như hồi ấy. Con mẹ nó, nhìn thấy mày là tao thấy điên lên rồi. Nhìn thẳng mặt Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc giận sôi, chửi tục cả lên. Nếu ông ta mà đứng dậy được ấy, chỉ sợ ông ta đã đi giày ra, dẫm vào mặt Dương Tiêu một trận tơi bời luôn rồi. Trong mắt Đường Kiến Quốc đang mát hết lý trí không kiểm soát được cảm xúc này, Dương Tiêu chẳng có cái gì ngoại trừ việc mang đến xui xẻo cho người trong nhà. Bố nói nhăng nói cuội gì trước mặt thần y Liễu vậy chứ? Đường Mộc Tuyết cũng giận sôi lên, cô thật sự không ngờ bố mình lại không nói lý lẽ đến vậy. Theo Đường Mộc Tuyết thấy, cho dù mình không gả cho Dương Tiêu thì bản thân cũng chưa chắc đã được chọn gả vào nhà giàu quyền thế. Cô là một cô gái rất độc lập và có lý tưởng để theo đuổi. Muốn gả thì phải gả cho người mình yêu, có thất bại thì cũng phải theo đuổi tình yêu đã, cô sẽ không vô duyên vô cớ gả cho một tay thiếu gia ăn chơi đàng điềm. Thân là đệ nhất mỹ nhân của thành phố Trung Nguyên, mấy vị công tử trong 4 nhà làm chính trị lớn và 10 nhà giàu quyền thế không có mấy ai không rung động trước nhan sắc của cô. Cô là một cô gái có lợi thế, nếu tham lam thì đã trở thành phu nhân nhà giàu từ lâu rồi. Bồ cô lái xe đụng phải người khác đã, tự hại mình không ít, còn hại cả người khác, bây giờ lại đổ tội lên đầu Dương Tiêu, đây chẳng phải là đang cố tình gây sự hay sao? Triệu Cầm cũng giận sôi gan lên, bà ta cực kỳ đồng tình với lý lẽ của Đường Kiến Quốc. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là một thằng sao chổi chuyên mang lại tai ương. Từ khi Dương Tiêu bước chân vào nhà bọn họ, chồng bà ta không chỉ bị tai nạn xe, nhà họ còn phải chịu sự khinh khi của hàng xóm, bị người trong gia tộc xem thường, mà nhà họ lại càng ngày càng nghèo. Tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu ban tặng. Mộc Tuyết, con nói chuyện kiểu gì đấy hả? Bố con có lỗi hay sao? Nếu không vì tên phế vật Dương Tiêu này thì nhà ta cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này đâu con. Triệu Cầm tức đến nỗ phổi, nói. Khuôn mặt già của Liễu Giang Hà cũng phải đờ cả ra. Đến ông ta cũng không ngờ thái độ của cặp vợ chồng nhà họ Đường đối với Dương Tiêu lại ngang ngược đến vậy. Cười khổ một tiếng, cuối cùng Liễu Giang Hà cũng lý giải được nỗi khổ tâm trong lòng Dương Tiêu. Đụng phải bố vợ mẹ vợ hung dữ lại còn cắn bậy cắn bạ kiểu này, ai mà chịu cho nổi chứ. Hai mắt Phương Trạch cũng sáng bừng lên, gã ta thích trông thấy cảnh Dương Tiêu bị dẫm đạp như vậy. Cắn đi, cắn nhiều vào đi, cắn cho mạnh vào, tốt nhất là cắn thằng lòi Dương Tiêu này đến tơi bời tan nát. Dẫm cho nó không đáng một xu nào. Nếu đắm luôn thằng oắt này, vậy lại càng thú vị hơn nữa. Liễu Giang Hà trầm giọng nói, hai vị, nơi này là tế thế đường, trên lầu còn có bệnh nhân, xin hai vị chớ lớn tiếng ồn ào. Thấy Liễu Giang Hà nổi giận thì Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm ngậm miệng lại ngay. Bọn họ biết, cho dù là thế nào thì Liễu Giang Hà không phải nhân vật mà họ chọc vào nổi. Ngay sau đó, Liễu Giang Hà không chần chờ mà nói ngay với Dương Tiêu. Tiểu thần y Dương, mời đi theo ông già này qua đây. Ỉ một Dương Tiêu gật đầu, đi theo Liễu Giang Hà đến một gian phòng nghỉ. Lát nữa phải đề phòng thằng lỏi này, không chừng tên phế vật này sẽ có ý đồ xấu xa gì đó. Đường Kiến Quốc nhắc nhở. Hừ, tên phế vật này mà dám có ý đồ xấu xa nào thì về nhà em sẽ cầm dao chém chết nó luôn. Triệu Cầm tàn nhẫn nói. Đường Mộc Tuyết chứng kiến tất cả, tức đến dậm chân. Dương Tiêu rõ ràng luôn một lòng muốn giúp hai người lại cứ nhắm vào anh mãi, chuyện này quá không công bằng với Dương Tiêu. Không đến 5 phút,
Liễu Giang Hà và Dương Tiêu cùng đi từ phòng nghỉ ra. Giờ phút này, vẻ mặt Liễu Giang Hà đầy cảm động, ông ấy kinh hãi than lên, không hổ là Dương Tiểu Thần Y, cậu nói quá thần ký, đến tôi cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Mới vừa rồi ở trong phòng nghỉ, Dương Tiêu nói theo cách nhìn nhận của mình ở góc độ y khoa, chuyện này khiến Liễu Giang Hà kích động đến điên lên. Thấy Liễu Giang Hà đi ra, sắc mặt Đường Kiến Quốc trở nên căng thẳng, nói, sao rồi thần y Liễu, ông còn có cách nào hay hay không? Liễu Giang Hà nghiêm túc nói, vừa nãy khi nghe tiểu thần y Dương phân tích, ông già này thật sự đã được mở rộng tâm mắt. Chỉ cần dựa theo cách chữa của tiểu thần y Dương thì 60%, à không, chí ít cũng phải có 80% cơ hội chữa khỏi. Cái gì? Có đến 80% cơ hội được chữa khỏi ư? Nghe thấy vậy, cả hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều muốn nổ tung ra tại chỗ. Ngay đến cả Vương Trạch cũng trợn tròn mắt, thương tật nghiêm trọng thế này mà sư phụ chỉ nghe Dương Tiêu nói mấy câu đã nắm chắc được đến 80% lận sao. Gã ta thấy, thương tật của tay Đường Kiến Quốc này đã kéo dài lâu như vậy, không bị cưa đã là tốt lắm rồi, vốn không có chút khả năng chữa khỏi nào. Đường Kiến Quốc nghi ngờ hỏi thêm, thần y Liễu, là thật hay giả vậy? Vừa nãy có 10% thôi cũng không dám chắc, bây giờ lại chắc chắn đến 80%, đảo ngược lớn đến như vậy khiến người ta thật sự rất khó tin. Liễu Giang Hà biết Đường Kiến Quốc đang hoài nghi y thuật của Dương Tiêu. Liễu Giang Hà hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu không tin thì nhà các người đi mà mời người nào tài giỏi hơn đi. Không không không, chúng tôi chỉ không tin thằng lỏi này, nhưng chúng tôi tin ông mà. Triệu Cầm vội vàng nói. Đúng thế đấy. Đường Kiến Quốc cũng vội phụ họa theo. Quả thật, bọn họ không hề tin tưởng Dương Tiêu, nhưng họ tin vào tên tuổi của Liễu Giang Hà, ông ấy sẽ không nói đùa với bọn họ. Hát Liễu Giang Hà đã hoàn toàn mất hảo cảm với hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm. Nếu không nể mặt Dương Tiêu thì ông ấy đã đánh đuổi hai người này ra ngoài từ lâu rồi. Dựa theo những gì Dương Tiêu vừa nói, Liễu Giang Hà bắt đầu thi châm cho Đường Kiến Quốc. Liễu Giang Hà dùng 8 cây châm bạc phong tỏa những huyệt quan trọng nhất trên hai chân của Đường Kiến Quốc rồi nhanh chóng dùng một cây châm bạc khác đâm vào trong đùi Đường Kiến Quốc. Ngay sau đó, một lượng máu đen lớn trào ra từ lỗ châm. Liễu Giang Hà cũng mới chữa bệnh cho người ta theo cách này lần đầu, Dương Tiêu ở cạnh bên cũng giúp đỡ không ít. Ròng rã suốt một tiếng đồng hồ mới chữa trị xong, Triệu Cầm ở bên cạnh vội vàng nói, thần y Liễu, thế nào rồi? Liễu Giang Hà gạt mồ hôi trên trán. Từ tốn mở lời, bên trong đã được khơi thông kha khá rồi, sau này chỉ cần bó thuốc và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể là được. Thế nhưng, tiền thuốc cũng không rẻ đâu, chí ít cũng phải 450.000 tệ. Nể mặt Dương Tiểu Thần Y, ông già này tự mình ra mặt cho các người, đoán là sẽ xuống được còn khoảng 30.000. Nghe vậy, Đường Kiến Quốc quá đỗi vui mừng nói với Đường Mộc Tuyết, 30.000 sao? Vừa hay, hôm qua mới nhận được 30.000 tệ không phải sao? Mộc Tuyết! Còn mau đưa tiền cho thần y Liễu đi. Đường Mộc Tuyết đột nhiên giật thót mình, vẻ mặt rất khó xử. Sao vậy Mộc Tuyết, có chuyện gì hả con? Đường Kiến Quốc ngạc nhiên hỏi. Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Triệu Cầm đang day day đầu, hôm qua mẹ lấy 10.000 đi rồi, tiêu hết sạch. Bây giờ con chỉ còn mỗi 20.000 thôi. Cái gì, Triệu Cầm, bà lại lấy 30.000 chữa bệnh cho tôi ra tiêu mất 10.000 sao? Đường Kiến Quốc bắt đầu nổi điên. Triệu Cầm tức nhưng không có chỗ xả, bà ta giận dữ hét thẳng vào mặt Đường Kiến Quốc, tiêu có 10.000 thì đã làm sao nào? Mấy năm nay bà đây theo ông đã phải chịu bao nhiêu uất ức cơ chứ? Đường Kiến Quốc, trong lòng ông không thấy áy náy chút nào sao? Còn ở đó quát cái gì mà quát? Đường Kiến Quốc suýt ngất đi luôn, thấy mình sắp đứng dậy được rồi, không ngờ ngay ở khoản tiền lại xảy ra vấn đề. Đường Mộc Tuyết cũng cực kỳ sốt ruột, còn thiếu 10.000 nữa. Thiếu 10.000 nữa là chân bố cô có thể được chữa khỏi rồi. 10.000 còn lại để con vậy. Một giây sau, Dương Tiêu lên tiếng. Ba người đều giật mình, Triệu Cầm kinh ngạc hỏi, để mày. Mày có tiền hay sao? Chẳng mấy chốc, Đường Mộc Tuyết đi quẹt 20.000 trong thẻ, Dương Tiêu cũng lấy một tấm thẻ ra quẹt 10.000. Thấy Dương Tiêu có thể lấy ra được 10.000, Triệu Cầm sợ ngây cả người, ba ta tức điên lên hỏi, hay cho thằng Dương Tiêu này. Thế mà còn dám cất quỹ đen trong nhà. Mày cứ nghĩ cho kỹ phải giải thích với tao thế nào đi. Bà ta cực kỳ tức giận. Dương Tiêu lại có tiền nhưng nó không hề nói, thằng khốn này. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, chào hỏi Liễu Giang Hà rồi một nhà bốn người lúc này mới đi ra ngoài. Vương Trạch không thể tin nổi.
Gã ta không thể ngờ đôi chân thương tật của Đường Kiến Quốc có thể chuyển biến tốt đẹp lên được. Gã ta đứng sau lưng Liễu Giang Hà, nghẹn họng chân chối hỏi, sư phụ, y thuật của tên Dương Tiêu này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Ánh mắt Liễu Giang Hà đầy vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dương Tiêu đang rời đi, nói đầy vẻ cảm khái, y thuật của tiểu thần y Dương xuất thần nhập hóa, chúng ta không thể đạt đến trình độ đó được. Cái gì? Chúng ta không thể đạt đến được ư? Liễu Giang Hà vừa nói vậy, Vương Trạch vẫn luôn không phục trở nên sợ hãi. Vương Trạch thật sự kinh sợ, gã ta đã đi theo Liễu Giang Hà hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy chính miệng Liễu Giang Hà đánh giá cao một người đến như vậy. Về đến nhà, Triệu Cầm âm trầm đi vào, hùng hổ dọa nạt Dương Tiêu, tên phế vật này, mày nói đi, mấy năm nay mày tham bao nhiêu tiền trong nhà rồi. Dương Tiêu nhìn Triệu Cầm có vẻ như một bà bán cá chanh chua, anh không biết nên mở lời như thế nào. Anh đã nghĩ việc này từ lâu, chỉ cần Triệu Cầm biết trên người mình có tiền thì sẽ gây ra phiền phức không nhỏ chút nào. Đường Mộc Tuyết đứng bên cạnh tức đến run hết cả người, cô vội vàng đi lên giải vây cho Dương Tiêu, mẹ, mẹ đừng có mà quá đáng với Dương Tiêu như vậy, trong nhà có bao nhiêu tiền mẹ còn không biết hay sao. Mỗi tháng trừ đi tiền thuốc cho bó, trừ cả tiền chỉ tiêu cho sinh hoạt gia đình, trừ cả tiền mẹ đánh bài thua ra thì trong nhà có còn đồng nào đâu chứ. Nếu không phải Đường Đường độc lập tự chủ thì cái nhà này vốn không thể chịu nổi nữa rồi. Triệu Cầm cứ cười lạnh mãi, bà ta vốn không quan tâm đến những chuyện này. Hừ, cho dù có là vậy thì ban nãy chính mắt mẹ nhìn thấy tên phế vật này nó lấy ra 10.000. Triệu Cầm tức giận vô lý nói, Mộc Tuyết, tận 10.000 lận huyền đấy con ạ. Một thằng đàn ông có tận 10.000 trên người, con có biết là gì không? Có khi Mộc Tuyết con còn không biết đến sự hiện diện của tiền này đâu nhỉ? Được, mẹ biết tên phế vật này chẳng có ý gì tốt cả, nó lại dám tích quỹ đen. Đường Mộc Tuyết càng tức giận hơn, tiền của Dương Tiêu là của Dương Tiêu, chẳng liên quan gì đến cô và cái nhà này hết. Trước nay các người cứ nhục mạ anh ấy là phế vậy, bây giờ phế vật có tiền lại bảo phế vật không có ý tốt, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến các người vừa lòng đây? Triệu Cầm suýt chút nữa giựt luôn thẻ của Dương Tiêu, bà ta căm tức nhìn anh, vươn tay quát to, Dương Tiêu. Bây giờ mày còn thích bao nhiêu quỹ đen nữa hả? Còn không may giao hết ra đây. Nói, mày còn thích bao nhiêu tiền riêng hả? Trong thẻ này chắc còn khoảng 20 tỷ, chưa động vào chút nào. Dương Tiêu thành thật trả lời. Vừa nói dứt lời, cả ba người Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết và cả Đường Kiến Quốc đều giật nảy mình. Cái gì cơ? 20 tỷ ư? Triệu Cầm lấy lại tinh thần, lại quát xối xả vào mặt Dương Tiêu, hay cho cái tên phế vật nhà mày. Bây giờ còn biết nói láo luôn rồi cơ à? 20 tỷ, mày lừa ai đấy? Nếu mày thật sự có 20 tỷ thì bà đây tự đại tiện tự ăn tự sát luôn. Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết đều im lặng nhìn Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu nói anh có 200.000, có lẽ họ còn tin. Nhưng 20 tỷ, ai mà tin nổi chứ? Thấy đám người này đều có vẻ không tin, Dương Tiêu cũng không biết phải nói sao. Nhất là Triệu Cầm đã tuyên bố nuốt phân tự vẫn. Dương Tiêu cũng không thể đưa thẻ đến ngân hàng tra số dư, nhìn bà ta nuốt phân tự vẫn thế được. Xê tao mặc kệ trong này có bao nhiêu tiền, tất cả đều là của tao. Triệu Cầm giật ngay thẻ ngân hàng của Dương Tiêu, căm hận nói. Đường Mộc Tuyết giật ngay thẻ ngân hàng từ tay Triệu Cầm về, cô tức giận nói, mẹ, mỗi tháng mẹ cho Dương Tiêu 1.000 tiền tiêu vặt và sinh hoạt, mua thức ăn cho gia đình, trả tiền điện nước. Mẹ cảm thấy Dương Tiêu có thể tích quỹ đen được hay sao? Vậy tiền này từ đâu mà nó có? Triệu Cầm hận không thể biết được tất cả bí mật của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết nhức hết cả đầu, cô nhìn về phía Đường Kiến Quốc, bố, cho dù thế nào thì hôm nay Dương Tiêu cũng đã dùng tiền cho bố chữa bệnh, bố phải nói câu gì đi chứ? Sắc mặt Đường Kiến Quốc không khó coi cực kỳ, ông ta luôn xem thường Dương Tiêu, nhưng biểu hiện của Dương Tiêu hôm nay lại khiến ông ta chấn động không hề nhẹ. Không chỉ quen biết thần y Liễu, còn giúp mình thanh toán 10.000 tiền thuốc. Chuyện này không thể không khiến ông ta nhìn Dương Tiêu bằng con mắt khác. Ông ta biết, 1.000 tệ để chỉ tiêu cho 4 miệng trong nhà ăn uống ngủ nghỉ, thì bình quân mỗi người được hơn 200 tệ. Cho dù Dương Tiêu có xảo trá thế nào thì một tháng cũng không tàng trữ nổi 100 đồng. Dương Tiêu mới ở rẻ được 5 năm, dù có tích hết cỡ thì 5 năm cùng lắm cũng chỉ được mấy nghìn tệ thôi. Đường Kiến Quốc chậm rãi mở lời, cầm cầm, được rồi, đủ rồi. Nếu hôm nay không có Dương Tiêu thì cái bệnh này của tôi cũng chẳng khỏi được đâu. Cả ngày hôm qua Triệu Cầm đã tiêu hết 10.000 tệ, chuyện này làm Đường Kiến Quốc tức giận không nhỏ chút nào.
nếu như Dương Tiêu không có nổi một xu nào thì xem như cái chân này của ông ta chữa phí công. Cho dù có thành kiến với Dương Tiêu thế nào thì Đường Kiến Quốc không thể không thừa nhận cống hiến của thằng oát đồi diện này. Triệu Cầm khịt mũi xem thường, ông còn nói đỡ cho nó hả? Nó thì có giỏi giang gì? Không phải chỉ là một thằng đàn ông ăn bám thôi sao? Có quen biết Liễu Giang Hà thì đã sao chứ? Tên Liễu Giang Hà này cũng chỉ là một ông già thối biết chữa bệnh, nếu không vì ông thì bà đây cũng không buồn xin ông ta rồi. Nhìn vẻ chanh chua đanh đá của Triệu Cầm, ba người ở đây đều không biết phải nói gì nữa. Liễu Giang Hà là một lão thối chỉ biết xem bệnh. Ba người họ không ngờ, chỉ trong chốc lát mà thần y Liễu đã bị Triệu Cầm xem không đáng một đồng. Vào phòng ngay với em, Đường Mộc Tuyết nổi giận đùng đùng, lôi Dương Tiêu về phòng ngay. Mẹ ra vẻ thế này khiến trong lòng Đường Mộc Tuyết cực kỳ phức tạp. Triệu Cầm nổi điên lên, bà ta quát ầm ĩ, Đường Mộc Tuyết, con là cái thứ đàn bà chết dẫm. Mẹ nói cho con biết, đàn ông không thể có tiền được, có tiền là sẽ hư ngay, con tốt nhất là lấy hết tiền của Dương Tiêu đi. Nếu không, sau này thằng Dương Tiêu có trở mặt thì đến lúc đó con đừng có trách mẹ con không nhắc nhở con trước. Nghe tiếng quát tháo của Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết lại càng tức giận hơn. Nếu như không có Dương Tiêu thì bệnh của bố cô không còn cách nào trị khỏi nữa. Kết quả là bà ta không chỉ không cảm kích Dương Tiêu mà còn biến Dương Tiêu trở thành kẻ có tội trong nhà. Thật sự xin lỗi anh, Đường Mộc Tuyết đứng thẳng người, cúi đầu thở dài nói. Mộc Tuyết, em còn khách sáo với anh như thế làm gì? Anh đã quá quen rồi, Dương Tiêu mỉm cười nói. Đường Mộc Tuyết cực kỳ thất vọng với Triệu Cầm, cô đưa thẻ ngân hàng lại cho Dương Tiêu, sau khi đưa xong mới nói, sau này anh đừng có dùng tiền trước mặt mẹ nữa. Mẹ là người ghét cuộc sống nghèo khó, thích sống giàu sang, ham hư vinh, còn có thành kiến rất lớn với anh, mẹ không thích trông thấy anh sống tốt đâu. Không sao đâu, tiền này thì nên tốn, Dương Tiêu dịu dàng nói. Nhìn Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy nghi vấn. Sao đột nhiên Dương Tiêu lại có tiền đến vậy chứ? Đầu tiên là mua cho mình một con Maserati Quattroport gần 2 triệu, sau đó còn chỉ ra tận 30 triệu để tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn và bữa trưa tại khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Hôm nay lại thản nhiên lấy ra 10.000 tệ, thoáng một cái đã làm cái nhìn của Đường Mộc Tuyết về Dương Tiêu sụp đề. Chẳng lẽ Dương Tiêu trúng số độc đắc sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bình thường có mua vé số thì giải ghê gớm nhất cũng chỉ mới là 8 triệu, đừng nói đến khoản tiền khổng lồ 30 triệu. Chẳng lẽ trước khi Dương Tiêu ở rễ, anh là công tử của nhà giàu ư? Hai chuyện này cũng không thể nót luôn. Nếu như Dương Tiêu thật sự là công tử nhà giàu thì sao 5 năm qua người nhà Dương Tiêu vẫn chưa đến nhà cô lần nào? Khi còn sống, ông cụ Đường đã chính miệng nói Dương Tiêu là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Chẳng lẽ khi còn sống, ông cụ nói dối hay sao? Liên quan đến chuyện cô nhi, có lẽ lúc còn sống ông cụ Đường cố ý tạo ra để cho Dương Tiêu một thân phận trong sạch chăng? Trong lòng Đường Mộc Tuyết ngỗ ồn ngang trăm mối khó giải. Nếu như Dương Tiêu thật sự có nhiều tiền từ trước, sao 5 năm qua anh không thể hiện ra chứ? Người khác không biết Dương Tiêu thế nào nhưng Đường Mộc Tuyết cô lại cực kỳ hiểu anh. Bị người nhà họ Đường chế nhạo cũng thôi đi, còn trở thành trò cười của cả cái thành phố Trung Nguyên này, cũng chẳng được bố mẹ hay em gái mình chào đón. Có thể nói Dương Tiêu đã phải nhận áp lực khủng khiếp mà đáng ra tuổi của anh chưa phải chịu đựng. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Đường Mộc Tuyết nhỏ giọng hỏi. Cô sợ Triệu Cầm lại dán tai lên cửa nghe trộm. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Mộc Tuyết, em tin anh không? Ừm, Đường Mộc Tuyết hơi chần chừ một chút rồi mới nghiêm túc gật đầu. Sớm tối kể cận 5 năm nay, Dương Tiêu chưa từng nói dối cô một lời này. Trong lòng Đường Mộc Tuyết cũng tin tưởng Dương Tiêu tuyệt đối. Dương Tiêu kề sát tai Đường Mộc Tuyết, thần thần bí bí nói, anh có 20 tỷ. Đường Mộc Tuyết, khoác lác, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Dương Tiêu, cuối cùng Đường Mộc Tuyết phun ra hai chữ. Dương Tiêu dở khóc dở cười, ăn ngay nói thật mà cũng bị nghỉ nữa, mình cũng oan quá đi mà. Thế nhưng, Đường Mộc Tuyết cũng không hỏi thêm nữa, cô muốn Dương Tiêu có không gian riêng tư của mình. Cô tin chắc chắn sẽ có một ngày, Dương Tiêu nói hết với cô mọi sự thật. Lúc trạng vạng tối, có tin từ Liễu Giang Hà truyền đến nói là lấy thuốc rồi. Tất cả mọi người cùng đến tế thế Đường một lần nữa, để Liễu Giang Hà bó thuốc cho Đường Kiến Quốc. Dòng dã mắt nửa ngày trời, cả nhà đều đã mệt mỏi lắm rồi. Đường Mộc Tuyết còn đang định tìm cách đêm nay làm sao để gạo nấu thành cơm. Nhưng tiếc rằng cô lại buồn ngủ quá, vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn rồi.
lúc Đường Mộc Tuyết tỉnh dậy đã là 6 rưỡi sáng hôm sau. Đường Mộc Tuyết đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra ngoài chạy bộ cho khỏe, về đến nhà đã đẫm đìa mồ hôi. Thời tiết ngày càng oi bức, trong nhà cũng buồn, mình phải cố gắng làm nên nhiều thành tích nữa để cuối năm nay tranh thủ giao tiền đặt cọc cho nhà mới. Đường Mộc Tuyết cảm khái. Dương Tiêu cười cưng chiều, nói, không cần phải phiền phức thế đâu. Trước đây không lâu anh có mua một miếng đất, bây giờ xây thành nhà, mời đội kỹ sư công trình tốt nhất cả nước đến thi công, đoán rằng chẳng mấy chốc là mình đã có nhà ở ngon lành rồi. Về phần trang trí thì cứ dùng vật liệu trang trí tốt nhất trên thế giới, không chứa formaldehyde, sửa sang xong là vào ở luôn được rồi. Triệu Cầm vừa mở cửa phòng đã nghe thấy lời Dương Tiêu nói, vẻ châm chọc trên mặt bà ta không hề che giấu, mua một miếng đất. Cười chết tôi rồi, ôi thôi thôi, mày đừng có nói mảnh đất ngay ven hồ Nhạn Minh là do mày mua đấy nhé. Dương Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Triệu Cầm, mẹ, sao mẹ lại biết thế? Nghe Dương Tiêu trả lời như vậy, sắc mặt Triệu Cầm cứng đờ, bà ta bày ra vẻ chán ghét nói, Mộc Tuyết con thấy chưa? Tên phế vật này vừa có tiền là đã bắt đầu biết khoác lác rồi. Hay lắm, mảnh đất bên hồ Nhạn Minh là do nó mua, đúng là cười chết mày. Đường Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu, tức giận nói với Dương Tiêu, anh thích khoác lác từ khi nào vậy hả? Đây không phải là thói quen tốt đâu. Đường Mộc Tuyết đã nghe nói, người mua mảnh đất đó là Lý Minh Hiên. Cả cái mảnh đất như một hòn đảo nhỏ ấy chốt giá 100 triệu, nghe nói đó mới chỉ là giá niêm yết thôi, nếu có tiến hành đấu giá cũng phải đắt thêm mấy chục triệu nữa. Nghĩ đến hôm ấy Tiểu Vương Tử thổi sáo đi cùng Lý Minh Hiên đến phòng đấu giá của nhà họ Cung, mà Dương Tiêu lại chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo ấy. Đường Mộc Tuyết không nén nổi một suy đoán bạo dạn. Có khi nào đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh thật sự là do Dương Tiêu mua không? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thế nào đâu. Đường Mộc Tuyết nghe nói, mấy ngày nay Lý Minh Hiên đích thân giám sát việc xây dựng một căn biệt thự ở đảo nhỏ ven hồ Đại Minh. Có thể khiến Lý Minh Hiên tự mình đảm đương việc giám sát thì chỉ có thể là Lý Minh Hiên tự mua cho anh ta, chắc chắn chẳng liên quan gì đến Dương Tiêu cả. Dương Tiêu sờ sờ mũi. Vẻ mặt chẳng biết phải làm sao. Chuyện này là sao nhỉ? Mình ăn ngay nói thật mà cứ bị người khác nghĩ là đang nói điêu. Ăn sáng xong, Dương Tiêu đành đạp xe đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty. Còn Maserati Quattroport bị đâm không hề nhẹ, còn đang được sửa chữa ở cửa hàng 4S. Xì xì xì. Vừa đến công ty, Đường Hạo cũng vừa hay đến bằng con xe nát đó. Thấy bóng dáng Dương Tiêu, đôi mắt Đường Hạo như muốn tóe lửa đến nơi. Nhớ lại việc Dương Tiêu dám lái xe đâm vào con Ferrari anh ta mới mua, Đường Hạo hận không thể vác đao xông đến chém Dương Tiêu thành tám khối. Đường Mộc Tuyết cũng chú ý thấy Đường Hạo, cô nhíu mày, ra vẻ khó chịu. Đường Hạo sầm mặt đi đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, giữ tọn nói, Đường Mộc Tuyết, nhiệm vụ của cô hôm nay là đến xưởng ở ngoại ô kiểm tra vòng bảo vệ môi trường. 10 giờ dưới cục tài nguyên và môi trường sẽ qua đó kiểm tra, nếu như công tác môi trường có vấn đề gì thì tôi sẽ nắm đầu cô hỏi tội. Làm công tác môi trường sao? Hình như đây không phải là trách nhiệm của tôi mà nhỉ? Đường Mộc Tuyết hỏi ngược lại. Tập đoàn Y Dược Đường Nhân sản xuất dược liệu, công tác bảo vệ môi trường phải quán triệt triệt để. Phía trên có yêu cầu phải xác minh tính đảm bảo, tháng nào Cục Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ đến kiểm tra định kỳ. Theo lý mà nói, Cục đến kiểm tra thì phải do người cấp cao nhất trong ban quản trị tự mình ra mặt. Cô đánh giá âm à, sao lại không phải là trách nhiệm của cô chứ? Đường Hạo lạnh lùng nói, cô đừng quên, bây giờ cô là tổng giám đốc, đây là nhiệm vụ của cô. Xưa này bà nội không quản lý việc này, trước đó giao cho tôi mới phụ trách quản lý. Bây giờ cô đã là tổng giám đốc thì cô cũng phải san sẻ, giúp đỡ nhà họ Đường. Mới nãy Đường Hạo còn định nhục mạ Dương Tiêu là phế vật nữa. Nhưng nhớ lại Dương Tiêu đã điên cuồng đến vậy rồi, anh ta sợ thật sự, sợ Dương Tiêu điên lên lại ra tay với mình. Đường Mộc Tuyết biết Đường Hạo rõ ràng là đang bắt nạt mình, lại thêm chuyện Dương Tiêu tông Đường Hạo, cô tất nhiên cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa. Được, tôi biết rồi, đợi lát nữa tôi đến đó ngay. Đường Mộc Tuyết trầm giọng nói. Hừ, Đường Hạo ra vẻ kiêu căng, cười lạnh một tiếng, cứ như thể mình là người thắng cuộc. Nhìn vẻ tiểu nhân đắc ý của Đường Hạo, Dương Tiêu thật sự chẳng để vào mắt. Đường Mộc Tuyết đến quẹt thẻ điểm danh, Dương Tiêu lại đến cửa hàng rượu và thuốc lá để mua gói thuốc. Long Ngũ hơi hăng hái, trêu ghẹo nói, nghe nói khuya hôm nọ chú mày đụng cái thằng con rời kia à. Làm hay lắm chú y mồ ông đây là sớm ngứa mắt với cái thằng cháu đích tôn này rồi, có hứng bắt tay một cái,
cho thằng con rời này một bài học nhớ đời, khắc cốt ghi tâm luôn không? Bài học thế nào đây? Dương Tiêu tò mò hỏi. Long Ngũ cười giễu còn nói, chặt đứt hai tay hai chân nó, không thì róc ra xẻo thịt luôn cũng được. Dương Tiêu cân nín, anh không ngờ tên Long Ngũ này cũng biết tưởng tượng bạo lực đến thế. Nếu Đường Hạo bị hố cho một trận, không biết bà nội Đường sẽ phát điên đến mức nào đây? Anh Long Ngũ thân mến, anh đang nghiêm túc đấy sao? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Long Ngũ nhìn sang Dương Tiêu, chú em thấy anh Long đây giống kiểu đang đùa giỡn với chú em à? Ông đây thật sự ngứa mắt với cái thằng con rời này từ lâu rồi. Lúc này, Đường Mộc Tuyết mới quẹt thẻ điểm danh từ công ty ra. Thấy Đường Mộc Tuyết đi ra, Dương Tiêu cười khổ một tiếng, được rồi anh Long, thằng em phải đi rồi đây. Nhìn chằm chằm theo bóng lưng Dương Tiêu, Long Ngũ hét lên, này người anh em, ông đây nghiêm túc thật đấy, chú em về nhà suy nghĩ cho kỹ vào. Nghe thấy tiếng Long Ngũ, Dương Tiêu cũng không để ý máy. Anh muốn nhắm vào Đường Hạo, thế nhưng cũng không muốn chơi chết anh ta. Dương Tiêu thầm suy tính, người Long Ngũ thích hẳn là hệ Đường Vận của tập đoàn Đường Nhân, chẳng lẽ Đường Vận này cũng có khúc mắc với Đường Hạo hay sao? Nếu không sao cái tay Long Ngũ này lại ngứa mắt với Đường Hạo đến thế? Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều, đạp xe chở Đường Mộc Tuyết đi đến xưởng sản xuất ngoại ô của tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Trụ sở chính của tập đoàn Y Dược Đường Nhân đặt tại trung tâm thành phố, khu xưởng sản xuất lại nằm ở ngoại ô, khoảng cách cũng khá xa. Đến khu xưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng là Hàn Quốc Cường đã điều động nhân viên triển khai quét dọn từ sớm. Trên thực tế, tập đoàn Y Dược Đường Nhân có yêu cầu rất cao với phương diện sản xuất, rất ít khi xảy ra vấn đề về chất lượng, hoàn cảnh của khu xưởng lại càng không thể bàn cãi. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết đến kiểm tra khu xưởng. Quản đốc Hàn Quốc Cường dẫn Đường Mộc Tuyết đi tuần tra một lượt. Xem xét qua một lần, phương diện vệ sinh cực kỳ đầy đủ, Đường Mộc Tuyết cũng không nhiều lời làm gì. 10 giờ rưỡi, 4 chiếc xe của Cục Bảo vệ Môi trường chậm rãi đi đến. Vào thời khắc này, một nhân viên vứt xuống hai con chuột chết cực kỳ bắt mắt theo chỉ thị của Hàn Quốc Cường. Đường Mộc Tuyết đích thân đi đến nghênh đón, vừa mới vào cửa, một nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường chỉ vào nơi âm u hẻo lánh nào đó, khiếp sợ nói, Đội trưởng, đó, sao nơi đây lại có hai con chuột chết? Cái gì? Chuột chết sao? Đường Mộc Tuyết nghe vậy thì biến sắc, trông thấy khuôn mặt trắng nhợt của Đường Mộc Tuyết, khóe miệng của quản đốc Hàn Quốc Cường nổi lên nụ cười lạnh. Đường Mộc Tuyết, lần này cô chết chắc rồi. Đường Hạo ngồi trong văn phòng làm việc ở tập đoàn Đường Nhân ra vẻ cực kỳ đắc ý. Bà nội Đường đã đích thân bày kế cho anh ta, lần này theo Đường Hạo thấy, Đường Mộc Tuyết không chết cũng khó. Nhà họ Đường là một gia tộc ở tầm trung, sở dĩ có thể đứng vững hơn 20 năm không ngã là do sản phẩm y dược có chất lượng được bảo đảm, lúc này mới khiến các đối tác và thị trường hết mực khen ngợi và tin cậy. Dù đám người dòng chính của nhà họ Đường mới trong tối ngoài sáng tranh đấu, không ngừng vớt món hời béo bở từ công ty. Nhưng, đến khi thật sự xuất hiện chuyện có liên hệ trực tiếp đến lợi ích của tập đoàn, bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt trách cứ. Lần này Cục Bảo vệ Môi trường đến đây kiểm tra. Giao công việc kiểm tra vệ sinh cho Đường Mộc Tuyết, rồi lại khiến quá trình giám sát môi trường của Đường Mộc Tuyết có sai sót, tất nhiên tất cả chuyện này đều là trách nhiệm của Đường Mộc Tuyết. Đến lúc đó những người dòng chính của nhà họ Đường tất nhiên sẽ không đối xử tốt với Đường Mộc Tuyết nữa, thêm bà nội Đường tự mình ra mặt, bóp chết Đường Mộc Tuyết cũng chỉ như bóp chết con giun con dế mà thôi. Đường Hạo đã quen biết với đội trưởng đội kiểm tra của Cục Bảo vệ Môi trường từ lâu, sáng sớm nay anh ta đã chào hỏi tên đội trưởng này một lần rồi. Cái gì, chuột chê, cô Đường này, chuyện này cô có nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Nhìn thấy trong góc tối có hai con chuột chết, đội trưởng đội giám sát Trương Khôn đen mặt lại, gã lạnh lẽo nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết nhìn theo ánh mắt mọi người, trông thấy hai con chuột chết, sắc mặt cô vừa hãi hùng, vừa hoảng sợ nói, sao có thể được chứ? Sao ở đây lại có chuột chết được? Mới nãy tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách cả rồi, không thể nào có chuột chết được. Trước khi đến, Đường Mộc Tuyết đã có dự cảm chẳng lành. Bởi thế nên, ban nãy lúc kiểm tra cô rất cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Dương Tiêu nhạy cảm phát hiện trong mắt quản đốc xưởng Hàn Quốc Cường có vẻ bất thường, anh tiến lên hỏi ngay, quản đốc Hàn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quản đốc Hàn Quốc Cường liếc sang phía Dương Tiêu, ngạo nghễ nói, anh hỏi tôi thì tôi biết phải hỏi ai đây? Các người đến đây kiểm tra, chúng tôi chỉ phụ trách phối hợp. Bây giờ có chuột chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi không phải sai. Đây là do các người thất trách một cách nghiêm trọng.
Thật sao? Nhìn vẻ mặt Dương Dương tôi đây không liên quan gì của Hàn Quốc Cường, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi lúc Đường Mộc Tuyết kiểm tra, Dương Tiêu cũng theo sát sau lưng, chính là để phòng ngừa tên tiểu nhân Đường Hạo ra chiêu âm hiểm hại người. Không thể ngờ rằng, chiêu hiển lộ thì dễ tránh, chiêu sau lại khó phòng, bọn họ vẫn đi vào ván cờ do Đường Hạo sắp đặt. Đội trưởng đội kiểm tra Trương Khôn lạnh mặt đến cực độ, gã nghiêm túc nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, cô Đường, nhà họ Đường luôn lấy chất lượng cao và bảo đảm vệ sinh môi trường chất lượng cao dẫn đầu cả thành phố Trung Nguyên. Tôi nhớ lúc trước Tổng Giám đốc Đường, Đường Hạo còn tại chức chưa từng xảy ra vấn đề này, sao đến lượt cô lại có chuột chết cơ chứ? Cô phải hiểu rằng chuyện này khiến tôi cực kỳ khó xử. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trắng nhọt, cô ý thức được rằng mình đã bị Đường Hạo âm thầm chơi một vó. Chỉ tiếc rằng cô không hề có chứng cứ, lại là lần đầu tiên xử lý chuyện thế này, Đường Mộc Tuyết muốn rối loạn hết cả lên. Đội trưởng Trương, anh nói xem bây giờ phải làm sao? Đường Mộc Tuyết lo lắng, bất an hỏi. Trương Khôn lạnh lùng nói, chuyện như thế này, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cô Đường phải hiểu, những sản phẩm y dược này tiếp cận sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nếu dân ăn phải sản phẩm có vấn đề của các cô thì ai chịu trách nhiệm? Nói thật cho cô Đường đây biết. Chuyện như thế này chúng tôi còn phải mời cô về Cục Bảo vệ Môi trường thẩm vấn một phen. Xưởng sản xuất y dược chắc chắn phải phong tỏa để tiến hành điều tra xem sản phẩm y dược của các cô có hợp quy cách hay không. Nếu không có vấn đề gì quá lớn thì sẽ phạt tiền các cô để cảnh cáo. Nếu nghiêm trọng thì tập đoàn y dược Đường nhân của các cô không chỉ phải đi đời, mà tất cả người thuộc tập đoàn các cô đều sẽ bị bắt lại, thậm chí đứng trước nguy cơ ngồi tù. Nói hết một hơi, trên mặt Trương Khôn toàn là ý lạnh. Như thể đang trách người gây ra việc lớn đến độ này. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết nóng lòng như ngồi trên đồng lửa. Cô biết vấn đề an toàn vệ sinh mà không hợp quy cách thì sẽ rất nghiêm trọng. Cô vội vàng nói, đội trưởng Trương, tập đoàn Đường nhân chúng tôi sản xuất y dược nhiều năm như vậy rồi, không thể nào xảy ra những sai lầm như thế này được. Chắc chắn là có người hãm hại tập đoàn Đường nhân chúng tôi. Trương Khôn ra vẻ miễn thương lượng, nói năng đầy vẻ chính nghĩa. Cô Đường đây không cần phải giải thích gì thêm nữa, chúng tôi đều làm việc theo luật cả. Nếu cô đã là người phụ trách kiểm tra thì phải mời cô Đường đây theo chúng tôi một chuyến vậy. Trương Khôn vừa nói xong, hai đội viên đã đi ra ngay, trông vẻ muốn đưa Đường Mộc Tuyết đi. Chờ một chút, ngay khi Đường Mộc Tuyết sắp bị bắt, Dương Tiêu đứng bật dậy. Trương Khôn dò xét Dương Tiêu, anh là ai? Anh muốn cản trở người thi hành công vụ hay sao? Anh có biết hậu quả của việc cản trở người thi hành công vụ hay không? Dương Tiêu cười xòa một tiếng, đội trưởng Trương Khôn đúng không? Chào anh, tôi là chồng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu. Ồ, ra anh chính là thằng con rể siêu cấp phế vật nổi tiếng cả cái thành phố Trung Nguyên này à? Trương Khôn cười nhạo một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Dương Tiêu không tranh luận với Trương Khôn, anh chỉ vào hai con chuột chết, diễu còn nói, đội trưởng Trương, tình hình hệ thì anh cũng đã biết rồi đấy, nhà họ Đường luôn giữ mình trong sạch. Luôn luôn chú trọng quy cách an toàn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Tình hình thế này vốn không thể xảy ra được, vừa rồi tôi và Mộc Tuyết cũng đi thị sát, không hề phát hiện chút vấn đề nào. Bây giờ, anh vừa đến thì xuất hiện hai con chuột chết, mà hai con chuột chết lại nằm ở chỗ rõ ràng như vậy. Đội trưởng Trương nhìn qua là thấy ngay rồi đấy, tôi nghĩ là mình cũng không cần phải nói quá nhiều nữa nhỉ, đội trưởng Trương cũng hiểu ý của tôi đúng không nào? Trương Khôn nghe vậy thì biến sắc, nói ngay, thằng oát. Ý cậu là tôi đây phái người làm chuyện này. Tôi cố ý đổ xấu cho tập đoàn Đường nhân các cậu. Dương Tiêu lắc đầu, nói nhỏ, đội trưởng Trương hiểu lầm rồi, ý tôi là có người cố tình gây ra chuyện này. Trước đây đều do Đường Hạo phụ trách tiếp xúc với các anh, Mộc Tuyết mới phụ trách việc này lần đầu tiên nên chúng tôi không hiểu rõ tình hình cơ bản ở đây được. Nếu như anh có muốn bắt thì cũng phải bắt người phụ trách nơi này là Đường Hạo mới đúng. Không sai, tôi vừa nhận nhiệm vụ đã hớt hải đến đây ngay. Đội trưởng Trương, anh xem. Đường Mộc Tuyết cũng vội vàng giải thích nói. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, cô biết chắc chắn là mình đã bị người ta hãm hại. Tài quản đốc Hàn Quốc Cường căm tức nhìn Dương Tiêu rồi cười lạnh nói, cái tên phế vật như anh có ý gì đây? Cứ thế là đầy cho tôi ấy hả? Tuy tôi phụ trách chỗ này nhưng cũng không có trách nhiệm cõng nổi cho các người nhé. Vừa nãy chúng ta đã bàn giao hết rồi, chuyện còn lại tôi không biết gì hết. Trương Khôn nghiêm túc nói, cô Đường này, tranh chấp ở nhà họ Đường các cô tôi không quan tâm. Hôm nay cô là người chịu trách nhiệm, vậy phải phiền cô đi cùng tôi một chuyến. Cô Đường, mời đi.
hai tên nhân viên của đội nói không chút tình cảm. Đợi một chút, Dương Tiêu lại hô lên lần nữa. Dương Tiêu, anh có cách gì hay không vậy? Đường Mộc Tuyết khủng hoảng nói. Cô hiểu rất rõ, một khi mình đã đi theo những người này thì sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Trương Khôn không nhịn nổi, nhìn về phía Dương Tiêu quát, tên phế vật, tôi cho cậu biết, cậu đang cản trở công vụ đấy. Nếu như cậu còn tiếp tục cản trở người thi hành công vụ nữa thì tôi sẽ bắt cậu ngay tại chỗ. Dương Tiêu biết cái tên Trương gì đó Khôn này thu không ít hời từ Đường Hạo, nếu không cũng sẽ không vội vàng bắt Đường Mộc Tuyết như thế này. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, tôi biết cục trưởng của các anh, có thể sắp xếp chút được không? Dương Tiêu trịnh trọng nói. Nghe nói vậy, Trương Khôn cười, nụ cười cực kỳ chới mắt, nhìn Dương Tiêu, ánh mắt không che giấu vẻ trào phúng chút nào. Trương Khôn kiêu ngạo, khinh miệt nói, quen biết cục trưởng của chúng tôi sao? Bằng vào tên phế vật như cậu à? Cái loại người như cậu đây đến cả tư cách sách giày cho cục trưởng chúng tôi còn chẳng có. Trương Khôn cười lạnh, đám thuộc hạ của Trương Khôn cũng cười lạnh theo. Họ cũng không tin Dương Tiêu quen với cục trưởng của họ. Trong mắt họ, Dương Tiêu chẳng khác gì tôm tép nhãi nhép, để mặc cho họ tùy ý làm nhục. Dương Tiêu trịnh trọng nói, tôi không đùa với các anh, tôi đang nghiêm túc đấy. Trương Khôn lại cười giễu cợt, phế vật, cậu làm như tôi có thời gian để mà đùa với cậu đấy hả? Tôi cảnh cáo cậu, cậu đã cản trở người thi hành công vụ nghiêm trọng. Không phục sao, đi, tôi cho cậu một cơ hội, không phải cậu có quen với cục trưởng của chúng tôi hay sao? Vậy bây giờ cậu gọi điện cho cục trưởng của chúng tôi đi. Nếu cục trưởng của chúng tôi hôm nay không lộ diện, vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã chọc phải chuyện lớn rồi đấy. Trương Khôn có quan hệ không tệ với Đường Hạo, gã thu hoạch được không ít chỗ tốt từ Đường Hạo. Trương Khôn biết Đường Hạo không vừa mắt Dương Tiêu từ lâu. Vừa hay nhân cơ hội này thu thập luôn đôi vợ chồng nhà này, xem như thuận nước đầy thuyền giúp Đường Hạo một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trắng bệch, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại bảo mình có quen biết với cục trưởng cục bảo vệ môi trường. Trương Khôn nói không sai, nếu Dương Tiêu dám nói láo thì hậu quả khó mà lường được. Dương Tiêu ném một ánh mắt em cứ yên tâm cho Đường Mộc Tuyết, nhưng lúc này Đường Mộc Tuyết vốn không thể bình tĩnh nổi. Công tác kiểm tra quy cách vệ sinh an toàn có vấn đề. Ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào với nhà họ Đường tạm thời không bàn đến, nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cô. Đường Mộc Tuyết biết, chuyện này chắc chắn là do Đường Hạo âm thầm tính toán hại cô. Nếu như cô không thể giải quyết tốt đẹp chuyện này, bà nội Đường chắc chắn sẽ tước đoạt quyền lợi của cô vì Đường Hạo. Vừa mới ngồi lên cái ghế tổng giám đốc, Đường Mộc Tuyết không cam tâm cứ vậy mà bị xa lánh. Dương Tiêu đi sang một góc, móc một tấm danh thiếp ra. Tấm danh thiếp này chính tay cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ đưa cho anh. Dựa theo số điện thoại trên danh thiếp, Dương Tiêu gọi ngay một cú điện thoại. Tức đến dựng hết lông tóc, Đường Mộc Tuyết điên tiết gọi điện cho Đường Hạo. Đường Hạo thầm cười lạnh không thôi, anh ta giả vờ khiếp sợ, cái gì cơ? Bị cục bảo vệ môi trường tra được hai con chuột chết sao? Đường Mộc Tuyết, cô ăn phân để lớn hả? Sao cho cô chuyện nhỏ như thế cô cũng làm không xong? Cô nói xem cô còn làm ăn được gì. Chờ đấy, tôi đến ngay đây. Bị Đường Hạo cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết tức muốn dậm chân. Rõ ràng là Đường Hạo tự ý ra tay, Đường Hạo lại còn thừa cơ hội này nhục mạ cô kinh khủng như vậy, thật là đáng giận. Đường Mộc Tuyết vẫn luôn không tranh quyền tranh thế, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tầm quan trọng của quyền lợi. Cô khát vọng được trở nên quyền lực hơn, mạnh đến mức người xấu nghe thấy tên cô cũng phải sợ mắt mật. Lưu Vĩ còn chưa đến, nhưng đám người nhà họ Đường đã đến trước rồi. Đường Hạo xuống xe, chưa gì đã khiển trách Đường Mộc Tuyết ầm ầm. Đường Mộc Tuyết, cô làm ăn kiểu gì đấy hả? Cô có biết quy cách an toàn vệ sinh mà không đảm bảo sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến công ty hay không? Có phải cô ở với Dương Tiêu rác rưởi lâu quá nên cũng phế như nó rồi hả? Đường Mộc Tuyết, cô xem cô gây ra chuyện lớn gì rồi đây? Cô muốn kéo theo cả nhà họ Đường chết chung hay sao? Cô muốn kéo công ty sụp đổ luôn hay sao hả? Đường Mộc Tuyết, tôi vốn tưởng cô nhận chức tổng giám đốc sẽ khiến công ty ngày càng phát triển tốt hơn, không ngờ đến vấn đề môi trường mà các cô cũng không giải quyết được, thật sự khiến người khác quá thất vọng. Gần như tất cả người của dòng chính nhà họ Đường đều tới, công tác an toàn vệ sinh không hợp quy cách sẽ ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến công ty. Nếu công ty bị niêm phong thì họ chỉ còn nước uống gió Tây Bắc, đám người này không gấp sao được. Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm Đường Hạo, lạnh lùng nói, Đường Hạo, anh cũng bớt diễn trò ở đây đi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh còn không biết ư.
Cái gì, Đường Mộc Tuyết, chính cô làm sai chuyện còn ở đó mà trách tôi sao? Đổ trách nhiệm lên đầu tôi luôn rồi. Nếu tôi hại cô thì cô còn gọi điện thoại cho cô để làm gì? Đường Hạo ra vẻ phẫn nộ. Đúng đấy Đường Mộc Tuyết, cô đã làm sai rồi mà còn ở đó nói xấu Đường Hạo à? Đám người dòng chính của nhà họ Đường khịt mũi xem thường Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo hung dữ chừng Đường Mộc Tuyết một cái rồi lại nịnh hót xun xoe chạy đến trước mặt Trương Khôn, đội trưởng Trương, thật ngại quá, lại mang đến phiền phức cho anh rồi. Chúng ta đều là bạn cũ cả đây, anh xem chuyện này có thể rộng rãi thương lượng một chút được không? Đường Mộc Tuyết mới phụ trách công tác kiểm tra quy cách an toàn vệ sinh lần đầu, cô ta cũng không hiểu biết lắm. Trương Khôn nghiêm túc nói, anh Đường này, việc nào ra việc nấy, chúng tôi làm theo pháp luật, công bằng. Mong anh đừng chơi chiêu bài tình cảm với chúng tôi. Nhà họ Đường các người sản xuất y dược, nếu như công tác vệ sinh môi trường còn không hợp quy cách thì thuốc của các người còn hợp quy cách nỗi sao? Bây giờ tôi rất hoài nghi chất lượng sản phẩm thuốc của tập đoàn y dược Đường Nhân các người. Còn nữa, hôm nay Đường Mộc Tuyết là người phụ trách kiểm tra, nếu xuất hiện vấn đề thì cô ta phải chịu trách nhiệm. Còn chồng cô ta là Dương Tiêu hôm nay cản trở người thi hành công vụ, cũng phải theo chúng tôi phối hợp điều tra. Nghe vậy, trong lòng Đường Hạo mừng đến nở hoa, càng thầm muốn giơ ngón cái cho Trương Khôn. Không hổ là đội trưởng Trương, quả nhiên rất nể mặt Đường Hạo tôi đây mà. Anh không chỉ xử lý Đường Mộc Tuyết gọn gàng mà còn giải quyết luôn tên phế vật Dương Tiêu này, rất hợp lòng tôi. Trương Khôn làm nghề này phải biết diễn kịch, đã dự định giúp Đường Hạo rồi thì gã phải diễn cho tới. Đường Hạo tức giận nhìn Đường Mộc Tuyết, bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, chính cô làm sai chuyện, tôi cũng không giúp được cô. Ngay sau đó, bà nội Đường cũng ngồi xe đến ngay hiện trường. Nghe vậy, bà nội Đường giận tím mặt nói, cái gì cơ? Bảo vệ môi trường không hợp quy cách, Đường Mộc Tuyết cháu làm việc kiểu gì vậy hả? Cháu muốn biển vàng chất lượng của nhà họ Đường ta bị hủy trong tay cháu đúng không? Bà nội, cháu, Đường Mộc Tuyết cực kỳ lo lắng. Cô bị Đường Hạo chơi khăm, có miệng cũng khó đáp, vốn không biết phải trả lời bà nội Đường như thế nào cả. Bà nội Đường căm hận nói, Đường Mộc Tuyết, bà già này cứ tưởng cô có tài thật, cho cô vị trí tổng giám đốc để cô trổ hết thực lực, khát vọng ra. Bây giờ cô nói cho bà này hay, cô làm cái gì vậy hả? Bị bà nội Đường răn dậy, Đường Mộc Tuyết cực kỳ uất ức. Rõ ràng là có người cố ý vu oan hãm hại cô. Bà nội Đường ra vẻ tức đến muốn xỉu, bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trương Khôn, đội trưởng Trương, thành thật xin lỗi đã để xảy ra sai sót như vậy. Nhà họ Đường chúng tôi luôn công chính nghiêm minh, nếu Đường Mộc Tuyết phạm sai lầm thì cứ chiếu theo lệ để nó phối hợp điều tra. Hy vọng đội trưởng Trương cũng nể cái mặt già của bà già này, rộng lượng một chút. Cái gì? Bà nội Đường vừa nói xong, đám người dòng chính của nhà họ Đường thi nhau đổi sắc mặt. Họ đều không ngờ bà nội Đường lại máu lạnh vô tình đến thế, muốn Trương Khôn bắt Đường Mộc Tuyết đi. Ỷ Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc, cô không thể tin vào tai của mình. Mình luôn yêu thương kính trọng bà nội, để giờ đây bà nội lại muốn người ta bắt cô đi. Cô như gặp phải sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt tinh xảo như ngọc tái nhọt. Trong lòng Đường Mộc Tuyết, cô luôn cho rằng Đường Hạo là cháu trai ruột của bà cụ nên bà cụ che chở Đường Hạo là bình thường nhưng cũng sẽ không ra tay quá độc ác với cô. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, bà nội Đường làm việc không hề nể mặt mũi chút nào, không cho cô bất cứ đường sống nào hết. Thất vọng. Một nỗi thất vọng nồng đậm phát ra từ trong lòng Đường Mộc Tuyết. Cô cười khổ một tiếng, thì ra sự yêu thương kính trọng của mình trong mắt bà nội chẳng là cái thá gì cả. Trương Khôn cười lạnh nói, bà Đường này, bắt người thì phải bắt chắc rồi, nhưng bà xem tên con rể phế vật của nhà họ Đường bà lấy lý do quen biết với cục trưởng chúng tôi để cản trở người thi hành công vụ. Nếu như cục trưởng chúng tôi không tự mình xuất hiện thì tên này sẽ phải chịu phạt nghiêm trọng hơn đấy. Nghe vậy. Đám người ở hiện trường đều giật nảy cả mình, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu cũng bắt đầu thay đổi. Bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại tuyên bố mình quen biết cục, trưởng cục bảo vệ môi trường. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chỉ là một thằng ăn bám không khác gì trai bao, nếu như nó biết cục trưởng thật thì đúng là gặp quỷ. Bà nội Đường cũng nghĩ thế, bà ta cười lạnh một tiếng, đội trưởng Trương, thằng oát vô dụng này rất biết cách khiến cho nhà họ Đường chúng tôi phải xấu hổ thay nó, sao nó có thể biết được cục trưởng lưu chứ? Bà già nãy cũng không bao che biện hộ gì cho hai vợ chồng chúng nó nữa, mong đội trưởng Trương cứ theo pháp luật mà xử cho công bằng đi. Trương Khôn cười giễu cợt, nếu bà Đường đã nói đến vậy rồi thì tôi cũng không khách khí nữa, bắt người. Nói rồi,
Trương Khôn phất tay, một đám người sắc mặt khó coi đi về phía hai vợ chồng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Láo xược, Trương Khôn, ngay cả ngài Dương đây mà cậu cũng dám động vào, các người thật sự quá to gan rồi đấy. Ngay khi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chuẩn bị bắt đi, một tiếng quát mạnh mẽ như sấm vang lên. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ nổi giận đùng đùng đi đầu một đoàn người đến. Vừa nãy nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ gọi ngay một nhóm người, không ngừng nghỉ đi đến khu xưởng của tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Hai ngày trước, khi Dương Tiêu đi đánh gôn, đấu với Hoa Mộ Cam của nhà họ Hoa, một trong 10 nhà giàu quyền thế nhất Trung Nguyên, Lưu Vĩ bắt đầu ý thức được rằng Dương Tiêu chắc chắn không phải chỉ là một phế vật như lời đồn. Hoa Mộ Cam thân là một trong những thương nhân có EQ cao nhất thế giới, cô ấy chắc chắn sẽ không hạ mình đi đấu gôn với một tên phế vật. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy đoán của cá nhân ông ấy mà thôi. Nhưng điều khiến Lưu Vĩ kích động là kỹ thuật đánh bóng của Dương Tiêu cực kỳ xuất thần nhập hóa, cho dù có là quán quân quốc tế, nếu so với Dương Tiêu thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Điều này khiến Lưu Vĩ càng thêm tin vào suy đoán của mình, Dương Tiêu chắc chắn không phải là một tên phế vật, mà là một con cự long ẩn nấp chỗ nước cạn. Về đến nhà, Lưu Vĩ tra thử một lượt tư liệu của Dương Tiêu. Xem hết tư liệu của Dương Tiêu, Lưu Vĩ ngây người, trợn mắt, há hốc mồm. Chịu nhục 5 năm, không ra tay thì thôi chứ khi đã ra tay thì một tiếng hót cũng xé toang bầu trời. Dương Tiêu chịu nhục 5 năm. 5 năm sau, vừa ra tay đã cứu mạng ông cụ nhà họ Cung, nhà giàu nhất thành phố Trung Nguyên ngay, trở mình hóa thành ân nhân của nhà họ Cung. Sau đó lại kết bạn với Kim Đại Trung, khiến gia chủ của nhà họ Tống là Tống Công Minh phải đích thân xin lỗi. Trong sân gôn lại dễ dàng đánh bại được Hoa Mộ Cam. Tất cả dấu hiệu này đều cho thấy, người tên Dương Tiêu này chắc chắn không chỉ đơn giản là một tên phế vật như trong miệng mọi người nói. Tiếp tục điều tra sâu hơn, Lưu Vĩ lại càng khiếp sợ. Cái tên Tiểu Vương Tử thổi sáo cực hot trên mạng xã hội không tiếc bỏ khoản tiền 30 triệu để chiêu đãi Đường Mộc Tuyết tại khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo một bữa tiệc chưa lãng mạn, còn tuyên bố với phía truyền thông là tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn. Đường Mộc Tuyết vinh dự là mỹ nhân đệ nhất Trung Nguyên, nhưng cô lại cực kỳ tự gò bó bản thân, chuyện này là điều ai ai cũng biết. Dẫu sao, nếu Đường Mộc Tuyết không tự hạn chế mình thì chỉ sợ cô đã nhào đến giường của các cậu ấm nhà giàu có, quyền quý, biến thành đồ chơi. Cho đến nay, truyền thông vẫn chưa moi được Đường Mộc Tuyết không sạch sẽ chỗ nào. Lưu Vĩ không thể tin nổi, loại phụ nữ luôn giữ mình trong sạch như Đường Mộc Tuyết lại quang minh chính đại đi hẹn hò với Tiểu Vương Tử thổi sáo. Vì muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình, Lưu Vĩ cố tình tra ngày kết hôn của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, ông ta phải giật mình khi thấy, ngày mà Tiểu Vương Tử thổi sáo mở tiệc chiêu đãi Đường Mộc Tuyết chính là ngày kỷ niệm tròn 5 năm kết hôn của Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Chuyện đến nước này, nếu không phải là heo thì ai cũng đoán được Dương Tiêu chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo hot hit trên mạng xã hội đó. Sau đó, Lưu Vĩ lại tra được, Tiểu Vương Tử thổi sáo có quan hệ khá thân thiết với thiếu gia của nhà họ Lý quyền quý bậc nhất ở Đông Hải, Lý Minh Hiên. Người mua khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Trung Nguyên nằm ven hồ Nhạn Minh chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo, chứ không phải là Lý Minh Hiên như lời đồn trên mạng. Chuyện này càng khiến Lưu Vĩ chấn động hơn. Phải biết cái đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh đó có giá niêm yết là 100 triệu lận đấy. 100 triệu, đây là khái niệm gì cơ chứ? Đầu tiên, Dương Tiêu không tiếc bỏ ra món tiền khổng lồ 30 triệu để bao trọn khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, sau đó lại không tiếc bỏ ra món tiền khổng lồ hơn là 100 triệu để mua hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu thật sự là phế vật sao? Đáp án chắc chắn là không rồi. Lưu Vĩ lăn lộn nhiều năm trong quan trường như vậy, khứu giác của ông ấy cực kỳ nhạy bén. Ông ấy tin rằng Dương Tiêu chắc chắn không phải người bình thường. Nhẫn nhịn chịu đựng 5 năm, nếu đã cắt tiếng hót thì phải xé toạc cả bầu trời. Chuyện này không khỏi khiến Lưu Vĩ suy đoán thân phận của Dương Tiêu có khi nào là con riêng của một gia tộc quyền quý nào đó ở Đế Đô, hay một tay con cháu nhà giàu nào đó không hợp tính gia đình nên bỏ nhà đi chơi. Ông ấy lăn lộn trong cái nghề này, thân ở chức vị cao, ánh mắt lại càng sắc bén hơn người thường nhiều. Lưu Vĩ nhận định chắc rằng Dương Tiêu không phải người thường. Ông ấy nhất định phải móc nói quan hệ với Dương Tiêu. Lỡ như ngày nào đó Dương Tiêu có giúp mình một tay, nói không chừng khi còn sống mình còn có không gian tiến chức, con đường sự nghiệp rộng mở. Cục trưởng, trông thấy Lưu Vĩ nổi giận đùng đùng đi đến, Trương Khôn sợ đến choáng váng. Ôi mẹ nó chứ, đám thuộc hạ của Trương Khôn cũng sợ đến choáng váng nốt. Bọn họ đều không ngờ Dương Tiêu thật sự gọi được cục trưởng của họ đến rồi. Nhất là Trương Khôn.
cứ nhớ lại thái độ khít mũi xem thường Dương Tiêu ban nãy của bản thân, gã hận không thể tìm một khối đậu hũ để đập đầu chết tươi. Nếu Dương Tiêu quen biết Lưu Vĩ, quan hệ bình thường thì cũng lắm là Lưu Vĩ gọi một cuộc điện thoại đến đây thôi. Bây giờ, Lưu Vĩ không chỉ đích thân đến mà còn có vẻ tức giận bừng bừng, điều này thể hiện rõ rằng quan hệ giữa Lưu Vĩ và Dương Tiêu không hề tầm thường chút nào. Lưu Vĩ không nhìn về phía bọn Trương Khôn mà ông ấy vội vàng đi đến chỗ Dương Tiêu, lo lắng, ân cần hỏi han, ngài Dương à, cậu có sợ hãi gì không? Thành thật xin lỗi cậu, tôi không ngờ đám chúng nó lại dám vô lễ với cậu như vậy. Lời nói của Lưu Vĩ không khác gì một tia sét mang theo tiếng sấm ầm ầm vang vọng bốn phía, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều phải khiếp sợ. Lưu Vĩ là ai? Đây là một nhân vật lớn quyền cao chức trọng. Nhân vật lớn thế này mà còn tất cung tất kính với Dương Tiêu, há miệng khép miệng còn toàn gọi là ngài đấy. Chuyện này sao có thể được chứ? Nhát là đội trưởng Trương Khôn, anh ta như bị sét đánh ập xuống, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là khuỵu gối quỳ luôn xuống đất. Má ơi, cục trưởng nhà mình lại dùng từ cung kính đến thế, chuyện này có lầm không vậy? Gã khó tin vuốt vuốt cặp mắt của mình, sau khi xác nhận đây là sự thật thì Trương Khôn hối hận muốn xanh cả ruột. Nếu biết Dương Tiêu có lai lịch khủng đến như vậy thì có cho gã 100 lá gan gã cũng chẳng dám ăn dây với Đường Hạo, nói xấu hai vợ chồng Dương Tiêu đâu. Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Đường đều thay đổi hoàn toàn, họ không ngờ Dương Tiêu lại quen biết với nhân vật lớn như Lưu Vĩ như thế này. Nhất là hai người Đường Hạo và bà nội Đường, ngắn hết cả mặt ra. Trong mắt họ, Dương Tiêu chỉ là một thằng rác rưởi bỏ đi, Dương Tiêu mà quen được Lưu Vĩ mới là lạ. Nhưng họ không thể ngờ được rằng, Dương Tiêu không chỉ quen Lưu Vĩ mà Lưu Vĩ còn khách khí với Dương Tiêu đến như vậy. Đường Mộc Tuyết run hết cả người, đôi môi anh đào gợi cảm cũng há hốc thành hình chữ O. Vừa nãy cô tưởng rằng Dương Tiêu chỉ tiện miệng nói một câu thế thôi, không ngờ được Dương Tiêu lại thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như Lưu Vĩ đến. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, cục trưởng Lưu khách khí quá rồi, phiền anh đích thân đi một chuyến xa đến đây cũng thật ngại quá. Tôi vốn định bảo anh gọi điện cho đội trưởng Trương nhà mình là được rồi. Nhưng đội trưởng Trương của các anh lại không đồng ý, nói tôi nhất định phải mời ông đích thân đến đây trình diện. Phụt! Nghe vậy, Trương Khôn suýt nữa phun nguyên một búng máu ra, gã thật sự không ngờ Dương Tiêu lại bỏ đá xuống giếng với mình như vậy. Vừa rồi gã không tin chuyện quái quỷ này nên mới nói như vậy. Không ngờ Dương Tiêu lại cho là thật, gọi cục trưởng của bọn họ đến đây, chuyện này đúng là hiểu lầm lớn mà. Trương Khôn ơi Trương Khôn, còn bắt phải đích thân tôi đến đây trình diện. Miệng lưỡi của cậu đúng là không vừa chút nào nhỉ. Bây giờ tôi đã đích thân đến đây rồi đây, có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích hay không? Lưu Vĩ sắp tức đến bể phổi luôn rồi. Thằng ngu Trương Khôn này đắc tội với Dương Tiêu thì thôi không bàn đến đi, còn không đặt mình trong mắt, đúng là đáng chết mà. Cảm nhận được cơn tức giận từ Lưu Vĩ phát ra, cả người Trương Khôn đều giật nảy cả lên, vội vội vàng vàng giải thích, cục trưởng, chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao tôi dám bảo ngài đích thân trình diện cơ chứ? Lưu Vĩ nhìn Trương Khôn, lạnh lùng nói, đội trưởng Trương này, tốt nhất là bây giờ cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý rốt cuộc chuyện này là thế nào, đừng có hòng nói láo với tôi, cậu biết tôi luôn xử lý người dám nói láo với mình như thế nào rồi đấy. Trương Khôn thật sự sợ đến váng cả đầu, Lưu Vĩ là một người cực kỳ chính trực, làm việc luôn đặt công chính liêm minh lên đầu, ai dám nói láo với ông thì đều phải gánh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta chỉ là một đội trưởng nho nhỏ không được ai chống lưng, nào dám dối gạt Lưu Vĩ. Bị Lưu Vĩ dọa sợ đến như vậy, Trương Khôn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói hết toàn bộ sự thật. Cục trưởng, thành thật xin lỗi ông, là tôi hám lợi đến mù mắt, nghe lời sai khiến của Đường Hạo. Tất cả chuyện này đều do Đường Hạo bảo tôi làm, tôi biết sai rồi, xin cục trưởng trách phạt. Cái gì? Đường Hạo sai khiến? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở hiện trường đều giật nảy mình. Đờ hết cả người ra. Nhất là Đường Hạo, cứ như bị 1 triệu điểm bạo kích, cả người ngây ngắn cả ra trong nháy mắt. Mình bị bán rồi. Mình lại bị Trương Khôn bán đi một cách vô tình như vậy. Giờ phút này, Đường Hạo khó chịu như ăn phải con ruồi chết. Anh ta không thể ngờ được tên Trương Khôn này còn không dám thở mạnh trước mặt Lưu Vĩ chút nào, vừa mở mồm đã nói hết tất cả mọi chuyện ra. Tất cả mọi chuyện đều do cậu sai khiến Trương Khôn làm à? Lưu Vĩ lạnh lùng nhìn sang Đường Hạo. Cảm nhận được sự uy nghiêm đến từ người có cấp bậc phía trên mình, Đường Hạo chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chân sộc đến tận trên đầu. Anh ta cực kỳ rõ ràng,
Lưu Vĩ quyền cao chức trọng, tất nhiên là có giao hảo với những lãnh đạo các ban ngành khác. Nếu bây giờ Lưu Vĩ muốn truy cứu trách nhiệm của mình, chỉ sợ lần này anh ta không có cách nào may mắn thoát khỏi được. Cục trưởng Lưu, tôi, làm việc trái với lương tâm, khi bị moi ra toàn bộ sự thật thì Đường Hạo bắt đầu sợ hãi. Bà nội Đường sao có thể trơ mắt nhìn thằng cháu trai ruột của mình bị Lưu Vĩ nhắm đến, bà ta mạnh dạn nở ra một nụ cười, tiến lên nói, cục trưởng Lưu à, trong này có hiểu lầm gì hay không? Hạo nó vẫn còn nhỏ, làm việc luôn quang minh lỗi lạc, sao nó có thể làm ra chuyện bỉ ổi đến vậy được cơ chứ? Bà có tư cách gì mà nói chuyện, tôi có cho bà mở miệng ra chưa? Lưu Vĩ không nể mặt bà nội Đường chút nào, nỗi giận nói. Ý thức được Lưu Vĩ giận thật rồi, bà nội Đường bị dọa sợ đến run như cầy sấy, vội vàng ngậm miệng lại. Trước mặt Lưu Vĩ, bà ta căn bản không thể cậy già lên mặt được. Người ta có quyền cao chức trọng, là người có thể nắm được nhà họ Đường trong tay. Nếu làm Lưu Vĩ bực thật thì việc cố ý kiếm chuyện ở khu xưởng sản xuất này sẽ khiến nhà họ Đường bọn họ cách ngày phá sản không xa. Lưu Vĩ bừng bừng lửa giận, tức điên nhìn Đường Hạo, tốt nhất là cậu ăn ngay nói thẳng cho tôi, nếu để tôi biết được cậu đang nói láo thì tôi sẽ truy cứu tất cả trách nhiệm liên quan đến cậu. Cậu phải biết hối lộ nhân viên công vụ sẽ phải nhận quả đắng như thế nào. Nghe vậy, Đường Hạo run rẩy hết cả người. Anh ta không dám tưởng tượng, nếu bị Lưu Vĩ truy cứu đến cùng thì mình sẽ phải chịu kết cục đáng sợ như thế nào. Run rẩy một hồi, sắc mặt Đường Hạo như cho tàn, run giọng nói, cục trưởng Lưu ơi, tôi biết sai rồi, là do tôi hồ đồ cả. Ngài có đại nhân đại lượng thì đừng nên so đo với loạn tiểu nhân như tôi. Giờ phút này, mặt Đường Hạo đầy vẻ hối hận. Anh ta cứ tưởng nghe lời đề nghị của bà nội Đường sẽ có thể chơi chết Đường Mộc Tuyết, nhưng không thể ngờ rằng, tên phế vật vứt đi Dương Tiêu lại có thể quen biết được cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ. Không ngờ thằng oát khốn Đường Hạo lại hãm hại Đường Mộc Tuyết thế này, tôi nói cho nghe, sáng sớm Đường Mộc Tuyết đã phải lặn lội đến đây rồi. Đúng vậy đấy. Sự việc mà khác thường thì chắc chắn có quỷ. Đường Hạo quá ghê tởm, tôi biết ngay là Đường Mộc Tuyết trong sạch mà. Đám người dòng chính nhà họ Đường đầy vẻ bi phẫn, ánh mắt nhìn Đường Hạo toàn vẻ khinh bỉ. Lưu Vĩ lạnh lùng nhìn về phía bà nội Đường, đây chính là quang minh lỗi lạc mà bà nói đây à hai. Bà nội Đường bị dọa đến sợ trắng mặt, hoàn toàn không dám nói lời nào. Bình thường bà ta toàn cậy già lên mặt với nội bộ nhà họ Đường, nhưng ra cửa đụng phải nhân vật lớn như thế này, bà ta sợ đến mức quả dám còn không dám thả. Lưu Vĩ nhẹ nhàng nói, bây giờ chân tướng mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi tuyên bố cách chức Trương Khôn để tiến hành điều tra, mấy tên nhân viên không có mắt như các cậu đều phải biết kiểm điểm tường trình cho tôi, không được ít hơn 10.000 chữ. Vâng vâng vâng, đám thuộc hạ của Trương Khôn vội vội vàng vàng gật đầu, mặt mũi đắng chát. Mẹ nó, hố cha nó chứ. 10.000 chữ tường trình. Viết văn 800 chữ hồi cấp 3 đã hành bọn họ ngụp lặn lên xuống sống dở chết dở rồi, chứ đừng nói là tường trình 10.000 chữ. Bọn họ đều bị liên lụy vì Trương Khôn. Bây giờ tên nào tên nay đều đang hỏi thăm lần lượt trên dưới 18 đời tổ tông nhà gã một lần. Hai mắt Trương Khôn vô thần, ngay khi Lưu Vĩ vừa dứt lời thì hai chân đã mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Xong, đời này của mình nói xong là xong thế rồi. Trông thấy Trương Khôn đỏ đẫn ngồi trên mặt đất, Đường Hạo cũng sợ đến run run rẩy rẩy, sợ Lưu Vĩ cũng xử anh ta luôn một thể. Lưu Vĩ liếc sang người nhà họ Đường rồi lại nhìn về phía Dương Tiêu, hỏi. Ngài Dương này, phía chúng tôi sẽ xử lý thật tốt, còn cậu xem bên nhà họ Đường phải xử lý thế nào. Lưu Vĩ rất biết làm người, giao quyết định xử lý nhà họ Đường như thế nào cho Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu muốn xử đám người nhà họ Đường này, ông ta sẽ bắt tất cả những người nhà họ Đường này lại với tội danh hồi lộ người thi hành công vụ. Đám người nhà họ Đường đều gấp hết cả lên, bọn họ nhìn ra được rằng, có vẻ Lưu Vĩ cũng không có ý định tha cho bọn họ. Bà nội Đường nghiêm nghị nhìn về phía Dương Tiêu, Dương Tiêu, mày đang chuẩn bị dồn nhà họ Đường vào chỗ chết có phải không? Mày ăn uống, ngủ nghỉ ở nhà họ Đường 5 năm nay, nhà họ Đường xấu hổ vì mày mất 5 năm, bây giờ là cơ hội để mày báo đáp nhà họ Đường đấy. Đúng đấy phế vật, mày không nghe bà nội nói gì sao? Đường Hạo cũng gấp hết cả lên. Nhìn thấy bộ mặt xấu xa của bà nội Đường và Đường Hạo, trong lòng Dương Tiêu cũng xem thường đủ kiểu. Anh đoán rằng... chuyện này chắc chắn là ý của bà nội Đường và thằng ngu Đường Hạo. Nếu mình không trùng hợp quen biết Lưu Vĩ thì chỉ sợ rằng chuyện này sẽ không được vẹn toàn như bây giờ đâu. Hơn nữa bà cháu hai người này mới vừa nói xấu Đường Mộc Tuyết xong,
sau khi mọi việc bại lộ lại còn dám lớn tiếng với mình, đúng là quá hoang đường. Dương Tiêu cười nhạo một tiếng, bà nội à, vừa nãy bà còn tuyên bố bảo người ta cứ bắt Mộc Tuyết đi, bây giờ bà bảo cháu phải đền đáp nhà họ Đường kiểu gì đây? Hơn nữa, 5 năm qua nhà họ Đường đã cho cháu cái gì thế? Các người không phải đều nhục mạ cháu là phế vật hay sao? Bây giờ cầu xin một tên phế vật làm gì? Không phải hạ thấp giá trị của các vị đây à? Ý mày, mày đứng có không nói lý như vậy. Thầy Dương Tiêu có vẻ miễn thương lượng, bà nội Đường giận muốn sôi gan. Bà ta biết bây giờ Dương Tiêu đã có lông cánh cứng cáp rồi, nên bà ta đành phải nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, mấy năm qua nhà họ Đường không đối xử bạc đãi với cháu, chẳng phải cháu luôn được nhận tiền lương từ công ty đấy sao? Không lẽ bây giờ cháu định để tất cả mọi người nhà họ Đường phải uống gió Tây Bắc hay sao? Đường Mộc Tuyết, cô còn ngây ra đó làm cái gì? Chẳng lẽ cô thật sự muốn tên phế vật này bắt hết chúng tôi đi hay sao? Đường Hạo Tàn khóc quát lớn. Mộc Tuyết, đám người nhà họ Đường cũng vội đến không chịu nổi rồi, sợ rằng Dương Tiêu sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi, bà nội Đường và Đường Hạo còn có mặt mũi bảo nhà họ Đường đối xử với cô không tệ hay sao? Mấy năm nay mình ở công ty bị Đường Hạo nhắm vào suốt, tên Đường Hạo này còn luôn gây chuyện, cố gắng muốn cắt giảm tiền lương của cô. Bằng vào tài năng của mình, dù cô có đến công ty nhà ai thì cũng có mức lương không thấp hơn ở nhà họ Đường. Thế nhưng, cô chỉ muốn nhà họ Đường phát triển ngày càng tốt mà thôi, nếu không, cô đã sớm rời khỏi tập đoàn Đường Nhân rồi. Ụ, nhưng mà, nhìn những ánh mắt khẩn cầu của người dòng chính nhà họ Đường, lòng Đường Mộc Tuyết lại bắt đầu buông xuôi. Cô thật sự không thể nhẫn tâm nhìn tập đoàn Đường Nhân bị điều tra, đám người dòng chính của nhà họ Đường sẽ biến thành chó khóc nhà có tang. Mộc Tuyết, bà nội Đường nhỏ giọng thúc giục cô. Bà ta biết bây giờ người có thể thuyết phục Dương Tiêu chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết cắn răng, thầm hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Dương Tiêu, hay là quên đi thôi. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết lương thiện, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với Lưu Vĩ, cục trưởng Lưu, hôm nay đã làm phiền anh rồi, chuyện nội bộ nhà họ Đường chúng tôi sẽ tự giải quyết. Nếu cậu Dương đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không tiện nhúng tay vào nữa, nếu ngài Dương còn có chuyện gì nữa thì sau này cứ gọi điện cho tôi. Lưu Vĩ làm người cực kỳ khôn khéo. Nghe nói vậy thì chào một tiếng rồi dẫn người đi luôn. Phù! Thấy Lưu Vĩ đã đi rồi, tất cả mọi người nhà họ Đường như chút được gánh nặng. À, gần như tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt kinh hãi, bọn họ thật sự không ngờ tên phế vật Dương Tiêu này lại quen biết với nhân vật lớn như Lưu Vĩ. Sau khi xác nhận Lưu Vĩ đã dẫn người đi xa, bà nội Đường mới lạnh giọng nói, hay cho một thằng Dương Tiêu, mày lại còn dám gọi Lưu Vĩ đến dọa chúng tao. Chuyện này mày phải cho bà già này một lời giải thích rõ ràng. Cái gì? Cảm nhận được ý lạnh trên người bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết khiếp sợ. Dương Tiêu cau mày nói, bà nội, bà muốn lời giải thích thế nào? Bà nội Đường ra vẻ kiêu ngạo, khinh miệng nói, ban nãy chỉ là kế tạm thời mà thôi, đừng tưởng là chúng ta không thấy mày cố ý để Lưu Vĩ gây áp lực với chúng tao. Trên thực tế, kiểm tra quy cách an toàn vệ sinh. Chúng tao bị bức trong thế không biết phải làm sao nên mới khuất phục. Tập đoàn y dược Đường Nhân luôn lấy chất lượng làm niềm tự hào, bây giờ Lưu Vĩ đi rồi thì mày và Đường Mộc Tuyết phải cho tao một lời giải thích rõ ràng. Nói gì bây giờ? Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều ngớ cả ra, hai người bọn họ đều không ngờ lại bị bà nội Đường cắn ngược lại một cái như vậy. Vẻ mặt Dương Tiêu cứng đờ, anh nhìn bà nội Đường, chỉ muốn nói mỗi một câu thôi. Thật, thật đúng là chưa từng thấy thể loại người nào mặt dày vô sỉ đến mức độ này. Bà nội Đường vừa mở miệng thì Đường Hạo đột nhiên hiểu ra, anh ta biết bà nội Đường định vu oan cho Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Bà nội nói đúng, vừa rồi chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi, mặc dù cháu có quen biết đội trưởng Trương, nhưng đội trưởng Trương vẫn là một nhân viên của chính phủ cơ mà, làm sao anh ta có thể ở thông đồng làm chuyện xấu với cháu được chứ? Vẻ mặt Đường Hạo ghét bỏ nói. Tôi cũng không còn cách nào khác nên mới phải chịu sự ép buộc của cục trưởng Lưu, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, không ngờ hai người lại đê tiện như vậy. Dòng chính nhà họ Đường đều chết lặng, tất cả bọn họ đều không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bây giờ bà nội Đường ra đích thân ra mặt, bọn họ vẫn khó mà tin tất cả chuyện này đều do Đường Hạo gây ra. Dù sao thì Đường Hạo vẫn là người phụ trách kiểm tra nhà máy sản xuất từ xưa đến nay, tuy rằng lúc trước Đường Hạo có làm vài chuyện vượt quá bổn phận. Nhưng kết quả kiểm tra môi trường vẫn chưa xuất hiện sai lầm nào to tát.
sao mọi đang yên đang lành mà đến tay Đường Mộc Tuyết lại xuất hiện hai con chuột chết. Phân tích kỹ một chút thì rất có thể là Đường Hạo bị cục trưởng Lưu đe dọa gì đó kinh khủng lắm, nên anh ta mới phải nói ra những lời trái lương tâm. Có người cau mày, có người tức giận. Nhiều người cho rằng dù Đường Hạo có quá đáng đến mức nào thì anh ta cũng sẽ không lôi chuyện tập đoàn y dược Đường Nhân ra đùa giỡn, chuyện này hẳn là do Đường Mộc Tuyết làm chuyện mờ ám. Thì ra là thế, lúc trước Đường Hạo phụ trách bảo vệ môi trường thì mỗi lần kiểm tra đều không có vấn đề gì, tại sao đến lượt Đường Mộc Tuyết lại xuất hiện hai con chuột chết? Đây hẳn là do Đường Mộc Tuyết bất cần, làm việc không nghiêm túc. Có ai đó lộ ra vẻ mặt đen thui, trừng mắt nhìn Đường Mộc Tuyết. Chắc chắn là do Đường Mộc Tuyết lười biếng, nếu không sao lại có thể xảy ra sai sót cơ bản như vậy như vậy. Không ít người công nhận đây là vấn đề của Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết tức giận đến dậm chân, toàn nói hưu nói vượn cái gì đấy hả, sao mà tôi lại lười biếng được. Mấy năm nay, tôi làm việc ở Đường Nhân có khi nào lười biếng không? Một đám người đều á khẩu, không biết nói gì, họ không muốn cũng phải thừa nhận mấy năm này Đường Mộc Tuyết làm việc ở Đường Nhân rất chăm chỉ, thật sự không thể soi ra điểm gì không tốt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ phủ nhận việc Đường Mộc Tuyết mắc sai lầm. Bà nội Đường hừ lạnh một tiếng, Đường Mộc Tuyết, không lười biếng không có nghĩa là không mắc sai lầm. Tốt hơn hết là cháu nên cho bà lão này một lời giải thích thỏa đáng, nếu không, bà sẽ không thương hại cháu một chút nào đâu. Cháu phải biết là tập đoàn Đường Nhân tuyệt đối không cho phép loại sai lầm cơ bản này xuất hiện. Bà nội Đường một mực cho rằng đây là trách nhiệm của Đường Mộc Tuyết, thế nên bà ta muốn làm mọi cách để chèn ép Đường Mộc Tuyết. Nội tâm Đường Hạo lặng lẽ cười lạnh, lúc anh ta nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của Đường Mộc Tuyết thì chỉ muốn gào thẳng vào mặt cô, biết cục trưởng cục bảo vệ môi trường khoai thế nào chưa? Muốn cản trở bọn tôi thì tôi sẽ dạy cô một bài học nhớ đời. Đường Mộc Tuyết suýt chút nữa ngắt đi. Không thể nói lý với bà nội Đường nổi. Lúc nãy thì nhún nhường cầu xin cô, còn bây giờ thì quá đáng hết sức, vừa được thời là lập tức quay lại cắn xé cô, hóa ra đây chính là lòng người. Lần đầu tiên, Đường Mộc Tuyết cảm thấy người bà mà trước giờ mình luôn kính trọng, yêu thương lại khiến bản thân thất vọng đến như vậy. Bà nội, người ngay thẳng thì không quanh co, chuyện này rốt cục có ẩn khuất gì, cháu nghĩ bà là người biết rõ hơn ai hết. Cháu hỏi bà có chắc muốn chúng cháu cho bà một lời giải thích hay không? Dương Tiêu trầm giọng nói. Bà nội Đường nhìn chằm chằm Dương Tiêu, vẻ mặt bà ta vô cùng ngạo nghễ, lớn tiếng trách móc, nơi này có chỗ cho thứ phế vật như mày mở miệng hả? Bây giờ mày không còn là nhân viên của Đường Nhân nữa, nếu không phải là trong người mày chảy dòng máu của Đường Mộc Tuyết. Huyết thống của nhà họ Đường như mày, lão già này đã trục xuất mày ra khỏi Đường ra từ lâu rồi. Đúng vậy, dám nói chuyện với bà bằng giọng điệu này. Dương Tiêu ơi là Dương Tiêu, mày ngang ngạnh thật đấy. Đường Hạo cười khẩy nói. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là do tôi ngang ngạnh hay là do anh khinh người quá đáng đây? Bồ Tát làm bằng đất bùn còn có 3 lần tức giận chứ không nói tới Dương Tiêu, người đã hoàn toàn khôi phục sức lực. Vì thể diện của ông cụ Đường đã khuất, Dương Tiêu đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua, nhưng anh không ngờ rằng, bà nội Đường và Đường Hạo vẫn không chịu buông tha cho anh, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và độc đoán. Bà nội Đường trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nói, bây giờ bà già này tuyên bố, Đường Mộc Tuyết cố tình bỏ bê nhiệm vụ, suýt nữa đã hủy hoại thanh danh của nhà họ Đường. Trước khi Đường Mộc Tuyết đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho thì ta thì tạm thời bãi bỏ chức danh tổng giám đốc của Đường Mộc Tuyết, từ giờ trở đi chức tổng giám đốc do Đường Hạo tạm thời kiêm nhiệm. Cảm ơn bà nội, Đường Hạo vui mừng khôn xiết. Bây giờ Đường Hạo hận không thể xoay người ca hát với nông nô, bản thân cuối cùng cũng xử lý được Đường Mộc Tuyết. Bây giờ anh ta không chỉ là giám đốc điều hành mà còn là tổng giám đốc. 2 chức vị quan trọng ở trong Đường Nhân đều thuộc về anh ta. Từ này về sau, anh ta hoàn toàn có thể một tay che trời ở Đường Nhân. Cho dù Đường Mộc Tuyết vẫn còn giữ được cái chức tổng giám đốc bộ thị trường thì vẫn chẳng ảnh hưởng đến anh ta chút nào. Phải biết rằng anh ta kiêm 2 chức vị quan trọng trên người, tất cả quyền hành của Đường Nhân đều do anh ta quyết định, kẻ hèn tổng giám đốc bộ thị trường vốn không thể tạo thành một tia uy hiếp cho anh ta. Mặt Đường Mộc Tuyết như cho tàn, bà nội Đường đưa ra quyết định như vậy không khác gì trực tiếp đẩy cô xuống vực sâu 1000 mét, không còn ngày ngóc đầu. Bảo cô đưa ra một cái giải thích. Cô làm sao giải thích được, chuyện này vốn không phải trách nhiệm của cô. Dương Tiêu biết giờ phút này có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có lấy ra chứng cứ mới chứng minh được Đường Mộc Tuyết trong sạch. Vào ngay lúc này chỉ có một người có thể chứng minh Đường ý Mộc Tuyết trong sạch, đó chính là quản đốc sản xuất Hàn Quốc Cường.
Ánh mắt Dương Tiêu tỏa định Hàn Quốc Cường, trầm giọng nói, quản đốc Hàn, tôi nghĩ anh biết rõ chuyện này nhỉ. Xưởng trưởng Hàn Quốc Cường liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái, khinh thường nói, Dương Tiêu, cái loại ăn cơm mềm như mày bớt hắt nước bản lên người tao đi. Hiện tại tao rất nghi ngờ hai con chuột chết kia là do mày làm, vì trả thù Đường Mộc Tuyết ở bên ngoài đội nón xanh cho mày. Ha 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 hai. Câu nói vừa dứt thì Đường Hạo điên cuồng cười to, có không ít dòng chính nhà họ Đường cũng không kìm được bật cười. Ở trong mắt họ, Dương Tiêu chính là một kẻ đáng thương. Đầu tiên là Lý Minh Hiên, sau đó tới tiểu vương tử thổi sáo. Nón xanh trên đầu Dương Tiêu quả thật nhiều đến độ đếm không xuể. Dương Tiêu cố kìm nén tức giận trong lòng nhìn Hàn Quốc Cường, tao cho mày 3 giây, lần nữa sắp xếp lại lời nói của mày. Yêu ai mày dọa tao à? Không phục, không phục đến đánh tao đi. Phẫn nộ rồi, tức giận rồi, tao thích nhìn bộ dáng mày muốn xử lý tao nhưng lại không làm được. Hai tay Hàn Quốc Cường ôm trước ngực vinh váo tự đắc, hết sức coi thường nhìn Dương Tiêu. Gã ta có Đường Hạo chống lưng, phía sau Đường Hạo chính là bà nội Đường, thách Dương Tiêu cũng chẳng dám làm gì gã ta. Tốt, rất tốt, sắc mặt Dương Tiêu lạnh băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Quốc Cường, giống như nhìn người chết. Nổi giận, Dương Tiêu hoàn toàn nổi giận rồi. Anh từng là lưỡi dao sắc bén của quốc gia, trước kia vì bị thương nặng mà lựa chọn ẩn nấp. Bây giờ thực lực khôi phục chút ít nhưng anh không muốn tham dự vào cuộc báo thù của giang hồ lần nữa, chỉ muốn đơn giản trải qua những ngày tháng bình thường với Đường Mộc Tuyết. Chỉ tiếc tưởng tượng của Dương Tiêu rất tốt đẹp nhưng hiện thực thường không như mong muốn. Đường Hạo ác liệt nói, sao? Định đánh người, bà nội ở đây mà mày còn dám làm càn. Tao nói cho phế vật mày biết, Đường Mộc Tuyết đã làm sai chuyện, nếu mày dám hành hung thì tất cả người làm nhà họ Đường đều không bỏ qua cho đờ mày. Cả đám dòng chính nhà họ Đường nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt toát ra vẻ coi rẻ nồng đậm, như đang cảnh cáo Dương Tiêu tốt nhất đừng làm chuyện sằng bậy. Ánh mắt Hàn Quốc Cường bễ nghễ nhìn chằm chằm Dương Tiêu như nhìn một con kiến. Vẻ mặt của bà nội Đường cũng lạnh giá nhìn chăm chú vào Dương Tiêu với vẻ rất không vui, dường như Dương Tiêu là con ruồi bọ khiến người ta buồn nôn muốn chết. Nhìn chằm chằm tất cả ánh mắt lạnh lùng của tất cả mọi người trước mặt, tức giận trong cơ thể Dương Tiêu như núi lửa sắp phun trào. Quét mắt nhìn những gương mặt ghê tởm của cả đám người tại hiện trường, anh chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đừng, Dương Tiêu, biết Dương Tiêu tức giận nên Đường Mộc Tuyết vội tiền lên kéo cánh tay Dương Tiêu lại. Cô sợ Dương Tiêu nổi trận lôi đình ra tay với tất cả người nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết giữ chặt cánh tay Dương Tiêu xoay người đi ngay, anh đừng làm bậy, mặc kệ, chúng ta đi thôi. Lửa giận của Dương Tiêu bùng cháy, anh trầm giọng nói, Mộc Tuyết, chuyện này anh cần phải trả lại công bằng cho em. Dương Tiêu, nếu anh nghe em thì đi theo em. Đường Mộc Tuyết có thể cảm nhận được tâm trạng của Dương Tiêu nhưng cô biết rõ bây giờ rằng co với đám người đó cực kỳ không lý trí. Nhìn thấy sự van nài trong mắt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu hết sức không cam lòng mà chậm rãi buông lỏng nắm đấm ra. Dương Tiêu quét mắt liếc nhìn tất cả mọi người tại hiện trường, lúc này anh mới xoay người đi theo Đường Mộc Tuyết bắt xe trở về nhà. Thấy Dương Tiêu bị Đường Mộc Tuyết kéo đi, Đường Hạo cười mỉa nói, mọi người thấy chưa? Đường Mộc Tuyết rõ ràng đối lý, nếu không sao cô ta xám xịt rời đi được. Còn cái tên phế vật Dương Tiêu kia dám đe dọa chúng ta, thật đúng là tìm đường chết. Về sau mọi người phải liên hợp lại, chỉ cần Dương Tiêu muốn làm càn thì tất cả mọi người cứ nhằm vào anh ta. Hát không ít người gật đầu, cho rằng biểu hiện hôm nay của Dương Tiêu thật sự quá đáng. Đồng thời bọn họ cũng tán thành cách nói của Đường Hạo, chắc chắn Đường Mộc Tuyết đối lý mới chật vật rời đi. Bà nội Đường nhìn chằm chằm bóng dáng Đường Mộc Tuyết rời đi, đôi mắt già nua hiện lên tia hung ác nham hiểm. Về đến nhà, Đường Mộc Tuyết mắt mắt nhìn sang Dương Tiêu nói, có phải em lại làm anh thất vọng không? Lúc này sự tức giận của Dương Tiêu đã tan biến 7-8 phần, anh dịu dàng nói, Mộc Tuyết, em nói bậy gì đó. Sao anh có thể thất vọng với em chứ? Vừa rồi anh phẫn nộ như vậy là vì bà nội và Đường Hạo thật sự quá vô sỉ hạ lưu và dòng chính nhà họ Đường chẳng phân biệt trắng đen đã mạnh mẽ bôi nhọ em. Nghe anh nói những lời này nội tâm Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng nước ấm. Giờ phút này Đường Mộc Tuyết chân chính ý được chỉ có mình Dương Tiêu là thật lòng quan tâm bản thân. Bố mẹ và bà nội mình đều không nói lý như nhau, Đường Mộc Tuyết nhớ tới bố mẹ của mình lại đau đầu. Cũng chỉ có ở chỗ Dương Tiêu cô mới có thể giảm bớt áp lực. Là em quá coi thường bọn người Đường Hạo, trước khi đến em nên đoán ra đây là một âm mưu. Đường Mộc Tuyết rất mệt mỏi. Vừa mới làm tổng giám đốc, ngày đầu nhậm chức tổng giám đốc đã bị cách chức,
loại mùi vị này làm Đường Mộc Tuyết cực kỳ khó chịu. Cô là một người phụ nữ tự lập quật cường, cô chưa bao giờ chịu thua, cô tin tưởng tài hoa của mình che khuất trên cả Đường Hạo. Dương Tiêu lắc đầu, lần này không phải em coi thường Đường Hạo, anh ta không có lá gan lớn như vậy. Anh, ý của anh là tất cả đều do bà nội bảo Đường Hạo làm. Đường Mộc Tuyết thông minh liên tưởng đến bà nội Đường. Dương Tiêu gật đầu và thẳng thắn nói, Mộc Tuyết em nghĩ xem, bà nội luôn yêu quý danh tiếng, tuy bà ta mặc kệ công ty nhưng lại hết sức coi trọng việc sản xuất y dược. Bởi vì bà ta biết nơi sản xuất y dược là mạch máu của nhà họ Đường, công ty xuất hiện vấn đề ở phương diện nào cũng được, có điều chỉ duy nơi sản xuất y dược là tuyệt đối không được phép xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Dù Đường Hạo là cháu ruột của bà ta, nếu Đường Hạo dám xúc phạm điểm mà ấu chốt của bà thì bà ta sẽ giận dữ nổi trận lôi đình, bà nội không trao quyền cho Đường Hạo, anh ta cũng chẳng dám xúc phạm điểm máu chót của bà nội. Nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Đường Mộc Tuyết càng thêm tái nhợt. Dù cô không tin bà nội Đường sẽ hãm hại mình như thế nhưng lời Dương Tiêu nói thật sự làm cô không có cách nào phản bác. Giờ phút này Đường Mộc Tuyết đã thất vọng với bà nội Đường đến cực điểm, tâm trạng của cô hết sức phức tạp. Dương Tiêu trấn an nói, Mộc Tuyết, em đừng lo lắng, dù toàn thế giới phản bội em thì anh vẫn sẽ đứng phía sau em, phản bội toàn thế giới. Tuy là lời âu yếm cũ kỹ nhưng giờ phút này lại phi thường hữu dụng. Cảm ơn anh. Đường Mộc Tuyết kìm nén nước mắt, không để nó chảy xuống. Dương Tiêu cưng chiều nói, không sao, chẳng phải họ muốn bôi nhọ em sao? Bà nội định để em cho bà ta một lời giải thích à? Không thành vấn đề, chúng ta lập tức cho bà ta một lời giải thích. Anh có cách nào sao? Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tiêu. Cảm giác bị người ta bôi nhọ cực kỳ đau đớn, Đường Mộc Tuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Dương Tiêu. Dương Tiêu ôn nhu nói, Mộc Tuyết, còn lại cứ giao cho anh, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói rồi, Dương Tiêu đi thẳng ra ngoài không chút chần chừ. Nhìn mãi theo bóng lưng Dương Tiêu rời đi, Đường Mộc Tuyết cắn môi, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên gợn sóng. Dương Tiêu, anh thật sự có thể chứng minh em trong sạch sao? Ra đến cửa, Dương Tiêu gọi một cuộc điện thoại, Lý Thần Chiến, tìm người bắt quản đốc phân xưởng Hàn Quốc Cường của tập đoàn Y Dược Đường Nhân cho tôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ nghiêm túc của Lý Thần Chiến, vâng thưa điện hạt. Tức giận rồi. Lần này Dương Tiêu đã tức giận thật rồi. Cả đám người nhà họ Đường đều nhắm cả vào Đường Mộc Tuyết, còn ngay trước mặt anh cơ chứ. Thân là một người tai to mặt lớn, nếu Dương Tiêu còn trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị sỉ nhục như vậy thì anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa rồi. Tôi đã từng bắt lực, nhưng bây giờ, vương giả tôi đã trở về rồi. Mộc Tuyết, em yên tâm, anh sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Lúc trạng vạng tối, Đường Hạo đặc biệt gọi cho Hàn Quốc Cường một cuộc điện thoại, lão Hàn. Lần này anh đã phải vất vả một phen rồi, cuối cùng cũng chơi chết được con đĩ Đường Huyền Mộc Tuyết đó. Thế nhưng, tôi phải nhắc nhở anh, chuyện lần này trăm nghìn lần không được tiết lộ ra ngoài đâu đấy. Quản đốc Hàn Quốc Cường luôn cấu kết với Đường Hạo để làm việc xấu. Trước đó, Đường Hạo tự ý bán thuốc ra ngoài cũng do có sự giúp đỡ âm thầm của Hàn Quốc Cường. Tổng giám đốc Đường, cậu khách sáo quá rồi. Cậu cứ yên tâm đi, lão Hàn tôi làm việc mà cậu còn phải lo sao? Hàn Quốc Cường giễu cợt nói. Đường Hạo cười nham hiểm, nói, thế nhưng, lão Hàn, tôi vẫn phải nhắc nhở anh lần nữa. Thằng Oát Dương Tiêu này mấy hôm nay rất khác thường, anh cần phải tiết chế một chút. Cái gì cơ, Dương Tiêu á, chỉ là một thằng rác rưởi ăn bám thôi mà, còn có thể gây nên sóng to gió lớn gì. Hàn Quốc Cường nói đầy vẻ khinh thường. Như thể trong suy nghĩ của Hàn Quốc Cường, Dương Tiêu chỉ là một thằng rác rưởi trong bãi phế liệu, vốn không xứng được nhắc đến. Đường Hạo gật đầu, cẩn thận thì vẫn cứ hơn mà. Thôi cũng không nói nhiều với anh nữa, có tôi làm chỗ dựa vững chắc cho ông, hôm khác lại tìm anh nói tiếp. Ha 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 ha, Tổng Giám đốc Đường cứ yên tâm, cậu cứ yên tâm đi. Hàn Quốc Cường cười đầy vẻ bông đùa. Cúp máy, lúc này Đường Hạo mới run người, bắt đầu cười điên dại một cách mất khống chế như một gã biến thái. Bê chưa đầy 3 phút sau, cả người Đường Hạo mới co quắp cả lại, cảm thấy nhạt nhẽo quá. Nằm trên giường, Đường Hạo buồn bực nói, chuyện gì thế này nhỉ, sao mí mắt phải cứ giật giật vậy? Tầm khoảng 7 giờ, Hàn Quốc Cường chuẩn bị lái xe về nhà. Vừa mới bước chân ra khỏi khu xưởng thì một chiếc xe bảo mẫu dừng ngay trước cổng, 4-5 tay đàn ông to cao vọt từ trên xe xuống, vác Hàn Quốc Cường lên xe. Các anh là ai?
Hàn Quốc Cường sợ mắt mật, giãy giụa không ngừng. Người đàn ông cầm đầu những gã cao to này quất mạnh vào đầu Hàn Quốc Cường một phát, mẹ nhà mày, ngoan ngoãn chút cho ông, còn lề mề nữa là ông đây làm thịt mày bây giờ. Nói rồi, gã đàn ông cao to lấy ra một con dao ngắn kề sát cổ Hàn Quốc Cường. Cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ con dao, Hàn Quốc Cường sợ đến mức run rẩy hết cả người, vội vàng phối hợp theo. Dưới lệnh của gã cao to cầm đầu, Hàn Quốc Cường bị chụp khăn đen kín đầu, cuối cùng bị áp giải đến một phòng bao nào đó. Quỳ xuống cho tao, sau khi áp giải gã ta đến phòng bao, một gã đàn ông lực lưỡng đá vào giữa hai chân Hàn Quốc Cường. Ba Hàn Quốc Cường run cả hai chân, quỳ xuống ngay tại chỗ luôn. Bắt đầu ý thức được rằng mình gặp phải chuyện lớn rồi, cả người Hàn Quốc Cường vã đầy mồ hôi như tắm, gã ta kinh hoàng nói, ông anh à, các ông anh, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói rõ ra được không? Trên tôi còn có mẹ già 80 tuổi, dưới có con trẻ con khóc lóc đòi ăn. Xin đừng giết tôi mà. Dương Tiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng bao, chậm rãi châm một điều thuốc, sau đó tiền lên kéo mạnh khăn trùm đầu Hàn Quốc Cường ra, cười giễu cợt nói, quản đốc Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi khôi phục thị giác, trông thấy người trước mặt mình là Dương Tiêu, Hàn Quốc Cường vừa sợ hãi vừa tức giận, Dương Tiêu à? Sao, sao lại là cái thằng rác rưởi nhà mày cơ chứ? Sau khi nhận thấy là Dương Tiêu, trong chốc lát Hàn Quốc Cường lại cảm thấy trấn tĩnh lại. Trên đường đến đây, gã ta luôn lo lắng không yên, sợ là người có thù nhà cũ tìm gã ta trả thù, nhưng không ngờ lại là Dương Tiêu cho người bắt gã ta lại. Dương Tiêu là ai chứ? Đây là thằng con dễ rác rưởi cực kỳ nổi tiếng ăn bám đàn bà của nhà họ Đường. Từ trước đến nay, Hàn Quốc Cường chưa bao giờ để Dương Tiêu vào mắt. Cho dù có bị bắt thì sau khi xác nhận người ra tay là Dương Tiêu, gã ta lại chắc chắn rằng Dương Tiêu chẳng dám làm gì mình đâu. Không sai, là tôi đây. Xem ra quản đốc Hàn cũng bất ngờ lắm. Dương Tiêu cười giễu cợt, nói. Hàn Quốc Cường hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đứng thẳng dậy từ dưới đất, căm tức nhìn Dương Tiêu, thằng phế vật, tao khuyên mày tốt nhất là thả tao ra. Muốn tao để lộ chút tin tức nào hả, không có cửa đâu con ồ. Hàn Quốc Cường biết Dương Tiêu chắc chắn bắt gã ta đến đây để tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Đường Mộc Tuyết, nhưng sao gã ta có thể phối hợp với Dương Tiêu được chứ? Trong mắt gã ta, Dương Tiêu chỉ là một thằng lòi tôm tép nhãi, nép, một thằng rác chẳng ra cái thể thống gì. Đêm nay, cùng lắm Dương Tiêu chỉ tìm mấy thằng côn đồ đến hù dọa mình một chút thôi, gã ta chắc chắn Dương Tiêu không dám làm gì mình. Ai bảo mày đứng lên hả? Gã đàn ông to cao ban nãy điên lên. Tiền về phía trước đạp một phát đau nữa vào giữa hai đùi Hàn Quốc Cường. Bị đá vào đùi, Hàn Quốc Cường mát trọng tâm, lại lần nữa quỳ mọp xuống trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu phả ra một làn khói xám, vẻ mặt lạnh nhạt nói, quản đốc Hàn, anh là người thông minh, biết tôi đêm nay đến tìm anh làm gì, thế nên tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa ồ. Hàn Quốc Cường không bị lay động chút nào, trong mắt gã ta lóe lên tia lạnh, chẳng thèm ngó ngàng đến, ai Dương Tiêu. Tốt nhất là thằng phế vật nhà mày thả tao ra, sau đó dập đầu xin lỗi thì tao còn cân nhắc tha lỗi cho mày. Nếu như mày không dập đầu xin lỗi thì khi việc này lộ ra, Tổng Giám Đốc Đường và bà nội Đường sẽ không tha cho mày đâu. Anh uy hiếp tôi, Dương Tiêu cười nhạt. Hàn Quốc Cường lộ rõ vẻ oán độc, uy hiếp mày thì sao nào? Cái loại rác rưởi bỏ đi như mày dám thử động vào một cọng lông của ông đây sao? Phụt! Nói rồi, Hàn Quốc Cường phun mạnh một bãi nước bọt về phía Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu không tránh nhanh thì đã bị dính nguyên bãi nước bọt trên người luôn rồi. Trong lòng Hàn Quốc Cường luôn rất khinh thường Dương Tiêu, gã ta chắc chắn rằng đêm nay Dương Tiêu sẽ không dám làm gì mình đâu. Trông thấy tình cảnh này, mấy người đàn ông cao to đều tỏ ra phẫn nộ. Có biết đây là đâu không? Đây là KTV Thịnh Thế Hoàng Triều. Thịnh Thế Hoàng Triều là địa bàn của bang Răng Cá Mập. Bang Răng Cá Mập là một trong ba thế lực lớn nhất thành phố Trung Nguyên. Lão đại lý thần chiến của bọn họ gọi người đàn ông trước mặt này là điện hạ thì có thể thấy người này có thân phận cao quý đến mức nào rồi. Dám khinh nhờn Dương Tiêu ngay trước mặt bọn họ, chẳng phải là đang động thổ trên đầu Thái Tuế hay sao chứ? Người đàn ông lực lưỡng cầm đầu tiến lên trước nắm cổ áo Hàn Quốc Cường, vung tay tát một phát thật đau vào cái mặt dày của gã ta. Bốp! Một tát thẳng vào mặt, Hàn Quốc Cường bị đánh đến ngớ cả người ra. Gã ta không thể tin nổi. Đám người Dương Tiêu tìm đến này thật sự dám ra tay đánh gã ta. Chúng mày điên rồi hay sao? Dám đánh tao vì một thằng rác rưởi à? Chúng mày có biết tao là người của nhà họ Đường hay không?
Hàn Quốc Cường phẫn nộ gào lên. Nhưng những lời này chẳng ăn nhằm thấm tháp vào đâu cả, gã đàn ông cầm đầu vung tay tát thêm phát nữa, ánh mắt đầy vẻ ác liệt nó, mẹ nhà mày, tôn trọng một chút cho tao. Ngài Dương là người mà mày có thể khinh thường được à? Mày còn dám mất dạy với Ngài Dương nữa thì có tin tao xẻo chết mày hay không? Nhìn thấy sát khí bốc lên từ đám đàn ông lực lưỡng, Hàn Quốc Cường bị dọa sợ mắt mật. Dương Tiêu khoát tay, người đàn ông cầm đầu mới buông Hàn Quốc Cường ra. Dương Tiêu nói thẳng, quản đốc Hàn, tôi không muốn phí nước bọt với anh. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có nói hay không? Bị tát hai phát liên tiếp, Hàn Quốc Cường còn muốn giết Dương Tiêu luôn kìa, chứ đừng nói đến việc bắt gã ta phải phối hợp với Dương Tiêu. Ôi chao, ông mày có bị xe cán chết, có bị người khác đánh chết, vị một dao xiên chết tươi cũng không nói cho mày. Hàn Quốc Cường oán độc, ra vẻ thẳng thắn chính trực nói. Gã ta chắc chắn Dương Tiêu đang muốn cáo mượn oai hùng thôi. Đợi đến khi hỏi không được thì vẫn phải thả gã ta ra. Chờ đến khi mình về rồi sẽ báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho Đường Hạo biết, khiến Đường Hạo nổi điên lên thì thằng phế vật Dương Tiêu này đi đời là chắc rồi. Điện hạ, cứ để đấy thuộc hạ xử lý. Thấy Hàn Quốc Cường còn mạnh miệng, Lý Thần Chiến không thể nhịn nổi nữa. Dương Tiêu gật đầu, đối phó với cái loại người sợ mạnh lấn yếu như Hàn Quốc Cường thì anh cũng ngại ra tay, sợ bản tay. Lý Thần Chiến chậm rãi tiến đến, ánh mắt nóng bỏng nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hàn Quốc Cường nói, có biết tôi là ai không? Trông thấy Lý Thần Chiến to cao đúng là khiến Hàn Quốc Cường sợ chết khiếp. Nhưng, thực chất trong lòng Hàn Quốc Cường vẫn xem thường Dương Tiêu, gã ta như được tiêm thêm máu gà, khinh miệt nói, mày là cái thá gì chứ? Loại mặt hàng hạ lưu thấp kém như mày thì làm sao mà tao biết được? Trong mắt Hàn Quốc Cường thì Dương Tiêu cùng lắm chỉ tìm mấy thằng côn đồ để dọa mình sợ một chút mà thôi. Lý Thần Chiến giận đến phát cười, anh ta vỗ mạnh vào mặt Hàn Quốc Cường, nói, lão già, khẩu khí cũng không nhỏ đấy nhỉ. Nói thật cho anh biết vậy, trước đây cũng có người dám nói chuyện với tôi như thế, bây giờ cỏ mộ đã lên cao 3 mét rồi. Tôi tự giới thiệu với anh một chút vậy, tôi tên là Lý Thần Chiến, chỗ này là địa bàn của bang răng cá mập. Nghe vậy, Hàn Quốc Cường vinh váo cười lạnh nói, Lý Thần Chiến ấy hả? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Cái chó má gì mà bang răng cá mập go, cái bang phái vô danh tiểu tốt gì thế? Mau thả tao ra, nếu không tao bảo tổng giám đốc Đường tiêu diệt chúng mày bây giờ, có biết không hả? Đợi một chút, bang răng cá mập sao? Đột nhiên, Hàn Quốc Cường sực nhớ ra gì đó, một luồng hơi lạnh từ gót chân sộc thẳng lên đầu gã ta. Gã ta trợn to mắt nhìn chằm chằm Lý Thần Chiến, kinh hoàng nói, mày. Mày là Lý Thần Chiến sao? Giờ phút này... Hàn Quốc Mạnh bị dọa đến sợ vãi cả nước đái. Đáng chết gã ta cũng không ngờ gã đàn ông cao to trước mặt này chính là Lý Thần Chiến tiếng tăm lẫy lừng, oai phong độc tôn một cõi ở thành phố Trung Nguyên. Vừa rồi gã ta còn tưởng Dương Tiêu tìm mấy thằng côn đồ đến thôi, sao mà ngờ được Dương Tiêu lại thỉnh được ông thần ghê gớm Lý Thần Chiến này. Sao mà giả được chứ? Trên mặt Lý Thần Chiến vẫn là nụ cười vô hại. Lý Thần Chiến càng như vậy, Hàn Quốc Cường lại càng thấy kinh dị. Gã ta biết, loại ông lớn siêu cấp thế này đều là những nhân vật hung ác giết người không chớp mắt. Lúc này, Hàn Quốc Cường suýt hôn mê bất tỉnh luôn. Gã ta không thể ngờ mình lại dám phát ngôn bừa bãi trước mặt tên chiến thần giết người như ngoé Lý Thần Chiến này. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi nói, tôi biết gì nói hết. Hàn Quốc Cường cũng không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi trong lòng nữa, kinh hoàng nói. Dương Tiêu lại cười nhạo, quản đốc Hàn à. Không phải anh rất thẳng thắn chính trực hay sao? Chẳng phải dù có bị xe tông chết, bị người ta đánh chết hay bị dao xiên chết tươi cũng không nói sao? Cảm nhận được ý lạnh trên mặt mọi người, Hàn Quốc Cường bị dọa sợ đến nhũ cả hai chân ra, ngã khuỵu xuống đất. Tôi không cố ý đâu. Tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ phối hợp toàn bộ, cậu muốn biết gì tôi đều nói hết. Hàn Quốc Cường sợ vãi cả tè. Lông gà lông vịt trên người Hàn Quốc Cường dựng hết cả lên. Gã ta biết Lý Thần Chiến ghê gớm đến mức độ nào, gã ta thật sự nghĩ mãi không hiểu tại sao thằng ăn bám Dương Tiêu lại quen biết với nhân vật kinh khủng như Lý Thần Chiến. Dương Tiêu hài lòng gật đầu, nếu đã biết thế từ trước thì sao ban nãy còn phải thế? Lý Thần Chiến, xách lão già này ra ngoài đấm cho một trận đi. Tôi phối hợp, gì cũng phối hợp hết, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Hàn Quốc Cường là một gã sợ mạnh hiếp yếu, gã ta cực kỳ sợ hãi. Dương Tiêu cân nhắc một lúc. Yên tâm đi, không đánh mắt tay mất chân gì của anh đâu,
ông đây chỉ thật sự ngứa mắt khi trông thấy lão già như nhà anh thôi. Quốc Cường không phải là lỗi của anh, nhưng mang họ Hàn là anh đã sai rồi, lại còn là Hàn Quốc Cường nữa chứ. Thật ngại quá, mang cái tên này thì anh bị ăn đập là điều hiển nhiên rồi. Cái gì? Mang cái tên Hàn Quốc Cường là phải chịu đòn. Nhìn Dương Tiêu, Hàn Quốc Cường suýt tức đến phun cả máu. Lý Thần Chiến xoa xoa hai tay, cười nham hiểm, được rồi. Hàn Quốc Cường phải không? Điện hạ nói không sai, Quốc Cường không phải lỗi của anh nhưng mang họ Hàn là anh sai rồi. Các anh em, xách ra ngoài đánh cho tôi. Rõ, một đám đàn ông cao lớn sát khí ngùn ngụt đồng thanh đáp lớn. Cảm nhận được từng khuôn mặt ác liệt đang tiến đến, đột nhiên một dòng nước và mùi khai bỗng sộc lên tận trời. Chăm chú nhìn theo, ôi cái tên Hàn Quốc Cường này sợ vãi cả gia quân rồi. Màn đêm bao phủ khắp đất trời, ánh đèn neon lấp lóe. Trong màn đêm, vô số nam nữ không ngừng phát tán hormone trong cơ thể. Về đến nhà thì cũng đã khoảng 9 giờ tối, Dương Tiêu thuận tiện lái luôn con Maserati vừa sửa xong về nhà. Mộc Tuyết, sao em còn chưa ngủ nữa? Đẩy cửa phòng ra, anh thấy Đường Mộc Tuyết vẫn còn đang nằm trằn trọc. Đường Mộc Tuyết ngồi dậy, giật giật tóc rồi thở dài, tâm trạng không được tốt lắm. Dương Tiêu hiểu ngay. Vì màn diễn trò của bà nội Đường và Đường Hạo hôm nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, khiến cô không vui. Dương Tiêu dịu dàng cười nói, em yên tâm đi. Sự việc đã được giải quyết xong hết rồi. Bà nội muốn một câu trả lời công bằng thì ngày mai chúng ta sẽ cho bà ấy một câu trả lời công bằng. Xử lý xong rồi sao? Đường Mộc Tuyết thầm líu lưỡi, cô khó tin nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhã nhặn, về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, ngày mai cứ nghe theo sắp xếp của anh là được. À vâng, nghe Dương Tiêu nói vậy, trái tim đang treo cao cao của Đường Mộc Tuyết cũng dần bình tĩnh lại. Cô biết, Dương Tiêu sẽ không lừa cô. Mỗi lần cô gặp phiền phức, chỉ cần Dương Tiêu ra mặt thì bình thường đều có thể n giải quyết một cách dễ dàng. Không biết từ bao giờ, Đường Mộc Tuyết đã xem Dương Tiêu là người để dựa dẫm, có thể che nắng che mưa cho cô. Cả ngày nay tâm trạng đều không tốt, Đường Mộc Tuyết cảm thấy hơi mệt nhọc, lại thêm bà dì ghé thăm nữa. Đường Mộc Tuyết cũng không suy nghĩ tiếp về chuyện gạo nấu thành cơm nữa. Hôm sau khi tập thể dục, ăn sáng xong, Dương Tiêu lái xe đưa Đường Mộc Tuyết về Đông Ngạn Hy Thành. Đông Ngạn Hy Thành, vị trí ở ngoại ô phía Bắc là khu biệt thự được xây dựng từ mấy năm trước ở thành phố Trung Nguyên. Lúc ông cụ Đường còn sống tốn không ít tiền để mua một căn biệt thự ở đây. Cách đây mấy năm, có thể mua một căn biệt thự ở Đông Ngạn Hy Thành hoàn toàn thể hiện thân phận đặc biệt. Nhưng theo dòng thời gian chảy trôi, khu biệt thự này hoàn toàn lạc hậu, không còn theo kịp bước nhảy vọt của thời đại nữa. Mơ ước lớn nhất của bà nội Đường chính là nhìn thấy nhà họ Đường ghi danh trong vòng nhà giàu khi mình còn sống, sau đó mua một căn biệt thự ở khu biệt thự hạng sang nhất ven Hồ Nhạn Minh của thành phố Trung Nguyên để an hưởng thui già. Không đầy nửa tiếng sau, Dương Tiêu lái con xe Maserati Quattroport dừng trước Đông Ngạn Hy Thành. Hạ Đường Mộc Tuyết xuống xe, kinh ngạc nói, Dương Tiêu, anh. Sao anh lại đưa em đến đây chứ? Đây không phải là nơi ở của bà nội sao? Đúng vậy đấy Mộc Tuyết. Hôm nay bà nội muốn một câu trả lời công bằng, chúng ta sẽ cho bà câu trả lời ngay hôm nay, sau đó em cứ nghe anh sắp xếp là được rồi. Dương Tiêu dịu dàng nói. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật nhẹ đầu. Cô tin chắc rằng Dương Tiêu phải chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi mới đến đây. Cùng lúc đó, đám người Đường Hạo cũng đã nhận được tin báo. Cái gì? Tên phế vật Dương Tiêu đó đưa Đường Mộc Tuyết đến gặp bà nội rồi sao? Cái thằng bỏ đi này muốn làm gì? Muốn trả thù bà nội sao? Đường Hạo nổi trận lôi đình. Đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng vừa giận vừa sợ. Không ai trong số họ nghĩ rằng gan Dương Tiêu lại to bằng trời như thế, dám đưa Đường Mộc Tuyết đi tìm bà nội Đường. Thằng Dương Tiêu này không phải là gấp muốn xử bà nội đấy chứ? Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều sôi trào hết cả lên. Không được, phải bảo vệ cho bà nội ngay, tuyệt đối không được để cho hai đứa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết làm gì bà nội. Chỉ chốc lát sau, gần như tất cả thành viên của nhà họ Đường đều ầm ĩ hết cả lên, họ đều chắc chắn rằng Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến gặp bà nội Đường chắc chắn là không có ý tốt gì. Bà nội Đường vừa mới rời giường đã nghe thấy người giúp việc báo rằng có người đến đây thăm bà. Hả, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, chúng đi đến đây làm gì? Nhìn thấy người đến là Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt bà nội Đường không vui chút nào. Dương Tiêu thản nhiên nhìn về phía bà nội Đường, nói, bà nội, hôm qua không phải bà bảo Mộc Tuyết phải cho bà một câu trả lời công bằng sao?
hôm nay, chúng cháu sẽ cho bà một câu trả lời. Sau đó, Dương Tiêu bắt đầu phát ra khí thế khổng lồ, khiến bà nội Đường cũng phải giật mình. Đường Mộc Tuyết không thể nào ngờ được Dương Tiêu lại đột nhiên phát ra khí lạnh như thế. Ý lạnh trên người Dương Tiêu khiến người khác không rét mà run. Tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục thẳm sâu, khiến người khác không thể không dè chừng. Tên phế vật Dương Tiêu nhà mày đang định làm gì? Ngay sau đó, đám người nhà họ Đường phái đến cũng nơm nớp lo sợ đến nơi. Đám người dòng chính nhà họ Đường vội vàng che chắn trước mặt bà nội Đường, sợ Dương Tiêu mắt khống ché, khiến bà nội Đường bị thương. Bà nội Đường cực kỳ tức giận, bà ta căm tức nhìn Dương Tiêu, mày. Cái thằng xúc sinh nhà mày muốn làm gì tao? Hù dọa bà già này à? Báo cảnh sát nhanh lên, mau gông cổ cái thằng xúc sinh không biết trên dưới này lại cho tôi. Cơ thể Đường Mộc Tuyết cũng run hết cả lên, cô không ngờ cách giải quyết của Dương Tiêu lại là thế này. Dương Tiêu chậm rãi tiến về phía trước, người thuộc dòng chính nhà họ Đường đang định móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát phải sợ đến mức suýt buông điện thoại rơi xuống đất. Bọn họ cảm nhận được rõ sự tức giận trên người Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu mang theo hung khí gì đó như dao trên người, đột ngột đâm họ một phát. Bà nội, bà thật sự đánh giá cháu quá cao rồi, sao cháu lại Đường Mộc Tuyết không thể nào ngờ được Dương Tiêu lại đột nhiên phát ra khí lạnh như thế. Ý lạnh trên người Dương Tiêu khiến người khác không rét mà run. Tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục thẳm sâu, khiến người khác không thể không dè chừng. Tên phế vật Dương Tiêu nhà mày đang định làm gì? Ngay sau đó, đám người nhà họ Đường phái đến cũng nơm nớp lo sợ đến nơi. Đám người dòng chính nhà họ Đường vội vàng che chắn trước mặt bà nội Đường, sợ Dương Tiêu mắt khống ché, khiến bà nội Đường bị thương. Bà nội Đường cực kỳ tức giận, bà ta căm tức nhìn Dương Tiêu, mày. Cái thằng xúc sinh nhà mày muốn làm gì tao? Hù dọa bà già này à? Báo cảnh sát nhanh lên, mau gông cổ cái thằng xúc sinh không biết trên dưới này lại cho tôi. Cơ thể Đường Mộc Tuyết cũng run hết cả lên, cô không ngờ cách giải quyết của Dương Tiêu lại là thế này. Dương Tiêu chậm rãi tiến về phía trước, người thuộc dòng chính nhà họ Đường đang định móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát phải sợ đến mức suýt buông điện thoại rơi xuống đất. Bọn họ cảm nhận được rõ sự tức giận trên người Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu mang theo hung khí gì đó như dao trên người, đột ngột đâm họ một phát. Bà nội, bà thật sự đánh giá cháu quá cao rồi, sao cháu lại không biết trên dưới được chứ? Hôm qua bà muốn Mộc Tuyết cho bà một câu trả lời rõ ràng, không phải hôm nay cháu đến để trả lời bà hay sao? Dương Tiêu nhếch miệng, nhạo báng nói. Đường Hạo cầm cây gậy bóng chày trong tay, nhìn chằm chằm Dương Tiêu một cách cực kỳ cảnh giác, cũng nổi giận nói, thật sao? Cái thằng bỏ đi nhà mày. Đã vậy thì câu trả lời của chúng mày đâu? Tao cho mày biết nhé Dương Tiêu, mày đừng tưởng mày biết đánh nhau thì chúng tao sẽ sợ mày. Hôm nay nếu mày không đưa ra được một câu trả lời rõ ràng thì cứ chờ tao báo cảnh sát gông cổ cả hai chúng mày tống vào tù đi. Dương Tiêu, đừng có làm liều. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái nhợt, cô kéo Dương Tiêu lại. Cô sợ Dương Tiêu hấp tấp quá, sẽ đắc tội với bà nội Đường. Dương Tiêu dịu dàng cười nói, Mộc Tuyết, em đừng lo lắng quá, anh sẽ không làm hại chút nào đến bọn họ đâu. Hừ, đừng có ra vẻ nữa. Dương Tiêu, bà già này hỏi mày. Câu trả lời của bọn mày đâu? Bà nội Đường ra vẻ tức giận. Bà ta thật sự không ngờ thằng Dương Tiêu luôn hèn nhát này hôm nay lại có khí thế cứng đến mức này, mới sáng ra đã dám đe dọa bà ta. Câu trả lời sẽ đến ngay đây. Dương Tiêu cười lạnh. Két két két. Ngay sau đó, một con xe Maybach màu đen cực ngâu lái nhanh đến, đỗ xịch trước cổng biệt thự. Đằng sau chiếc Maybach là mấy chiếc xe sang khác, một đám đàn ông mặc vest đen, giày da đi ra. Một trong số đó tiền lên mở của xe Maybach ra. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người ở đây đều sợ hãi. Đây là thần thánh phương nào xuống trần chơi vậy chứ? Đến ngay cả bà nội Đường cũng kinh hãi. Phải biết rằng, trong thành phố Trung Nguyên này, người có thể lái con Maybach vài chục triệu cũng chẳng nhiều. Trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lý Thần Chiến mặc cả cây đồ tây đen chậm rãi từ trên xe bước xuống. Anh ta vừa mới xuống xe đã tôn kính nhìn sang Dương Tiêu. Dương Tiêu gật nhẹ đầu với anh ta. Lý Thần Chiến không chần chờ nữa, phất tay. Mấy người áo đen ngay lập tức ném Hàn Quốc Cường mặt mũi sưng vù từ trên xe xuống. Cái gì? Nhìn thấy quản đốc Hàn Quốc Cường mình đầy thương tích, tất cả người ở đây gần như đều thay đổi sắc mặt. Đường Mộc Tuyết rất không hiểu, rốt cuộc Dương Tiêu muốn làm gì vậy? Đôi mắt già nua nhăn nheo của bà nội Đường muốn phun cả lửa ra, bà ta nổi điên nói, Dương Tiêu,
rốt cuộc mày muốn làm cái gì vậy? Dương Tiêu nhìn sang Hàn Quốc Cường đang lộ rõ vẻ sợ hãi thì khinh thường cười lạnh, nói, không phải bà nội muốn một câu trả lời hay sao? Đây chính là câu trả lời mà cháu cho bài. Lời vừa dứt, cả đám người nhà họ Đường đều phẫn uất nhìn Dương Tiêu. Đưa quản đốc Hàn bị hành hung một trận đến chính là bàn giao của nó. Bà nội Đường sắp tức đến phụt khói mũi. Bà ta không ngờ Dương Tiêu lại ngày càng phách lối đến vậy, không để bà ta vào trong mắt chút nào. Nếu không phải kiêng kỵ việc Dương Tiêu biết đánh nhau thì chỉ sợ đám người nhà họ Đường đã xông lên vật Dương Tiêu ra từ lâu rồi. Trong đám người chỉ có mỗi Đường Hạo đổi sắc mặt, anh ta hất hàm, chừng Dương Tiêu muốn rách cả mí, tên phế vật, rốt cuộc mày muốn làm gì hả? Mày to gan thật đấy, đến cả quản đốc Hàn mà mày cũng dám nhắm vào. Quản đốc Hàn mau đến đây, có nhà họ Đường che chở, tên phế vật Dương Tiêu này không dám làm vậy với ông đâu. Sao Hàn Quốc Cường dám qua chứ? Sau lưng gã ta chính là ông lớn Lý Thần Chiến nằm phong vân nổi danh hai bên Hắc Đạo và Bạch Đạo đấy. Đêm qua gã ta đã lĩnh giáo đủ sự đáng sợ của Lý Thần Chiến, đến nỗi Hàn Quốc Cường sợ mất mật, phải hạ quyết tâm phối hợp hết sức với Dương Tiêu. Gã ta biết, nếu mình dám nói chuyện trái lương tâm nữa thì sợ rằng bản thân gã ta sẽ không có kết quả tử tế. Trông thấy Hàn Quốc Cường trắng nhợt cả mặt, Dương Tiêu ra vẻ đăm chiêu. Đầu năm nay, mềm sợ cứng cỏi. Cứng cỏi thì sợ ngang tàng, mà ngang tàng thì sợ bọn liều mạng. Trải qua sự dạy dỗ đêm qua, lão Hàn Quốc Cường này bây giờ đã cực kỳ trung thực luôn rồi. Trông thấy Hàn Quốc Cường không dám động đậy, trong lòng Đường Hạo lộp bộp hai tiếng, dâng lên một dự cảm chẳng lành chút nào. Bà nội Đường cũng choáng váng, chẳng lẽ lão Hàn Quốc Cường này đã bán bọn họ rồi hay sao? Đường Hạo siết chặt nắm đấm, căm tức nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu. Mày đã ép buộc quản đốc Hàn phải phối hợp với mày đúng không? Hừ, tao nói cho mày biết, không có chứng cứ mười mươi rõ ràng thì mày đừng hòng ngậm máu phun người với chúng tao. Một đám người dòng chính nhà họ Đường đều phẫn nộ, bọn họ cũng không ngờ Dương Tiêu lại dám ra tay với Hàn Quốc Cường. Dương Tiêu không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn sang Hàn Quốc Cường, trầm giọng nói, quản đốc Hàn, làm phiền anh thuật lại tất cả đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho tất cả mọi người ở đây nghe vậy. Hàn Quốc Cường sợ đến tê cả đầu, gã ta nhìn vẻ mặt âm tàn của Đường Hạo, sợ đến độ giật nảy hết cả người. Giờ phút này, Hàn Quốc Cường cực kỳ hiểu rõ ràng, nếu bán Đường Hạo đi, mình chẳng còn được chỗ tốt gì nữa. Nhưng, nếu không phối hợp thì Lý Thần Chiến sẽ sai người làm thịt gã ta. Dưới áp lực bức bạc, Hàn Quốc Cường run giọng nói, chuyện là như thế này. Khuya hôm trước, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Đường Hạo. Bảo tôi phối hợp với cậu ta để vu oan cho Đường Mộc Tuyết. Tôi đâu dám đắc tội với Đường Hạo chứ. Hôm qua, lúc cục bảo vệ môi trường đến, tôi sai người vứt hai con chuột chết ra. Tất cả đều do Đường Hạo sai khiến tôi làm, không dính dáng gì đến Đường Mộc Tuyết cả. Lời của Hàn Quốc Cường như một tia sét đánh mạnh vào người Đường Hạo, khiến Đường Hạo kinh ngạc tột độ. Đường Hạo trợn to mắt, không thể ngờ nổi Hàn Quốc Cường lại thật sự bán đứng mình. Chuyện này là thật sao? Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều vô cùng sợ hãi. Hàn Quốc Cường run lẫy bẩy nói, đều là thật, tất cả chuyện này đều là thật, tất cả đều do Đường Hạo sai tôi làm, mà Đường Hạo còn nói với tôi rằng cứ yên tâm làm đi không sao đâu, cho dù việc có lộ thì sau lưng còn có bà nội Đường bảo vệ. Cái gì? Bà nội Đường cũng tham dự vào việc này ư? Đám người dòng chính nhà họ Đường đều được mở rộng tầm mắt. Khuôn mặt già của bà nội Đường nóng hết cả lên. Bà ta phẫn nộ nhìn thẳng về phía Hàn Quốc Cường, tên khốn khiếp. Quản đốc Hàn, nhà họ Đường tôi đối với anh không tệ, sao anh có thể nói xấu bà già này cơ chứ? Bà nội Đường luôn bảo vệ danh tiếng của mình, sao có thể thừa nhận tất cả chuyện này là do bà ta điều khiển sau màn chứ? Hàn Quốc Cường run hết cả người lên, gã ta vội vội vàng vàng nói, bà Đường à, tôi nói thật đấy, không tin thì tôi còn có ghi âm nữa. Nói xong. Hàn Quốc Cường lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở ghi âm. Bên trong truyền đến từng tiếng nói, trong đó có một câu cực kỳ chói tai. Quản đốc Hàn ông cứ yên tâm đi, có gì mà phải sợ chứ? Chơi chết một con đĩ Đường Mộc Tuyết vốn chẳng lãng phí bao nhiêu sức lực. Tôi đã đánh tiếng với bên đội trưởng Trương rồi, cho dù việc có bại lộ thì vẫn còn bà nội làm chỗ dựa cho chúng ta. Hít! Nghe xong đoạn ghi âm, đám người dòng chính của nhà họ Đường đều không nén nỗi hít vào một ngụm. Khí lạnh. Bọn họ không thể ngờ rằng sự thật đằng sau lại là thế này, đúng là bà nội Đường và Đường Hạo cùng nhau vu oan cho Đường Mộc Tuyết. Sự việc này liên lụy quá lớn, đám người vốn muốn châm chọc,
khiêu khích Dương Tiêu một phen cũng ngại không dám lên tiếng trước bà nội đường. Bà nội đường chắc chắn sẽ không thừa nhận sự việc này có sự ủng hộ của bà ta ở phía sau, bà ta ngay lập tức giả vờ nỗi điên nhìn về phía Đường Hạo, nói đầy vẻ tức giận, Đường Hạo, nhìn chuyện tốt cháu làm ra đi, vậy mà còn dám nói xấu Mộc Tuyết. Còn không mau xin lỗi Mộc Tuyết đi. Trông thấy bà nội đường nổi đóa với mình, Đường Hạo ngây cả người ra. Bà nội, không phải bà bảo cháu. Còn không đợi Đường Hạo nói hết câu, bà nội đường đã phẫn nộ quát, chuyện đến nước này rồi mà Đường Hạo cháu còn muốn nói dối nữa hay sao? Cứ nghĩ cháu là cháu trai ruột của bà nên bà già này không chừng trị cháu đúng không? Đường Hạo cũng không phải thằng đần, anh ta biết ý của bà nội đường là gì. Giờ phút này, Đường Hạo khóc không ra nước mắt, xem ra nỗi oan này anh ta phải cõng hết rồi. Đồng thời, Đường Hạo cũng âm thầm mắng Hàn Quốc Cường quá vô sỉ, thế mà còn dám ghi âm lại đoạn trò chuyện của họ. Có thể lên làm đến chức quản đốc xưởng thì Hàn Quốc Cường cũng phải túc trí đa mưu, gã ta cũng biết khi liên hệ với những thương nhân này phải chừa cho mình một đường lui. Hàn Quốc Cường như được đại xá vậy, đoạn ghi âm này đúng thật đã cứu gã ta một mạng. Đám người dòng chính nhà họ Đường nhao nhao không nhìn nổi nữa, nhao nhao chỉ trích Đường Hạo. Đường Hạo ơi Đường Hạo, anh đúng là khiến người khác quá thất vọng, không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến vậy, còn hãm hại của Đường Mộc Tuyết. Hôm qua tôi cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ rồi. Đường Mộc Tuyết chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót gì trong công việc, sao có thể phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế cơ chứ? Tôi đã nhận ra tất cả mọi chuyện đều do Đường Hạo giở trò trong bóng tối từ lâu, nhưng tiếc là tôi không có chứng cứ. Hôm qua, chức tổng giám đốc của Đường Mộc Tuyết bị tạm đình chỉ, đám người dòng chính nhà họ Đường đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu Đường Mộc Tuyết không có thực quyền thì sau này còn có ai chống lại Đường Hạo được nữa? Chẳng phải việc vớt món hời béo bở của bọn họ sẽ ngày càng gian nan sao? Bị một đám người quát tháo, sắc mặt Đường Hạo lúc trắng lúc xanh, trong lòng thầm hận Dương Tiêu đến cực điểm. Quyền đáng chết, lại do thằng cô hồn Dương Tiêu này phá hỏng chuyện tốt. Bà nội Đường lạnh lùng nói, Đường Hạo, còn không mau nói xin lỗi Mộc Tuyết đi. Đường Hạo cực kỳ không cam tâm đi đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, trầm giọng nói, thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Nghe thấy tiếng nói xin lỗi này, trong lòng Đường Mộc Tuyết cũng đủ vị. Bị người khác nói xấu, loại cảm giác này quá khó để có thể chấp nhận. Đồng thời, Đường Mộc Tuyết cũng cảm động trước bản lĩnh của Dương Tiêu. Cô rất tò mò Dương Tiêu đã làm cách nào để tên Hàn Quốc Cường này ngoan ngoãn phối hợp. Bà nội Đường hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, bây giờ tôi đây tuyên bố, Đường Mộc Tuyết được phục chức tổng giám đốc. Nếu không còn việc gì nữa thì giải tán hết cả đi, bà già này mệt rồi. Dương Tiêu cười nhạo một tiếng, bà nội, Mộc Tuyết gặp uất ức lớn như vậy, bà cứ nói một câu mệt rồi bỏ qua như thế sao? Đường Hạo phẫn nộ, từ xa đi đến trước mặt Dương Tiêu, nắm lấy cổ áo anh, dữ tợn nói, tên phế vật nhà mày còn muốn làm gì nữa? Giờ phút này, Đường Hạo hận không thể một dao xiên Dương Tiêu chết tươi. Sự thật đã rõ ràng rồi, uy tín mà anh ta gầy dựng được trước mặt mọi người nhà họ Đường đều sụt giảm rất lớn. Bắt anh ta phải xin lỗi đối thủ một mắt một còn là Đường Mộc Tuyết đã là chuyện Đường Hạo không tài nào chấp nhận nổi. Ha ha, người anh em, trông thấy Đường Hạo muốn bùng nổ, Lý Thần Chiến nhanh chân bước đến vỗ vai Đường Hạo. Đường Hạo buông Dương Tiêu ra, quay đầu nhìn sang Lý Thần Chiến, âm tàn nói, ai là anh em của mày hả? Bọn lưu manh chúng mày có biết đây là đâu không? Còn không mau cút khỏi đây cho tao. Đây là đám người phối hợp với Dương Tiêu để bắt Hàn Quốc Cường. Đường Hạo hận không thể tàn nhẫn giết hết mấy tên đồng lõa của Dương Tiêu này. Cút ra ngoài, thật sao, nhìn chằm chằm vào Đường Hạo đang phẫn nộ, khóe miệng Lý Thần Chiến hơi nhét lên, cười tà tứ. Bóp! Chốc lát sau, Lý Thần Chiến vung tay tát thẳng vào cái mặt dày của Đường Hạo. Lý Thần Chiến cao to vạm vỡ, sức mạnh cực kỳ lớn, Đường Hạo ngơ ngác không kịp chuẩn bị nên bị cái tát này của Lý Thần Chiến quất thẳng xuống đất. Hít! Nhìn thấy Đường Hạo đột nhiên bị đánh. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đến cả bà nội Đường cũng ngơ hết cả ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ Dương Tiêu ngại mặt mũi nên không muốn ra tay với Đường Hạo, nhưng Lý Thần Chiến không sợ trời không sợ đất. Chỉ là một tên Đường Hạo thôi, anh ta vốn không để vào mắt. Thêm nữa, mạng của anh là do Dương Tiêu cứu. Lý Thần Chiến sao có thể trơ mắt nhìn Dương Tiêu bị Đường Hạo bức bách, nhục nhã như vậy. Bị một tát ngã thẳng xuống đất, Đường Hạo cảm thấy răng trong miệng gần như muốn rớt cả ra. Anh ta đứng dậy,
căng to mắt đến gần rách cả mí, siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt của Lý Thần Chiến, dám đánh tao trên đất của nhà họ Đường tao, tao thấy mày chán sống rồi đó. Bị người ta đánh một cách vô tình, Đường Hạo nổi điên cả lên. Anh ta tin rằng, dựa vào thân thủ không vừa của mình thì chắc chắn có thể đánh cho thằng to con này đến độ nước chảy hoa trôi. Cút mẹ mày đi, nhìn thấy Đường Hạo dám đánh mình, Lý Thần Chiến giận tím mặt. Anh ta giơ chân, nhanh đến độ hóa thành một cái bóng mỏ đá mạnh vào bụng Đường Hạo. Động tác của Lý Thần Chiến quá nhanh, Đường Hạo vừa định đánh thì đã bị Lý Thần Chiến đá trúng, ngáp đất ngay tại chỗ như một đống phân chó. Mày rốt cuộc là ai? Đường Hạo bắt đầu sợ thật. Anh ta khó mà tưởng tượng được, gã cao to trước mặt này lại có thân thủ nhanh nhạy đến thế, khiến mình khó có thể phòng bị được. Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều há hốc mồm thành hình chữ O, sức chiến đấu kinh khủng của Lý Thần Chiến thật sự dọa họ sợ. Phải biết, Đường Hạo là quán quân tán thủ cả nước, cho dù không có chứng nhận chính thức nhưng người ta cũng là quán quân tán thủ đấy, không phải ra vẻ đâu. Thế mà không ngờ, trước mặt Lý Thần Chiến, Đường Hạo lại có vẻ không chịu nổi một cú, bị Lý Thần Chiến đạp một phát bay xa. Nhìn về phía Đường Hạo một phát đấp phân ngay, Dương Tiêu rất vui. Tên Đường Hạo này đúng là không biết sống chết, ỷ vào cái quán quân quèn của mình mà dám ra tay với Lý Thần Chiến, đúng là chán sống mà. Người khác không biết thân thủ của Lý Thần Chiến thế nào chứ Dương Tiêu lại quá rõ ràng. Mười mấy năm trước, Lý Thần Chiến là lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy trên trường quốc tế, thực lực tất nhiên là miễn bàn. Dương Tiêu nhìn ra được, nếu không phải ban nãy Lý Thần Chiến thu tay thì chỉ sợ Đường Hạo này đã bị anh ta đá ngay chỗ hiểm, không chết cũng trọng thương. Thấy cháu trai ruột của mình bị đánh, bà nội Đường cũng không ngồi yên nổi nữa. Bà ta tiến lên phía trước đối mặt với Lý Thần Chiến, lạnh lùng nói, anh đây rốt cuộc là ai? Dám hành hung người khác trong khuôn viên của nhà họ Đường, không sợ chúng tôi báo cảnh sát bắt anh đi hay sao? Lý Thần Chiến nhìn bà nội Đường, chẳng buồn quan tâm, tôi là ai ư? Hỏi vấn đề rất hay đấy. Ông đây chính là ông chủ phía sau của Thịnh Thế Hoàng Triều, bà nói xem tôi đây là ai? Ông chủ phía sau Thịnh Thế Hoàng Triều ư? Nghe vậy, đám người nhà họ Đường có mặt ở đây đều giật mình. Bà nội Đường cũng nhíu mày lại, bà ta có chút ấn tượng với Thịnh Thế Hoàng Triều, nhưng trong khoảnh khắc cũng không nghĩ ra ngay được. Đường Hạo thường xuyên đi ra ngoài chơi bời bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt anh ta thay đổi điên cuồng, nói, mày. Mày chính là ông lớn phía sau Thịnh Thế Hoàng Triều ư? Chẳng là mày lại là Lý Thần Chiến. Cái gì, Lý Thần Chiến sao, má ơi, đám người dòng chính nhà họ Đường tỉnh ra ngay, nhìn Lý Thần Chiến đầy vẻ kinh dị. Thịnh Thế Hoàng Triều, chí là chuỗi KTV của thành phố Trung Nguyên, trải rộng khắp thành phố này. Ông chủ phía sau chính là người nằm giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo, một trong ba bá chủ, Lý Thần Chiến. Bà nội Đường nghe thấy thế cũng giật mình kêu lên. Dù bà ta đã có tuổi nhưng cũng hiểu biết ít nhiều về mấy nhân huyền vật lớn nổi danh đứng giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo của thành phố Trung Nguyên này. Ngài đây là Lý Thần Chiến điện hạ sao? Bà nội Đường dựng hết lông tóc cả người lên. Bà ta lúc này chỉ cảm thấy tê hết cả đầu. Sống gần hết đời người rồi, bà ta chưa từng trực tiếp trông thấy loại tồn tại kinh khủng thế này. Bà nội Đường hiểu rất rõ, nếu Lý Thần Chiến tức giận thì cái nhà họ Đường ở tầng lớp trung lưu này sẽ bị xóa sổ, không còn tồn tại trong vòng một đêm. Bà ta luôn sợ mạnh hiếp yếu, biết được thân phận thật sự của Lý Thần Chiến thì sợ hãi tột độ. Lý Thần Chiến từ trên cao nhìn xuống, nói đầy vẻ giễu cợt, tôi nghĩ cả cái thành phố Trung Nguyên này cũng chẳng có ai dám giả xưng tên tuổi của tôi mà nhỉ. Một đám con cháu dòng chính nhà họ Đường bình thường ăn chơi bên ngoài, e rằng không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Lý Thần Chiến hơn bọn họ. Ngay giây phút này, tất cả bọn họ đều nhìn chiếc Maybach đang đậu bên ngoài chỉ càng khiến bọn họ càng thêm khẳng định người đàn ông này chính là Lý Thần Chiến đỉnh đỉnh đại danh. Giây phút này, một đám người nơm nớp lo sợ không ngừng. Đường Hạo, nhìn chuyện tốt mà anh đã gây ra này, đến cả thần chiến điện hạ mà anh cũng dám gây sự, anh đây chính là muốn hại chết tất cả chúng tôi hay sao? Đúng vậy, tôi thấy Đường Hạo anh chính là ngôi sao chổi của Đường gia, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh chóng đến xin lỗi thần chiến điện hạ. Đường Hạo hiện giờ sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũ, run rẩy đến trước mặt Lý Thần Chiến nói, xin lỗi, thật xin lỗi thần chiến điện hạ, là do kẻ hèn này có mắt không tròng không thấy núi Thái Sơn. Gây chuyện đến ngài, xin ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ này của tôi. Lý Thần Chiến châm chọc nói, tha thứ cho mày sao? Nghe giọng nói kéo dài của Lý Thần Chiến,
trái tim Đường Hạo như treo ngang trên xà nhà, mắc nghẹn nơi cuống họng, hắn chính là sợ Lý Thần Chiến sẽ lôi hắn ra bên ngoài xử cho đến chết. Nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của S Đường Hạo, Lý Thường Chiêu càng châm chọc nói, tha thứ cho mày không phải không được, nhưng mày phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình, quỳ xuống quỳ lại ông đây 3 lần, Lý Thần Chiến này sẽ buông tha cho mày, thế nào? Đùng đoàng. Lời này của Lý Thừa Chiếu vừa dứt, hai chân mềm nhũ của Đường Hạo không nói hai lời, lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Thừa Chiếu, gấp gáp lại 3 lần, đồng thời miệng không ngừng gào lên tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trước mặt một kẻ như Lý Thần Chiếu, dáng vẻ kiêu ngạo điên cuồng vừa rồi của Đường Hạo đã biến mất không còn chút dấu vết, hắn hiện tại triệt để đã cảm thấy sợ hãi rồi. Dương Tiêu trong lòng cười lạnh không ngừng, đối với loại người đê tiện, bản tính thích ăn hiếp kẻ yếu đã ăn sâu vào trong máu như Đường Hạo, đứng trước mặt Lý Thần Chiến mà không sợ đến tiểu tiện ra ngoài như hiện tại cũng đã không tệ rồi. Khi nhìn thấy hành động không chút suy nghĩ đã quỳ lại mình như vậy, sắc mặt Lý Thần Chiến lập tức đông cứng, hắn thật không ngờ rằng tên Đường Hạo này lại không có cốt khí như vậy. Trong lòng Đường Hạo chính là vừa hận nhưng cũng vừa sợ, hắn nghĩ đến nứt cả đầu cũng không cách nào hiểu rõ được tên phế vật Dương Tiêu như thế nào lại có thể quen biết được với một đại nhân vật như Lý Thần Chiến. Không ngừng nhắc nhở bản thân, sự có hàn tín ẩn nhẫn chịu đựng nỗi nhục chui qua hàng, chút uất ức này của mình có được tính là gì? Dương Tiêu có phải không? Mày cứ chờ đó cho tao. Nỗi nhục nhã của ngày hôm nay, Đường Hạo tao ngày khác nhất định sẽ đòi lại gấp 100.000 lần. Dù sao những lời vừa rồi đích thân do hắn đích thân nói ra, Lý Thần Chiến tất nhiên cũng không dễ gì mà trở mặt, kinh tởm liếc mắt nhìn Đường Hạo đang quỳ dưới đất, Lý Thần Chiến vẫy tay nói, được rồi. Được rồi. Sự tình cũng đã được xử lý kha khá, Lý Thần Chiến cũng không có dự tính tiếp tục ở đây quá lâu, hắn nhìn sang phía Đường Lão Thái Thái nói, bà già kia, mau bước qua đây. Tâm trạng của Đường Lão Thái Thái hiện giờ hết sức lo sợ, hoàn toàn không chút chống cự. Nơm nớp lo sợ bước đến trước mặt Lý Thần Chiếu hoảng sợ thêu thảo nói, không biết điện hạ còn gì phân phó hay không. Giây phút này, tinh thần Đường Lão Thái Thái căng chặt, sợ hãi tột cùng, bà ta chính là sợ Lý Thần Chiến tiếp theo sẽ gây khó dễ với mình. Lý Thần Chiến cười lạnh nói, bà già này, ông đây cảnh cáo bà, Dương Tiêu là huynh đệ, anh em tốt của tôi, Đường Mộc Tuyết là em dâu, nếu như sau này Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết hai người bọn họ ở Đường gia phải chịu bất kỳ uất ức nào, thì đừng trách Lý Thần Chiến tôi đây không khách sáo với Đường gia nhà các người. Hôm nay cũng chỉ là một đòn cảnh cáo mà thôi, nếu như còn có lần sau để tôi phải đến tìm Đường gia, thì Lý Thần Chiếu tôi đảm bảo rằng sẽ khiến cho trên dưới Đường gia các người gà chó không yên. Hắn suýt chút nữa đã vạ miệng, vốn dĩ muốn gọi Đường Mộc Tuyết là chị dâu, nhưng nếu bối phận cùng tuổi tác sắp xếp như vậy, nếu nói Đường Mộc Tuyết là chị dâu của mình, vậy thì không phải đã làm bại lộ thân phận của Dương Tiêu hay sao? Nhưng hôm nay Lý Thần Chiến hắn nhất định phải giáo huấn một phen cho đám nhìn người bằng cặp mắt chó của những kẻ Đường gia này một bài học, phải cho bọn họ chút sắc mặt để cảnh cáo. Nếu không đám người mắt chỉ thấy lợi ích này không phải muốn leo lên đầu lên cổ tùy ý sỉ nhục lão đại của hắn hay sao? Cái gì? Dương Tiêu vậy mà lại là anh em tốt của Lý Thần Chiếu? Lời này vừa nói ra, Đường Lão Thái Thái, Đường Hạo cùng những kẻ khác mắt to chừng mắt nhỏ, hàm dưới rất đầy đất kinh ngạc không thôi. Chúng ta đi. Lý Thần Chiến vẫy tay ra hiệu, sau đó dẫn đầu một đám huynh đệ, lính lác nhanh chóng rời khỏi biệt phủ của Đường Lão Thái Thái. Nhìn theo chiếc Maybach lăn bánh càng ngày càng xa khỏi tầm mắt. Nội tâm một đám người đang đứng chết lặng trong sảnh lớn lúc này đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên tâm trạng thấp thỏm kinh ngạc như sóng to gió lớn, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại trở thành anh em với Lý Thần Chiến. Đến cả Đường Mộc Tuyết cũng có chút cuống quýt sợ hãi, những lời vừa rồi của Lý Thần Chiến vừa nói ra đã khiến cho cô cực kỳ mở rộng tầm mắt. Lúc này Dương Tiêu liếc mắt sang nhìn đám người Đường gia vẫn còn đang chết sững, sau đó dịu dàng nhìn sang Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi, anh tiễn em về công ty. Được Đường Mộc Tuyết từ từ khôi phục tinh thần, nhanh chóng bước theo sau Dương Tiêu rời khỏi biệt phủ của Đường Lão Thái Thái. Sau khi Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết vừa rời khỏi, biệt phủ của Đường Lão Thái Thái lập tức nổ tung. Đường Hạo hoảng hốt nói, bà nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên phế vật Dương Tiêu này, vậy là lại có thể quen biết được một đại nhân vật như Lý Thần Chiến. Tại sao trước đây tất cả chúng ta đều không hề hay biết gì? Đúng vậy, đúng vậy. Ông nội khi còn sống, không phải nói ra thế của Dương Tiêu trong sạch, chỉ là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện hay sao?
một đám người dòng chính đường ra hoảng sợ nói. Nếu như Dương Tiêu thật sự là anh em tốt với Lý Thần Chiến, vậy bọn họ về sau không dám tùy ý, trắng trợn sỉ nhục hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết rồi. Sau khi nhận thấy Lý Thần Chiến đã rời khỏi, sắc mặt Đường Lão Thái Thái tối sầm không gì sánh được, làm gì còn có dáng vẻ hoảng sợ như vừa rồi. Một đám người không tiền đồ, Lý Thần Chiếu nói Dương Tiêu chính là anh em tốt của hắn, chuyện này các người nghe vào niềm tin. Đôi mắt già nua của bà liền thu hẹp, nhìn một đám con cháu dòng chính đường ra đang vây xung quanh mình tiến hành giáo huấn một trận, một đám ngu xuẩn. Động não suy nghĩ một chút, Lý Thần Chiếu ở thành phố Trung Nguyên này hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay, nếu như Dương Tiêu quả thật là anh em của hắn, vậy tại sao bao nhiêu năm nay Lý Thần Chiếu chưa từng hỏi han gì đến Dương Tiêu? Đường Hạo dáng vẻ như vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện liền lên tiếng, ý của bà nội chính là những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một kịch được dàn dựng, nhưng Lý Thần Chiếu tại sao phải giúp đỡ đám người Dương Tiêu chứ? Đường Lão Thái Thái lạnh giọng nói, chuyện này ngoại trừ Đường Mộc Tuyết nhúng tay vào, căn bản không có người thứ hai, nhưng có điều cũng nhận ra được Đường Mộc Tuyết này cũng thật tâm kế, bản thân làm ra chuyện hạ lưu như vậy nhưng vì giữ gìn mặt mũi mà đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên đầu Dương Tiêu. Đường Lão Thái Thái nêu đã nói như vậy, mọi việc giống như đã có được lời giải đáp thông suốt. Đường Mộc Tuyết dựa vào nhan sắc của bản thân đi lấy lòng Lý Thần Chiến, dù sao Đường Mộc Tuyết cũng là đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên, một người đàn ông như Lý Thần Chiếu căn bản không cách nào kháng cự được, chắc chắn đã cùng Đường Mộc Tuyết phát sinh mối quan hệ không chính đáng ngoài luồng. Nếu như đã phát sinh ra quan hệ, Lý Thần Chiến không thể không vì mặt mũi của bản thân mà đưa tay giúp đỡ Đường Mộc Tuyết vớt phát chút mặt mũi. Cũng không thể để thiên hạ rèm pha Lý Thần Chiến kéo quần lên liền không nhận được. Nhưng Đường Mộc Tuyết không muốn kẻ khác biết rằng cô ta đã làm ra những chuyện hạ lưu như vậy, nên đã cố ý hất nước bản lên đầu Dương Tiêu, đẩy hắn ra đứng mũi chịu sào, đồng thời khiến cho Lý Thần Chiến đích thân thừa nhận bản thân vì Dương Tiêu, hắn mới trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến việc bản thân bị Lý Thần Chiến vô tình đánh đập tàn nhẫn, Đường Hạo tức giận phun một bãi nước bọt lên trên nền nhà, không vui nói. Không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết lại hạ lưu đê tiện đến như vậy, sau khi chơi đùa cùng với Lý Minh Hiên, rồi đùa giỡn với tiểu hoàng tử Thổi Tiêu, bây giờ lại câu dẫn Lý Thần Chiến, thật sự không cần mặt mũi thể diện. Sắc mặt một đám người dòng chính đường ra lập tức tối sầm, nếu như tất cả những điều này là sự thật, vậy thì hình tượng băng thanh ngọc khiết của Đường Mộc Tuyết lập tức sụp đổ. Đường Hạo tiếp tục nói, bà nội, Đường Mộc Tuyết tính tình lằng lơ như vậy, sẽ bại hoại đến gia phong Đường gia chúng ta. Không bằng chúng ta dứt khoát trục xuất ả tiện nhân đó ra khỏi nhà. Cháu nói trục xuất chính là có thể dễ dàng trục xuất sao? Đường Lão Thái Thái tối sầm mặt, lạnh lùng nói. Đường Hạo suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt chính là không cam tâm. Hiện tại, việc hợp tác giữa Đường gia cùng Đông Hải Lý gia toàn bộ đều do Đường Mộc Tuyết lại phụ trách. Sau lưng Đường Mộc Tuyết hiện tại còn có tiểu hoàng tử Thi Tiêu chống lưng, cùng Lý Thần Chiếu tỏa chấn, căn bản không phải bọn họ muốn liền có thể lay động được. Bà nội, không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Đường Mộc Tuyết làm điều sằng bậy? Nếu như sau này mọi chuyện bị bại lộ, người khác nếu muốn mắng không phải chỉ nhắm đến Đường gia chúng ta mà mắng chửi hay sao? Còn có tên phế vật Dương Tiêu đúng là kẻ hèn hạ trong xương tủy, bản thân đã bị căm sừng rồi, mà vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng thật sự quá đê tiện. Đường Hạo hận đến mức ngứa răng nói. Đôi mắt già nua của Đường Lão Thái Thái lóe lên tia nham hiểm, bà từ từ lên tiếng. Tất nhiên không thể để Đường Mộc Tuyết tiếp tục làm sằng làm bậy. Cô ta dù sao cũng chỉ là thân phận nữ giới, dù cho đẹp đẽ đến đâu, thời gian trôi qua cũng khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán, thời gian này tạm thời không cần để ý đến hành động bên Đường Mộc Tuyết, chỉ cần kiên ý nhân chờ qua khoảng thời gian này, chờ đến khi cô ta bị đàn ông chơi đùa chán chê rồi lại xử lý sau. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Đường Hạo hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Một đám người dòng chính đường ra vốn dĩ từ sâu trong tận xương máu đã xem thường Đường Mộc Tuyết, dù sao trong mắt bọn họ Đường Mộc Tuyết cùng nhiều người qua lại, có mối quan hệ bắt chính như vậy, thật sự khiến cho mặt mũi của bọn họ mất sạch. Trên xe lúc này, sắc mặt Đường Mộc Tuyết trầm trọng, cô hiện tại chỉ cảm thấy Dương Tiêu mang đến cho cô cảm giác càng ngày càng xa lạ. Đường Mộc Tuyết cảm thấy cho dù bản thân có chịu uất ức đi chăng nữa, cô cũng tuyệt đối không chấp nhận được Dương Tiêu cùng người của vùng đất xám có bất kỳ quan hệ nào. Anh có phải đã gia nhập vào bang răng cá mập? Đường Mộc Tuyết cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dương Tiêu lúc này đang lái xe, cười sủng nịch nói, Mộc Tuyết, em đang nghĩ gì vậy? Anh giống loại người đó sao? Hơn nữa anh như thế nào, người ta sẽ không nhận anh vào bang phái đâu. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
anh như thế nào lại cùng Lý Thần Chiến có quan hệ với nhau? Đường Mộc Tuyết chất vấn hỏi. Cô tình nguyện bản thân chịu tủi nhục, tình nguyện bản thân bị giáng chức, nhưng cũng không mong muốn nhìn thấy Dương Tiêu cùng đám người Lý Thần Chiến của vùng đất xám dính dáng đến nhau. Quan điểm của Đường Mộc Tuyết từ trước đến giờ luôn ngay thẳng, cô căn bản không cách nào nhẫn nhịn cùng chấp nhận chuyện như vậy xảy ra trên người Dương Tiêu. Lỡ đâu một ngày kia thật sự xảy ra chuyện, Dương Tiêu nhất định phải chịu tội lao ngục, đây cũng là điều mà Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn thấy nhát. Dương Tiêu trong lòng cũng hiểu rõ nếu chuyện này không có một lời giải thích rõ ràng, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Chuyện này thật ra vô cùng đơn giản, anh lần này lại nhờ vào vị kia của Đông Hải Lý gia, ông ấy liền sắp xếp Lý Minh Hiên giúp anh xử lý việc này. Dương Tiêu chỉ có thể tự mình tự biên tự diễn nói, nhưng không ngờ đến Lý Minh Hiên lại tìm đến Lý Thần Chiến, việc này anh quả thật không ngờ đến được, nếu không chỉ dựa vào thực lực của anh, đại nhân vật như Lý Thần Chiến cũng không thèm liếc mắt đến nhìn một cái đâu. Thật sao? Đường Mộc Tuyết bán tín bán nghỉ hỏi lại. Trong nhận thức của cô, Dương Tiêu căn bản không có khả năng quen biết được một đại nhân vật như Lý Thần Chiến. Dương Tiêu cũng không tiếp tục nhiều lời giải thích, trực tiếp lấy điện thoại gọi đến cho Lý Minh Hiên, hắn còn đặc biệt chọn chế độ mở loa ngoài. Tối hôm qua Dương Tiêu đã đặc biệt dặn dò trước với Lý Minh Hiên, nên Lý Minh Hiên sau khi nghe máy, giọng nói tươi tỉnh vui vẻ cười nói, người anh em Dương Tiêu, chuyện đó xử lý như thế nào? Có hài lòng hay không? Dương Tiêu cười nhạt nói, cảm ơn anh, nếu như không phải có Lý công tử ra mặt giúp đỡ, bản thân tôi cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào. Mọi người đều là người có quen biết, không cần khách sáo, tôi vẫn còn phải ở công trình giám sát công việc, nên không cùng anh nói chuyện được, chờ tôi quay về có thời gian rảnh lại tìm cậu trò chuyện. Lý Minh Hiên biết rõ nói càng nhiều càng dễ lộ ra sơ hở, trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Dù cho bị người khác cúp điện thoại, Dương Tiêu cũng không có một chút tức giận nào. Nếu như Lý Minh Hiên không chủ động cúp điện thoại, ngược lại đối với mình cung kính không thôi, vậy thì càng dễ dàng khiến Đường Mộc Tuyết phát giác ra điểm bất thường. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, Đường Mộc Tuyết lúc này mới yên tâm phần nào, cô biết Dương Tiêu trước đây có quen biết với vị đại nhân gian của Đông Hải, Lý Minh Hiên lại nói nhiều lời như vậy, về phía cô cũng đã không còn bất kỳ thắc mắc nào. Từ nay về sau không được cùng đám người Lý Thần Chiến qua lại, có biết hay không? Đường Mộc Tuyết dùng giọng nói hạ mệnh lệnh dặn dò lại. Dương Tiêu gật đầu, hắn biết rõ Đường Mộc Tuyết đây là đang lo lắng cho sự an uy của hắn, không muốn hắn bước chân vào vũng nước bản của vùng đất xám. Đường Mộc Tuyết tiếp tục nói, hai ngày sắp tới xem có thể mời người bạn anh quen biết ở Đông Hải Lý ra, hẹn ra ngoài gặp mặt, em muốn mời ông ấy một bữa cơm, để cảm ơn một phen. Câu nói này của Đường Mộc Tuyết vừa nói ra, cả người Dương Tiêu lập tức căng cứng, vô thức đạp mạnh thắng xe két. Bánh xe cùng mặt đường sản sinh ra ma sát mãnh liệt, hai người ngồi trong xe toàn thân cũng bị chấn động. Dương Tiêu triệt để chết lặng rồi, cùng ăn cơm với người bạn Đông Hải Lý gia. Hắn trước đây chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, chuyện này thoáng chốc trở thành phiền phức lớn rồi. Không lẽ thân phận của bản thân phải bị lộ tẩy vào ngày hôm nay sao? Anh làm sao vậy? Khi nhìn thấy tâm trạng Dương Tiêu kích động như vậy, ánh mắt nghi ngờ của Đường Mộc Tuyết không ngừng nhìn về phía hắn. Trên trán Dương Tiêu lắm tắm một lớp mồ hôi, dù cho Dương Tiêu hắn đã trải qua không ít lần mưa bom bão đạn, đối diện với sinh tử nguy hiểm, nhưng cũng chưa một lần cảm thấy căng thẳng. Nhưng lần đầu tiên, gặp phải loại chuyện như thế này, khiến cho Dương Tiêu hoảng hốt không thôi. Dù sao người đàn ông một khi đã nói dối vợ mình, trong lòng nhất định chột dạ, Dương Tiêu cũng không ngoại lệ. Nói thật lòng, Dương Tiêu trước mắt không muốn thân phận của mình bị tiết lộ, dù sao thì thân phận thật của hắn cũng có chút đặc biệt khác với người khác. Không phải Dương Tiêu không muốn tiết lộ cho Đường Mộc Tuyết, nhưng đối với hắn mà nói việc giữ bí mật với cô cũng chính là bảo vệ đến tính mạng của cô. Có nhiều khi, biết càng nhiều chỉ khiến bản thân càng gặp nguy hiểm. Dương Tiêu từ từ khởi động lại chiếc xe, sau đó không dám nhìn trực diện sang Đường Mộc Tuyết, chỉ biết căng ra đầu mà nói, người bạn đó của anh e rằng không đến được đâu, Đông Hải Lý gia sản nghiệp to lớn, hiện tại ở khu vực Duyên Hải vừa đầu tư vài cảng khẩu, ông ấy hiện tại bận đến sức đầu mẻ trán. Nếu như không phải nẻ tình trước đây, chỉ sợ cũng không muốn để ý đến anh đâu, những lần trước cũng là do anh mặt dày mà đi tìm người ta đó thôi. Dương Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần tiết lộ cho Đường Mộc Tuyết biết thân phận thật sự của bản thân, chỉ sợ rằng trong vô hình đã mang đến cho cô một mối nguy hiểm vô cùng to lớn, đây là điều mà hắn không muốn xảy ra nhát.
Hơn nữa Dương Tiêu cũng không thể nói cho Đường Mộc Tuyết biết người bạn mà hắn quen biết ở Đông Hải Lý gia chính là chủ nhân Đông Hải Lý gia Lý Minh Dương đâu. Còn nếu như bất chấp tất cả tiết lộ cho Đường Mộc Tuyết, vậy so với việc tự tiết lộ thân phận của bản thân cũng không có gì khác biệt. Nghe hết những lời này, Đường Mộc Tuyết liền gật đầu, cô cũng không tiếp tục tra hỏi tiếp. Người có khả năng mời Lý Minh Hiên ra mặt, tất nhiên chính là đại nhân vật số 1 số 2 của Đông Hải Lý gia, loại đại nhân vật như vậy bình thường sẽ rất bận rộn. Dương Tiêu mở lời mà người ta chấp nhận giúp đỡ đã không tệ rồi, hiện tại còn muốn mời họ dành chút thời gian ra ngoài dùng cơm thì thật sự đã làm lãng phí thời gian của mọi người rồi. Hơn nữa, cho dù mời người ta đến ăn cơm, cũng không thể khiến cho người giả cả vất vả từ Đông Hải chạy đến thành phố Trung Nguyên. Nhưng có điều trong lòng Đường Mộc Tuyết vẫn còn một thắc mắc, Dương Tiêu như thế nào lại có thể quen biết được đại nhân vật của Đông Hải? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.